Thám tử lừng danh Conan vẫn giữ vị trí là một trong những series trường kỳ nhất nhì giới manga anime và đã gắn bó với tuổi thơ của vô số thế hệ người Việt. Trải qua vô số vụ án kinh điển của Conan, dường như fan hâm mộ chúng ta vẫn chưa được thấy một chút gì được gọi là hồi kết hay bất kỳ động thái nhá hàng về màn khép lại đầy mỹ mãn của series này. Chắc câu hỏi khi nào Conan mới kết thúc vẫn sẽ tiếp tục là một câu hỏi nan giải của chúng ta mỗi khi đón thêm một cái Tết. Thôi thì dẹp tạm nó qua một bên đi ạ. Nhân tiện thì series hồ sơ vụ án Conan của Anime Rewind cũng đã tròn một tuổi. Cùng tôi điểm lại tất tần tật những vụ án được lên sóng Anime Rewind nhé. Trên chuyến xe đi đến khu nhà trọ Mycroft, tọa lạc trên một vách đá cạnh biển, nơi tổ chức tour những kẻ lập dị mê Sherlock Holmes. Được biết, Conan đã đăng ký tham gia buổi tiệc của câu lạc bộ gồm những người hâm mộ Sherlock Holmes và may mắn trúng thưởng tham dự chuyến đi lần này. Mọi người trên xe hào hứng kể về những vụ án yêu thích được ngài Holmes phá giải. Người thì thích vụ chiếc nhẫn tình cờ, vụ án đầu tiên mà Holmes xuất hiện. Người thì thích hội tóc đỏ, đến phiên Conan cũng nhanh nhảu tham gia, nói giấu bộ tứ là vụ án yêu thích nhất của mình. Và khi được hỏi, bác Mori đã có một pha quê không hề nhẹ, khi nói yêu thích cuốn Và rồi chẳng còn ai. Đây là cuốn tiểu thuyết của nữ nhà văn trinh thám Agatha Christie. Hay, đây là buổi off fan Holmes của Conan Doyle đấy ông bác ạ. Đã vậy còn nói sai tới tác phẩm của người ta nữa chứ. Nếu các bạn muốn biết thêm về những tiểu thuyết gia nổi tiếng cũng như những thám tử đại tài mà họ tạo ra, hãy ghé qua video bọn mình đã làm về 12 vị thám tử hư cấu tài giỏi trên thế giới ở trên kênh nhé. Đi đến địa điểm tổ chức, tất cả mọi người đều tập trung lại trong phòng khách của nhà trọ Mycroft. Những người có mặt tham gia buổi tiệc lần này lần lượt là ông Hiroyuki Kanaya, 51 tuổi, chủ của khu nhà trọ Mycroft và cũng là người tổ chức chuyến đi đặc biệt lần này. Tiếp đến là Toshiaki Fujisawa, 47 tuổi, là nhân viên nhà ga. Nanako Shimizu, 24 tuổi, hiện đang là thủ thư. Ikuo Kawatsu, 25 tuổi, giáo viên thể chất tại một trường trung học. Maria Toda, 43 tuổi, là một thầy bói. Lần đầu tiên gặp, bà cũng là người nói vu vơ rằng sẽ có ai đó biết bí mật của Conan nếu cậu không cẩn thận, khiến Conan có chút lo lắng. Ngoài ra còn có cặp đôi Kento Togano, 22 tuổi và Ayako Oki, 21 tuổi, là sinh viên đại học và đều là thành viên của câu lạc bộ nghiên cứu suy luận bí ẩn. Cuối cùng là Hitomi Iwai, 24 tuổi, nhân viên của khu nhà trọ Mycroft. Cửa sổ phát hiện ông Kanaya lái xe tiến thẳng đến vách đá. Những tưởng đó chỉ là câu đố được chuẩn bị từ trước, nhưng thấy điều gì đó kỳ lạ khi chiếc xe cứ lao đến vực thẳm. Conan và Hattori chạy nhanh đến hòng ngăn chiếc xe dừng lại. Nhưng mọi thứ đã quá muộn, chiếc xe cùng ông Kanaya lao xuống vực và phát nổ. Như mọi khi, ông bác dâu kẽm phán một câu xanh rờn là nạn nhân tự sát, trong khi mọi người đều nghĩ đây là một vụ giết người. Trong lúc mải mê điều tra hiện trường, Conan và Hattori lại vô tình cụp đầu nhau giống như lần trước trong vụ án sát hại nhà ngoại giao. Từ đây, Hattori cũng dấy lên nghi ngờ về thân phận của Conan. Bà thầy bói Toda nhìn lên trời và cảm nhận có điều gì đó không lành sắp xảy ra. Y như rằng tất cả các điện thoại của mọi người bị tịch thu trong phòng của ông Kanaya đều đã bị phá hủy. Cuốn sách làm phần thưởng cũng đã bị đánh cắp. Không những vậy, chiếc xe còn lại bình xăng đã bị phá hủy và chảy hết. Bình điện cũng đã cạn. Điều này đồng nghĩa với việc tất cả mọi người bị cô lập tại khu nhà trọ Mycroft. Hệ thống camera chỉ là đồ giả được gắn lên, nên khó có thể xác minh ai là thủ phạm. Khi mọi người còn đang suy luận ai là hung thủ, thì Ayako bất ngờ cười lớn. Cô nói đã biết chân tướng người sát hại ông Kanaya và thủ thuật của hắn. Ayako bỏ đi và đe dọa trong vòng 10 phút nữa, nếu hung thủ không chịu thú tội thì cô sẽ vạch trần hắn. Cảm thấy Ayako bỏ đi quá lâu mà chưa quay lại, sợ có chuyện bất chắc, mọi người tức tốc chạy lên phòng kiếm Ayako. Nhưng khi bước ra từ nhà vệ sinh, Ayako lại đổi ý và cho rằng mình đã đoán sai. Sau đó cô bỏ đi ra ngoài dạo mát. Mọi người lại tập trung về phòng khách. Đột nhiên có một tiếng nổ lớn vang lên từ hướng nhà xe. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, thiêu cháy cả chiếc xe. Ngay sau khi dập lửa, phát hiện một xác chết đã bị nổ cháy cả nhân dạng, chỉ còn nhận ra được từ bộ quần áo. Ayako đã chết một cách rất kinh khủng. Ngoài trời đổ mưa, mọi người đành vào nhà tập trung lại. Chờ đến khi trời sáng, Hattori bắt đầu dò hỏi Ran về những lần ông bác Mori phá án. Rồi đột nhiên đèn tắt, ông Fujisawa mở bật lửa lên dò đường. Heiji và Conan phát hiện có kẻ nào đó đang cầm dùi đục đá sắp đâm ông Fujisawa. Cả hai lao tới xô ngã ông Fujisawa nên vết đâm không chí mạng, chỉ bị thương ở tay. Còn kẻ lạ mặt đã phá cửa sổ và tẩu thoát ra ngoài. Liên tiếp hung thủ núp trong bóng tối ra tay sát hại mọi người. Hung thủ phải chăng chính là ông Kanaya đã giả chết hay là một trong số những người ở đây? Và liệu rằng Conan có thể giữ được bí mật trước Hattori khi mà mối nghi ngờ của cậu ngày càng lớn? Trước tiên, chúng ta hãy cùng sâu chuỗi mọi manh mối đã có. Đầu tiên là về chiếc xe ông Kanaya đã lái lao xuống vực. Trên bảng điều khiển có phủ một tấm mền,
Một tiếng động kỳ lạ không phải tiếng động cơ phát ra. Một chi tiết kỳ lạ nữa là chiếc xe đột ngột tăng tốc độ khi chuẩn bị lao xuống vực. Phải chăng ông Kanaya muốn tự sát vì không muốn giao cuốn sách cho bất kỳ ai? Tiếp đó là về Ayako, thái độ kỳ lạ khi cô thay đổi ý kiến một cách rất đột ngột. Liệu rằng Ayako đã biết chắc điều gì đó nhưng vẫn cố che giấu cho hung thủ? Một điều nữa là sau khi dùng bữa tối, Ran có bắt gặp Ayako ở hành lang, đang lúng túng giấu một thứ gì đó sau lưng. Có thể là bảng 1000 câu hỏi về Sherlock Holmes. Còn về cái chết của Ayako, khi chiếc xe phát nổ, mọi người đều tập trung tại một phòng. Phải chăng chính ông chủ Kanaya đã bày ra mọi việc và tại sao Ayako lại vào chiếc xe để làm gì? Trước cái chết của Ayako, ông Fujisawa tỏ ra vô cảm mà buột miệng thốt ra một chữ sách. Dường như ông đang quan tâm đến một thứ khác của nạn nhân. Một lá thư nặc danh được gửi cho ông Fujisawa với nội dung: nếu muốn lấy quyển sách đó thì 5 giờ sáng mai xuống dưới gara. Nó nằm ở ghế sau của chiếc xe. Vào lúc cúp điện, cửa sổ bị phá, một chiếc ghế bị xếp kỳ lạ. Dưới chân ghế còn vài mảnh kính vỡ gắm vào. Nguyên nhân gây ra mất điện là do điện bị chập mạch bởi một phích cắm có cuốn một sợi dây kim loại. Từ những manh mối trên, các bạn đã suy luận ra chân tướng vụ án chưa? Nếu vẫn chưa, hãy cùng đến với lập luận của Conan xem như thế nào nhé. Đầu tiên về cái chết của ông Kanaya, ông ấy có thể đã chết trước khi xe lao xuống vực và có ai đó đã đặt xác nạn nhân co cứng lên xe. Nhưng nếu nạn nhân đã chết thì tại sao lại có thể tăng ga cho xe chạy nhanh? Còn về tiếng động kỳ lạ phát ra là tiếng máy lạnh của một chiếc xe cũ. Về cái chết của Ayako, khi xe phát nổ, làm cách nào để hung thủ châm lửa trong khi mọi người đều tập trung tại một phòng? Ran đã gặp Ayako cầm sấp câu hỏi, giấu sau lưng vẻ mặt bối rối. Phải chăng cô đã phát hiện điều gì đó trong phòng Kento? Tiếp đó là về lá thư nặc danh định gửi cho ông Fujisawa. Có lẽ hung thủ đã nhắm vào ông ấy, nhưng Ayako vô tình chỉ là con cừu thế mạng đáng thương. Chiếc ghế dùng để phá cửa sổ, hung thủ cố tình tạo ra hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng rằng hung thủ đã bỏ chạy ra ngoài. Trong vụ này, hung thủ đã hành động khá vội vã nên để lại nhiều tăng chứng lộ liễu. Có lẽ việc dùng dụng cụ đục đâm ông Fujisawa nằm ngoài dự kiến. Một sự thật được tiết lộ, ông Fujisawa đã biên tập và giúp ông Kanaya xuất bản cuốn sách trào phúng về nhân vật Irene Adler. Đến đây, các bạn đã phát hiện ra ai là kẻ thù ác gây ra mọi chuyện chưa nhỉ? Người tống ông Kanaya lên xe, sau đó làm chiếc xe lao xuống vực. Người đã thiêu cháy Ayako trong gara, người đã tắt điện định giết ông Fujisawa bằng dùi đục đá. Thủ phạm gây ra 3 vụ án, kẻ thù ác chính là Kento Togano. Đầu tiên, Togano đã giết và đưa xác ông Kanaya lên ô tô để cố định cho chân dẫm lên phanh. Nửa ngày sau khi bị giết, xác chết đã đông cứng lại, nên cho dù có bật động cơ và vào số, ô tô vẫn đứng im tại chỗ do có phanh hãm. Sau đó, vào buổi tối, trước khi ăn cơm, Togano đã mở cửa gara. Xác nạn nhân đã mềm ra nên chân phanh cũng bị nới lỏng. Việc còn lại là chờ trong phòng khách cùng mọi người. Togano đã cố tình làm thay đổi thời gian xác chết bị co cứng bằng cách tăng nhiệt độ của xác chết bằng máy sưởi. Khi tăng nhiệt độ xung quanh thi thể lên 35 độ C, thời gian co cứng sẽ nhanh hơn, đồng nghĩa thời gian thi thể bắt đầu mềm cũng giảm xuống. Việc thi thể nạn nhân cùng chiếc xe lao xuống vực cũng là để không ai có thể tìm ra cái xác và phát hiện thời điểm xác chết co cứng khi khám nghiệm tử thi. Tiếng xì xì kỳ lạ trong ô tô thực chất là tiếng lò sưởi chứ không phải là tiếng máy lạnh. Bởi lẽ nếu bật máy lạnh trong thời tiết nóng, phải có nước rỉ ra từ chỗ bánh xe. Nhưng tại hiện trường không có bất cứ vết nước chảy nào xung quanh cả. Việc xe tăng tốc có lẽ là do chân nạn nhân tuột khỏi bàn đạp khi đi qua đường sóc. Còn chiếc khăn trùm che kín xe nhằm không để người khác tìm thấy tín hiệu lò sưởi đang được bật. Còn trong vụ chiếc xe phát nổ, Togano đã lừa Ayako rằng cuốn sách ấn bản đầu tiên được giấu ở hàng ghế sau của chiếc xe. Bởi vì chiếc xe đã hết bình nên không thể mở đèn được, Ayako đã dùng bật lửa lên để tìm kiếm. Và trong gara đầy xăng bị rò rỉ nên lửa đã bùng lên thiêu cháy Ayako. Ban đầu thủ thuật này Togano dùng để giết ông Fujisawa, nhưng có chút thay đổi đột xuất nên Togano đã giết Ayako. Thay vào đó, Togano đã làm mất điện, dùng dùi đục đá tấn công ông Fujisawa, từ đó mà lộ ra nhiều sơ hở do không có thời gian tính toán cẩn thận. Bằng chứng buộc tội Togano nằm ở bản 1000 câu hỏi của anh. Togano không hề trả lời bất cứ câu hỏi nào trong đó cả, bởi lẽ anh biết người tổ chức ông Kanaya đã chết, nên chẳng việc gì phải làm bài nữa. Do Ayako muốn hỏi về bài kiểm tra, nên đã đến phòng Togano nhưng lại không gặp được. Vì lúc đó Togano đang ở gara chuẩn bị cho kế hoạch giết người của mình, và Ayako khi đó đã phát hiện ra bài kiểm tra trống trơn của Togano.
Khi vụ án mạng của ông Kanaya xảy ra, thì Ayako có vẻ như đã suy luận và hiểu hết mọi việc, nên Togano đành phải giết Ayako để bịt miệng. Còn động cơ mà Togano ra tay giết ông Kanaya và tấn công ông Fujisawa nằm ở cuốn sách mà hai người hợp tác xuất bản, tác phẩm Phái sinh trào phúng, Nụ cười của Irene Adler. Cuốn sách tập trung nói về các điểm phi lý trong lập luận của Sherlock Holmes. Và với một fan cuồng như Togano, anh không chấp nhận việc thần tượng Sherlock Holmes của mình bị chỉ trích, làm tổn hại đến danh tiếng như vậy. Ngưỡng mộ một ai đó là một cảm xúc chân chính, nhưng mê muội thần tượng một cách thái quá lại là một thảm họa đưa con người ta lạc lối. Một động cơ giết người có phần khó hiểu và nhảm nhí khi thủ phạm chấp nhận xuống tay giết người vì một hình tượng không có thật, thậm chí giết cả người yêu mình. Trong vụ án lần này, Conan đã có một quyết định đi thẳng vào lòng đất. Khi thay vì gây mê ông bác Mori để phá án như mọi khi, cu cậu lại chọn Heiji làm bình phong cho mình. Một phần vì Conan biết Heiji đang nghi ngờ mình, giật dây sau lưng Kogoro ngủ gật, nên lần này không thể gây mê ông bác được. Vì như thế Hattori sẽ ập đến và biết được mọi chuyện. Tình thế lúc này buộc cậu phải cho tên Heiji ồn ào ngủ một giấc, vừa thay mình phá án, vừa khiến Heiji im lặng không phá đám. Tuy nhiên Conan tính không bằng ông bác Mori tính, khi ông bác vô tình ký đầu Heiji khiến cậu tỉnh sớm hơn bình thường. Và Hattori không vô tư như Ran hay bác Mori mà để Conan dễ dàng qua mặt được. Cộng thêm nhái giọng khàn xài hơi lỗi, nên Hattori đã ngầm đoán được Conan chính là Shinichi. Nắm thóp được bí mật nên buộc lòng Conan đành thú thật toàn bộ sự việc cho Heiji, cũng từ đó tạo nên một cặp bạn thân keo sơn giữa hai chàng thám tử. Trong những vụ án sau này, Heiji đã rất nhiều lần giúp Conan thoát khỏi con mắt nghi ngờ của Ran khi thân phận sắp bị bại lộ. Tại phòng thiết kế Hanaoka, ông bác Mori được mời đến và có một cuộc hội thoại với giám đốc. Vào tháng sau, công ty sẽ cho xuất bản tập tranh hiện trường vụ án, thế nên họ muốn lấy mẫu đối thoại giữa giám đốc và ông bác để đưa vào cuối tập tranh. Trước đó, khi được phòng thiết kế gọi trao đổi qua điện thoại, vì nói không rõ ràng nên họ khiến Mori hiểu lầm rằng phía văn phòng đang muốn lấy hình ảnh của ông. Vì vậy ông bác dâu kẽm nhà ta hôm nay đã cố tình ăn mặc rất chỉnh tề, tóc còn không quên vuốt vuốt kèo các thứ. Nhưng khi được xác nhận lại, phía công ty chỉ muốn lấy đoạn đối thoại đã khiến Mori cụt cả hứng, bèn bẻ sang hỏi về sự vắng mặt của ông giám đốc. Những người trong văn phòng thiết kế có cuộc gặp với ông bác hôm nay lần lượt là Hanaoka Kenjin, 48 tuổi. Ông vừa là họa sĩ khá có tiếng, đồng thời cũng vừa là giám đốc của văn phòng thiết kế mang chính tên mình. Chono Izumi, 25 tuổi, là một họa sĩ tranh minh họa làm việc dưới trướng Hanaoka tại văn phòng thiết kế. Đợi mãi mà chẳng thấy Hanaoka đến, vốn cuộc hẹn vào 5 giờ nhưng đã 30 phút trôi qua, lại chẳng thấy mặt Hanaoka đâu. Vì vậy một nhân viên khác trong phòng đã gọi tìm ông khắp nơi nhưng lại chẳng nhận được phản hồi gì. Tuy nhiên điều họ không ngờ rằng ông giám đốc lại đang ra tay giết người ở tòa nhà đối diện, mà nạn nhân chính là tình nhân của hắn. Tua ngược lại vài phút trước, tại chung cư Baker 2, quần áo sộc sạch, đã thấy cô gái tên Chono có mặc quần giúp gã giám đốc Hanaoka đang say giấc nồng trên giường. Khi nhìn thấy hình vẽ con bướm mà Chono để lại trên mặt, đã khiến Hanaoka vô cùng khó chịu mà lau vội, trong khi Chono lại tỏ ra rất khoái chí, vì cô muốn vợ của Hanaoka biết để bọn họ có cái cớ chia tay. Có như vậy cô mới có thể đường đường chính chính đến bên cạnh Hanaoka. Nói đến đây chắc có lẽ anh em đã đoán được mối quan hệ giữa bọn họ là gì rồi nhỉ? Hanaoka là giám đốc của công ty thiết kế, nhưng những bức tranh dưới tên Hanaoka được bán đi thì hết 60% là do Chono vẽ. Ông chỉ đơn giản là lấy nó từ tay Chono và ký tên lên bức tranh, khiến mọi người nghĩ rằng chính ông mới là người tạo nên chúng. Xung đột xảy ra khi Chono tiết lộ những bức vẽ ấy, cô đã âm thầm để lại ký hiệu của riêng mình. Nếu tinh mắt, người xem sẽ phát giác ra ngay. Chono lấy đó làm cái cớ để đe dọa Hanaoka, nói với vợ việc ngoại tình. Cô còn muốn mọi người biết về sự thật của những bức tranh. Đứng trước sự đe dọa, chúng đã khiến Hanaoka nổi giận và quyết làm cô ta im lặng mãi mãi. Chiếc cà tàn đập thẳng vào đầu Chono và khiến cô mất mạng. Khi Chono vừa tắt thở, điện thoại trong phòng cô cũng vừa đổ chuông. Đó là cuộc gọi từ văn phòng thiết kế. Họ gọi đến để hỏi về tung tích của Hanaoka. Lúc này Hanaoka đang dựng hiện trường giả, hòng che đậy hành vi giết người của mình nên đã quyết định không bắt máy. Trong khi đó ở văn phòng, Conan nhận ra ở tòa nhà đối diện đang phơi một tấm chăn. Dù trời đang mưa tầm tã cả ngày, thế nhưng lại chẳng có ai mang vào. Đó lại là căn hộ của Chono. Thời gian hiện tại là 6 giờ 30. Mori dần mất kiên nhẫn đòi về thì điện thoại văn phòng bất chợt reo lên. Nhưng khi một nhân viên bắt máy thì bên kia lại cúp máy ngang. Lúc này, Hanaoka cũng vừa đến. Đang tíu tít xin lỗi Mori thì Ran lại tinh mắt phát hiện thấy vết sơn trên ngón út của ông.
Nhanh trí đổ lỗi đó là do màu vẽ. Hanaoka vội vàng chạy vào toilet để rửa sạch chúng. Lúc này điện thoại văn phòng một lần nữa đổ chuông. Khi bắt máy, thần kỳ thay đầu dây bên kia lại là giọng của Chono. Đúng lúc Hanaoka vừa ra khỏi toilet, vờ như cô đang tìm mình, ông nhận điện thoại từ nhân viên và tiếp máy. Sau đó Hanaoka bỗng hét lớn và nói rằng đầu dây bên kia Chono đang muốn tự sát để hướng sự chú ý của mọi người ra ban công. Từ phía tòa nhà đối diện, đúng như lời của ông, mọi người thực sự nhìn thấy cái xác của Chono đang rơi tự do xuống đất. Cảnh sát ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Hanaoka khai rằng khi nói chuyện qua điện thoại, Chono đã bảo cô không muốn sống tiếp nữa. Từ đó khiến cảnh sát bước đầu xác định cái chết của Chono là do tự tử. Dù biết là Hanaoka đang khai man, nhưng liệu rằng Conan và ông bác Mori có đủ tỉnh táo để nhận ra và vén màn sự thật? Bạn đam mê với hội họa, lại vừa đam mê phá án như Conan, thế thì còn gì tuyệt vời hơn khi tậu ngay cho mình những cây bút bi vô cùng độc đáo từ Sama Shop nhỉ? Mẫu mã tràn lan tha hồ lựa chọn, chất lượng thì miễn bàn, cứ có mác Weibo là Auto X10 công năng. Nhanh tay bấm vào đường link bên dưới để mua ngay hôm nay và nhận được những ưu đãi tốt nhất nha! Như mọi lần, Conan đã tìm thấy rất nhiều điểm nghi vấn tại hiện trường lẫn căn hộ của Chono. Đầu tiên là ở thi thể. Dù mắt không được tốt và phải đeo kính, nhưng điều đáng nói là khi tự sát, nạn nhân lại đeo một lúc cả hai cái. Vừa mắt kính bên ngoài, bên trong còn có cả kính áp tròng. Thế nên không mất quá nhiều thời gian cũng đủ để xác định được hiện trường vụ án đã bị người khác dựng lên. Tiếp đến về căn hộ của Chono, có mặt vào đúng thời gian nạn nhân rơi xuống. Nhân viên chuyển phát khai rằng vào khoảng 6 giờ 30, anh đã nhận được yêu cầu đến lấy hàng. Thông thường Chono sẽ trực tiếp có mặt ở cửa và đưa kiện hàng cho anh. Nhưng lần này cô lại không xuất hiện, mà chỉ để gói hàng ở cạnh cửa và bảo anh tự lấy. Đồng thời khi bước vào trong, dù đầy cửa rất nhẹ tay, nhưng cánh cửa lại bật ra rất mạnh, như thể có người đứng ở phía sau. Đã thế người này còn nghe thấy tiếng keng của chiếc đinh rơi xuống đất, và cả tiếng đổ vỡ của chậu hoa phía sau nhà. Trong khi đó ở một góc phòng, người ta tìm thấy một lọ sơn móng tay đổ ở dưới sàn. Đây là mẫu chỉ mới được mở bán vào ngày hôm nay. Ngoài một ít màu của lọ sơn bị dày ra sàn, trên giường vẫn còn vương lại một ít máu. Cuối cùng trong một album ảnh, Conan biết được cái tên Chono có nghĩa là bướm. Thế nên cô có sở thích vẽ và ký hình con bướm lên người khác khi họ đang ngủ. Bởi thế mà trong album toàn là ảnh chụp lại khoảnh khắc Chono vẽ lên mặt các đồng nghiệp. Với những manh mối trên, anh em có đoán được chuyện gì đã xảy ra không? Nếu vẫn chưa, thì chúng ta hãy đến với phán đoán của thằng nhóc để xem Conan đã suy luận được những gì nhé. Đầu tiên là về lọ sơn móng tay. Dù đã vợi đi một ít, thế nhưng trên cả tay và chân nạn nhân đều trống trơn. Trong khi đó màu sơn này lại trùng hợp giống với màu trên ngón út của Hanaoka. Kết hợp với sở thích vẽ lên người khác của Chono, Conan đoán được chắc chắn vết sơn trên tay Hanaoka là do cô để lại. Thế nhưng khi bị Conan chỉ đích danh, ông hoảng sợ ngụy biện rằng đó là màu vẽ của mình và đã rửa sạch lúc trong nhà vệ sinh. Còn một nghi vấn nữa nảy lên trong đầu Conan, kính áp tròng nạn nhân đeo là loại mềm. Loại này bắt buộc phải có dung dịch bảo quản. Nhưng cho dù có tìm khắp nơi, bị Ran và ông bác cốc đầu liên tục, thằng nhóc vẫn không tìm ra. Vậy rốt cuộc nó đang ở đâu? Ngoài ra còn một điều quan trọng, theo như tờ ký gửi hàng của nhân viên chuyển phát, ở đó còn có chữ ký của Hanaoka. Vậy là rõ, chính ông là người đã gọi nhân viên chuyển phát đến căn hộ của Chono vào 6 giờ 30. Dù Hanaoka ngay sau đó đã biện hộ rằng vì nghe Chono bảo không được khỏe, nên Hanaoka mới nhờ chuyển phát đến lấy và đưa bức tranh đến phòng biên tập giúp cô. Nhìn vào thái độ này, hiện tại mọi nghi ngờ dường như đều đã đổ dồn vào Hanaoka. Thế nhưng Conan vẫn thiếu bằng chứng để kết tội hắn. Tuy nhiên, với lời khai của người chuyển phát, từ cống thoát nước ngoài lan can, cậu đã tìm thấy được một sợi dây câu. Khi kéo hết chúng lên từ cống, trên đoạn dây còn vương lại một ít mảnh vỡ của chậu cây. Lúc này, Conan bỗng nở nụ cười đắc ý. Vậy là rõ, thằng nhóc đã nắm được trò bịp bợm của Hanaoka, cũng như sự biến mất bí ẩn của lọ dung dịch bảo quản kính áp tròng. Vậy thủ thuật đó là gì? Từ sợi dây câu, anh em đoán được ra cách thức gây án chưa? Từ giọng ông bác, cái tên Hanaoka đã được cất lên. Và để làm sáng tỏ suy luận của mình, Conan quyết định tái hiện lại hiện trường vụ án. Đồ vật cần có: một sợi dây câu, một chiếc đinh, chai xì dầu và cuối cùng là một ly cà phê. Cách thức như sau: đầu tiên kéo sợi dây câu và gấp đôi nó lại, làm sao cho hai đầu có độ dài bằng khoảng cách từ lan can đến cửa ra vào, rồi cột chặt một đầu. Giả dụ chiếc chăn là nạn nhân, luồn một bên đầu dây câu còn lại qua phần thắt lưng rồi tiếp tục kéo đến, vòng qua lan can, móc đầu tròn của dây vào chậu hoa gần đó. Từ từ kéo dây, nhấc bổng chậu cây sao cho vừa chạm vào lan can.
Đến đây, chậu cây đóng vai trò như vật giữ cố định thi thể trong quá trình hung thủ kéo căng đầu dây còn lại, móc nó vào hộp chuông bên ngoài cửa. Lúc này, tiến hành bế nạn nhân dọc theo sợi dây rồi treo bên ngoài lan can. Sau đó, hung thủ ra bên ngoài đóng cửa lại, tháo sợi dây câu đang được mắc ra khỏi hộp chuông và thay vào đó là một cây đinh, điều chỉnh tùy ý sao cho chiếc đinh chặn ngay cửa. Với sợi dây đã được kéo căng như vậy, chỉ cần mở nhẹ cánh cửa, cái xác đang được treo ở ngoài lan can sẽ theo lực hút trái đất mà rơi xuống. Và người được hung thủ chọn mặt gửi vàng xuất hiện đúng lúc và mở cửa lúc 6:30 chính là người đàn ông chuyển phát. Trong quá trình theo nạn nhân ra ngoài lan can, để người khác không chú ý, lúc đó hung thủ đã dùng chiếc chăn đang phơi ngoài sân để che thi thể. Cơ bản là như vậy. Tuy nhiên sau đó hung thủ đã làm thế nào để sợi dây câu biến mất khi cảnh sát bước vào? Điều này khá đơn giản. Mấu chốt nằm ở chỗ hắn đã cột thêm một sợi dây vào giữa thi thể và chậu cây. Đầu còn lại gã buộc vào một vật nặng khác và thứ được chọn làm ví dụ ở đây là lọ xì dầu và thả nó xuống ống thoát nước. Cứ như vậy, sau khi thả rơi cái xác tự do, sợi dây vương lại trên sàn nhà sẽ bị vật nặng này kéo thẳng xuống ống thoát nước. Như vậy, hắn đã tạo ra được một vụ án tự sát từ xa của Chono. Trên thực tế, lọ xì dầu đã được hung thủ thay bằng lọ dung dịch bảo quản kính áp trong. Thế nên trong căn hộ Chono, dù có lục tung mọi ngóc ngách, Conan vẫn không thể tìm được nó. Ngay sau đó, không mất quá nhiều thời gian để cảnh sát tìm thấy lọ dung dịch dưới cống. Nhưng vẫn còn một điều vướng mắc. Đó là một cuộc điện thoại có giọng nói của Chono đã gọi đến văn phòng thiết kế khi gã vừa đến và bước vào toilet. Lý giải cho điều này, trước khi rời khỏi căn phòng gây án, Hanaoka đã dùng điện thoại của Chono để gọi đến văn phòng và lập tức dập máy. Làm như vậy, khi phía cảnh sát lục soát, họ sẽ nghĩ rằng đây là một cuộc gọi cuối cùng trước khi cô tự sát. Trong khi đó, để có được giọng của Chono nói qua điện thoại, Hanaoka đã lấy hộp thư thoại vốn đã được lưu sẵn giọng của cô. Sau khi đến văn phòng, ông vào toilet, lấy điện thoại mình tiếp tục gọi đến văn phòng. Đợi khi nhân viên bắt máy, ông dùng chính giọng nói của Chono đã được thu từ trước phát lại, khiến người đầu dây bên kia lầm tưởng rằng đó thực sự là cô. Sau đó, ông chỉ cần bước ra, vờ tiếp chuyện rồi hướng sự chú ý của mọi người ra ngoài ban công để chứng kiến cảnh Chono nhảy lầu. Về bằng chứng kết tội Hanaoka, Chono vốn có sở thích vẽ lên người khác lúc họ ngủ. Khi thấy vết sơn còn vương lại một ít trên giường, Conan đã đoán rằng trong lúc Hanaoka ngủ, cô cũng đã lén vẽ lên trần ông, khéo léo đi tất vào rồi sau đó mới đánh thức Hanaoka. Thế nên ông không hề hay biết về vết sơn này. Lúc này tác dụng của ly cà phê đã đến. Nó vốn không dùng để làm ông bác Mori tỉnh ngủ, mà là công cụ để Conan vén màn tội ác của Hanaoka. Thằng nhóc vừa đổ cà phê lên quần ông, vết cà phê chảy xuống tất, buộc ông phải cởi nói ra. Khi ấy, vết sơn mà Chono đã vẽ hiện lên rõ ràng trên chân gã. Được biết, lọ sơn móng tay ấy mới chỉ được bán vào ngày hôm nay, cùng với hình con bướm mà Chono hay vẽ. Nếu như Hanaoka vẫn cứ khăng khăng khẳng định mình chưa đến đây bao giờ, thì ngoài cô ra, còn ai có đủ khả năng vẽ hình con bướm ấy lên trần ông nữa, Hanaoka? Đồng thời, Conan còn tinh mắt nhận ra hung khí thực sự đã sát hại Chono chính là chiếc gạt tàn để dưới bàn trong phòng làm việc. Chỉ cần đem đi giám định, chắc chắn sẽ xuất hiện vết máu của Chono sau khi ông dùng nó tác động vật lý vào cô. Với những bằng chứng quá thuyết phục trên, Hanaoka đành phải cúi đầu nhận tội. Được biết, gã vốn quen Chono từ khi cô chưa có gì trong tay. Lúc ấy cô hiện lên là một người rất mộc mạc, dễ thương. Thế nhưng sau một khoảng thời gian gắn bó và gian díu, đó cũng là lúc tài năng của Chono càng được bộc lộ, lấn át cả Hanaoka. Đây là khoảng thời gian cô dần thay đổi bản tính mà nhiều lần muốn vượt qua danh phận của mình. Điều này vô tình tạo nên mối đe dọa lớn đến sự nghiệp mà ông đã nhọc công gây dựng. Giận quá mất khôn, mãi đến khi ông nhận ra thì cô đã chết. Cuối cùng vụ án khép lại. Sau đó với đam mê muốn được lên hình, may mắn đã mỉm cười với Mori khi có người chủ động mời ông làm người mẫu quảng cáo. Thế nhưng là cười vào mặt khi sản phẩm của họ lại chính là thuốc ngủ. Với tiêu đề nói đến cái kết của kẻ thứ ba, vốn là cô gái tài năng trong sáng, ở cô hiện lên như một tờ giấy trắng. Nhưng vì chọn sai người chỉ đường dẫn lối, khiến sự trong trẻo ấy đã sớm bị vấy bẩn. Cô muốn đòi lại sự công nhận của mọi người về tác phẩm của mình và chiếm hữu tình yêu, dù rằng bản thân chỉ là người thứ ba. Chono muốn có gã lẫn sự nghiệp, thế nên cô đã không ngại đánh đổi. Nhưng sự đánh đổi này lại quá lớn, trong khi Hanaoka vĩnh viễn chẳng thể thuộc về cô. Để rồi đến cả hơi thở của chính mình, cuối cùng Chono cũng chẳng thể giữ được. Cái tên Chono với Cho được hiểu là con bướm và No là hoàng vu, bởi lẽ đó mà chữ ký của cô có ký hiệu hình con bướm. Trong khi đó, đây cũng là loài mang ý nghĩa của sự tự do và thay đổi. Có lẽ Chono vốn đã có thể được tự do bay lượn sau khi phá kén, thoát xác thay đổi trở thành một con bướm xinh đẹp, bay trong bầu trời ước mơ. Nhưng chỉ vì bước sai đường, chọn nhầm người gửi gắm ước mơ, mà giờ đây cô mãi kẹt trong cái kén,
và sẽ chẳng bao giờ được bay lên bầu trời của mình một lần nào nữa. Tiếp theo về Hanaoka, nếu Chono sai 1 thì gã là người sai 10 khi đánh mất bản thân trong vòng xoáy của tiền bạc và danh vọng. Có lẽ ngay từ đầu Hanaoka đã không yêu cô, thứ ông yêu chỉ là vẻ đẹp thanh xuân cùng tài năng hơn người của Chono, để rồi lợi dụng cô như thứ công cụ giúp Hanaoka trèo lên đỉnh cao của sự nghiệp. Tại khu nghỉ mát suối nước nóng Benkei, tỉnh Tochigi, bác Mori có một cuộc họp mặt với nhóm bạn cũ ở câu lạc bộ Judo tại Đại học Beika. Ran và Conan cũng được dẫn đi tham gia cùng, cả hai còn được ngâm nước nóng và kỳ lưng cho nhau. Làm con nít sướng thế cơ đấy, không biết Ran mà phát hiện ông nhói Conan là Kudo thì sẽ như thế nào nữa. Tại khu nhà trọ suối nước nóng, những người bạn cũ lâu ngày gặp lại có cuộc nói chuyện rất rôm rả. Đây là lần thứ hai cả nhóm tụ họp sau thời điểm 5 năm về trước. Mọi người liên tục kể về thành tích của mình trong câu lạc bộ một cách rất vui vẻ trước mặt Ran. Những người bạn cũ của bác Mori lần lượt là Ayashiro Yukio, 37 tuổi, từng là át chủ bài trong câu lạc bộ, hiện đang là giáo viên thể dục của một trường trung học. Ayashiro Noriko, 37 tuổi, là quản lý kiêm thần tượng của cả nhóm. Giờ cô là vợ của Yukio và đang ở nhà làm nội trợ. Omura Jun, 37 tuổi, từng là tay vật giỏi nhất câu lạc bộ, hiện đang kinh doanh một cửa hàng mô hình, cũng là quản lý của câu lạc bộ. Harikoshi Yumi, 37 tuổi, từng là hoa khôi của nhóm Judo, giờ đang làm nhân viên của công ty mỹ phẩm. Công việc hiện tại của cô có vẻ đang gặp đôi chút khó khăn khi Yumi nằm trong danh sách cắt giảm nhân sự của công ty. Cuối cùng là Nakamichi Kazushi, 37 tuổi, đội trưởng của câu lạc bộ, hiện đang làm thanh tra cảnh sát ở tỉnh Shiba. Kazushi từng có quan hệ yêu đương với Yumi, nhưng cả hai đã cắt đứt quan hệ và anh cũng sắp sửa kết hôn với người khác. Ai nấy đều tự nhận là trụ cột với cả át chủ bài, còn ông bác Mori lại là người lười luyện tập nhặt nhóm. Không chịu thua kém, ông bác cũng tự nhận mình là Sanchiro của Beika, nhưng chả ai quan tâm. Được biết Sugata Sanchiro là một huyền thoại judo, nhân vật chính trong tác phẩm đầu tay của đạo diễn nổi tiếng người Nhật Akira Kurosawa. Tám chuyện ôn lại kỷ niệm xong xuôi, Nakamichi rủ mọi người cùng chơi bóng bàn trước khi đi xem pháo hoa lúc 6 giờ 30 chiều. Tất cả đều đồng ý, trừ Yumi. Cô có vẻ khó chịu và bỏ lên phòng nghỉ, không tham gia chơi cùng cả nhóm. Tại phòng bóng bàn, mọi người đều chơi rất vui vẻ. Trong khi bác Mori đấu với Yukio, Ran ngồi nói chuyện và khen Nakamichi là người mạnh nhất trong đội judo của họ. Tuy nhiên, Nakamichi từ chối lời khen đó và nói rằng có một người bạn thậm chí còn mạnh hơn cả anh ta mà anh ta không bao giờ có thể đánh bại được. Cùng lúc đó, Omura đi vệ sinh trở về với vẻ mặt hốt hoảng. Thoáng cái đã hơn 6 giờ, mọi người lật đật thu dọn để đến kịp giờ xem pháo hoa. Bác Mori, Ran, Conan và Omura đi trước để giành vị trí đẹp. Ran chợt nhận ra quên chưa gọi cô Yumi dậy nên đã cùng Conan quay trở về khu nhà trọ. Những đợt pháo hoa đầu tiên cũng đã được bắn. Đang định gõ cửa phòng Yumi thì Ran bị Nakamichi cản lại. Anh cho rằng Yumi rất ghét bị đánh thức. Nakamichi và hai vợ chồng nhà Ayashiro sau khi tắm xong cũng đi cùng Ran, Conan trở lại điểm bắn pháo hoa. Tuy nhiên, đến tới chỗ bác Mori thì mọi người đều bị lạc nhau hết. Omura chạy đi tìm cũng mất bóng luôn. Sau khi lễ hội pháo hoa kết thúc, trở lại khu nhà trọ, bác Mori vẫn còn hậm hực vì giành chỗ đẹp nhưng không ai tới cả. Mọi người chuẩn bị ăn tối thì Conan nhận ra Yumi vẫn đang ngủ. Nakamichi quyết định cùng mọi người lên đánh thức cô ấy dậy. Bước vào phòng, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Yumi ngồi tựa lưng vào tường bê bết máu cùng một khẩu súng trên tay. Ngay lập tức Nakamichi yêu cầu mọi người không được lại gần hiện trường và cho gọi cảnh sát gấp. Nhưng do trời mưa, bác Mori cùng Nakamichi đành đảm nhận vai trò điều tra cái chết của cô Yumi trước khi cảnh sát có thể đến. Bằng các kỹ thuật nghiệp vụ, có thể kết luận là cô Yumi đã chết cách đây 7 tiếng, tức là vào lúc 3 giờ chiều, lúc mọi người đang tụ họp ở phòng bóng bàn. Nguyên nhân cái chết ban đầu được cho là tự tử, vì trước đó Yumi có các biểu hiện tâm lý bất ổn khi buột miệng nói, thật muốn chết quách đi cho rồi. Tuy nhiên, thi thể và hiện trường có rất nhiều điểm bất ổn. Liệu rằng vì áp lực cuộc sống mà Yumi đã tự nghĩ quẩn dẫn đến tự sát, hay có ai đó đã ra tay sát hại và cố tình dàn dựng như một vụ tự tử? Trước tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những điểm kỳ lạ trong vụ án này nhé. Đầu tiên là về thi thể của nạn nhân Yumi. Cô mặc một bộ yukata size lớn khá rộng, không có đồ lót bên trong. Dù trước đó lúc sinh hoạt với mọi người, bộ yukata cô mặc lại rất vừa vặn với cơ thể. Ngoài ra, ngón trỏ không đặt trước cò súng. Và điều kỳ lạ nhất là trên thái dương không hề có vết bỏng. Xét theo mức độ co cứng của thi thể, Yumi có thể đã chết vào lúc 3 giờ chiều, ngay lúc mọi người đều tập trung tại phòng bóng bàn. Tuy nhiên vào lúc 5 giờ chiều, Omura trong lúc đi vệ sinh đã bắt gặp Yumi đứng trên lầu nhìn chừng chừng xuống phòng bóng bàn. Phải chăng đó là bóng ma của cô Yumi hiện về? Nghe khá là vô lý nhỉ? Đến đây thì các bạn đã đoán ra chân tướng vụ án chưa?
Nếu vẫn chưa thì hãy cùng đến với suy luận của Conan xem như thế nào nhé. Đầu tiên về vết thương ngay phần thái dương. Khi tự sát, thông thường người ta sẽ áp sát nòng súng vào đầu. Và khi bóp cò, chắc chắn sẽ để lại vết bỏng do ma sát giữa viên đạn và nòng súng. Nhưng trên thái dương của Yumi không hề có vết bỏng, cộng thêm việc ngón trỏ không đặt trước cò súng. Điều này chứng tỏ Yumi đã bị ai đó bắn và cố tình dàn dựng thành một vụ tự sát. Tiếp đó là chi tiết bộ yukata không đúng sai và Yumi không mặc nội y. Phải chăng hung thủ đã thay một bộ yukata khác cho Yumi? Nhưng tại sao hắn lại phải làm như vậy? Liệu hung thủ là kẻ ngoài đột nhập hay là một ai khác trong nhà trọ? Nếu hung thủ là kẻ lạ mặt từ ngoài đột nhập vào và ra tay giết hại Yumi, thì chẳng việc gì cần phải dàn dựng hiện trường thành một vụ tự sát cả, bởi hắn có thể cao chạy xa bay ngay sau đó. Nói cách khác, hung thủ chỉ có thể là một trong số những người bạn thân cũ thuộc câu lạc bộ judo. Những ước lượng thời điểm tử vong, mọi người trong nhóm đều có bằng chứng ngoại phạm một cách hoàn hảo. Thế nhưng hung thủ đã buột miệng nói ra sự thật. Vậy các bạn đã phát hiện ra ai là kẻ thủ ác chưa? Chính xác, kẻ đã ra tay giết hại Yumi chính là Nakamichi. Mặc dù có bằng chứng ngoại phạm khi tham gia chơi bóng bàn cùng mọi người, nhưng thực ra chính Nakamichi đã dùng một thủ thuật để khiến mọi người cho rằng Yumi đã chết lúc 3 giờ chiều. Đó là hiện tượng chết đột ngột trong trạng thái đang vận động. Các nhà khoa học đã nghiên cứu và khám phá ra rằng một người khi chết trong trạng thái đang vận động mạnh, protein trong cơ bắp sẽ khiến cho cơ thể căng cứng nhanh hơn bình thường, dẫn đến hiểu nhầm về thời gian tử vong. Nakamichi thân là một cảnh sát nên nắm rất rõ điều này khi còn đang học ở học viện cảnh sát. Giống như trạng thái chết đứng của Benkei Musashibo, ông là một tăng binh của Mạc Phủ Minamoto ở thế kỷ thứ 12 tại Nhật Bản. Benkei đã hy sinh khi bảo vệ chủ tướng của mình trước 300 tên lính. Chúng bắn những trận mưa tên vào Benkei và ông đã chết trong tư thế đứng hiên ngang. Quay trở lại vụ án, lúc 6 giờ hơn, khi mọi người rời phòng bóng bàn, Nakamichi đã thách đấu Yumi chơi bóng bàn, sau đó dụ Yumi quay trở về phòng và bắn chết cô ấy. Trên thực tế, Yumi chết vào lúc 6 giờ 30 chiều, cùng lúc những đợt pháo hoa đầu tiên được bắn, nên tiếng súng nổ hoàn toàn bị tiếng pháo hoa át đi. Điều đó cũng giải thích vì sao Omura đã nhìn thấy Yumi vào khoảng 5 giờ. Vì chết ngay sau khi chơi bóng bàn, trên cơ thể Yumi vẫn còn ướt mồ hôi, nên Nakamichi đã thay bộ yukata khác cho cô. Lúc này Ran và Conan đột ngột trở về để đánh thức Yumi dậy. Nakamichi đành trốn ra ngoài qua mái nhà và trở lại hành lang bằng cửa sổ, vờ như là vừa tắm xong và ngăn Ran lại. Sau đó Nakamichi giả vờ đi xem pháo hoa cùng mọi người nhưng đã cố tình bị lạc. Trở lại căn phòng, đặt khẩu súng vào tay Yumi để tạo hiện trường giả. Tuy nhiên, lúc đó bàn tay của Yumi đã cứng lại trong trạng thái cầm vợt bóng bàn nên không thể đặt ngón tay vào cò súng được. Nakamichi đã vô tình buột miệng nói ra sơ hở. Khi phát hiện ra Yumi ở trong phòng, thay vì gọi cấp cứu, Nakamichi lại cho cảnh sát và không cho ai đến gần vì anh biết rằng Yumi đã chết. Chính điều này đã tố giác anh là hung thủ giết người. Động cơ gây án đến từ mối quan hệ tình cảm giữa hai người. Trên thực tế, cả hai đã hẹn hò suốt 18 năm. Trong khi Nakamichi mong muốn tiến đến hôn nhân và đã nhiều lần cầu hôn Yumi, nhưng cô liên tục từ chối. Đến lúc Nakamichi mất kiên nhẫn và đính hôn với người khác, Yumi lại làm lông lộn lên. Yumi đã quay ra phá hoại hạnh phúc của Nakamichi bằng các hành động như viết thư, gọi điện quấy nhiễu hay đe dọa gửi những bức ảnh chụp chung để gây hiểu nhầm. Không thể chịu đựng được con quỷ phá hoại cuộc sống của mình, Nakamichi đã xuống tay bắn chết Yumi. Nakamichi tức giận nắm lấy bộ yukata của bác Mori, nhưng đã bị bác Mori hạ đo ván bằng judo. Từ đây cũng tiết lộ người mà Nakamichi không thể thắng được, không ai khác chính là ông bác sâu kẽm nhà ta. Sự ích kỷ, ghen tị với người khác là cốt lõi của tấn bi kịch này. Yumi tự chối bỏ hạnh phúc, nhưng đến khi bản thân gặp bế tắc, còn người khác có được hạnh phúc, cô lại đi phá hoại, muốn đi gieo rắc bất hạnh cho người khác, dẫn đến chính cái chết của bản thân. Tính cách ông bác Mori là một người khá buông thả, thiếu nghiêm túc, nên trong các vụ án, Kogoro thường bỏ sót những dữ liệu quan trọng. Ông bác nhiều lúc còn ngớ ngẩn rơi thẳng vào cái bẫy của hung thủ. Thậm chí số lần ông bác Mori bắt nhầm người còn nhiều hơn số lần ông tự phá án. Tuy nhiên khi những vụ án liên quan đến người thân, Ran hay Eri, thì khả năng phá án của ông bác tốt hơn hẳn. Đó cũng là lúc Kogoro Mori thực sự nghiêm túc. Trong vụ án lần này cũng vậy, thái độ cương quyết mạnh mẽ, mong tìm ra chân tướng kẻ thủ ác, giúp người bạn thân an nghỉ nơi chín suối của ông bác Mori. Chính điều này đã nhận được sự kính trọng đặc biệt từ Conan, bởi vậy mà cậu quyết định không gây mê ông bác như mọi khi. Mặc dù vẫn cần đến sự gợi ý từ Conan, nhưng chúng ta đã thấy một hình ảnh thám tử Mori khác hoàn toàn với ngày thường khi bật mốt nghiêm túc. Tại một bãi biển ở Izu,
Conan đang cằn nhằn trong đầu về việc phải tắm nắng vào cái mùa nóng nhất trong năm, trong khi đáng lẽ ra cậu phải đi tìm bọn tổ chức áo đen để trở lại hình dáng bình thường. Tuy nhiên khi thấy Ran trong bộ bikini một mảnh với thân hình bốc lửa, Conan lại thấy đi tắm biển vui, nắng cũng dễ chịu, chuyến đi này cũng không tồi. Nguyên nhân Conan ở biển là bởi vài ngày trước, bác tiến sĩ Agasa đã dành tặng chuyến đi đến biển Izu 3 ngày 2 đêm với tiền phòng miễn phí cho gia đình 3 người nhà ông bác giàu kém Mori. Tour du lịch có tên là Hành trình bí ẩn tới Izu, tình cờ được một đồng nghiệp của bác tiến sĩ thấy trên mạng. Ông đã đăng ký và may mắn trúng thưởng. Dự tính là bác Agasa cùng ông bác đồng nghiệp và cô cháu gái sẽ tham gia chuyến đi lần này. Nhưng không may cô cháu gái bị cảm, nên tiến sĩ quyết định nhường vé lại cho Conan cùng Ran và bác Mori đi thay. Ngoài Conan, Ran và bác Mori còn có 7 người khác, được chia thành 6 nhóm, cũng tham gia chuyến đi lần này. Mỗi người sẽ được thông báo trước tên và số phòng của những người tham gia. Tiền phòng chỉ được trả một nửa, nhưng một trong số 10 người tham gia tour chính là nhà tài trợ của chuyến đi lần này. Nếu ai tìm ra được người tổ chức thì mới được chi trả toàn bộ chi phí. Trong suốt chuyến đi, người cần tìm sẽ hóa trang thành nhân vật nam tước bóng đêm và tạo ra vài vụ án giả. Bằng cách tìm ra thủ phạm gây án, có thể biết được người tổ chức là ai. Người chiến thắng bên cạnh việc được bao trọn gói chi phí ăn uống du lịch sẽ được tặng một đĩa mềm của một chương trình nào đó. Còn bây giờ, hãy cùng tìm hiểu những người cùng tham gia chuyến đi lần này với nhà ông bác Mori nhé. Đầu tiên là Konoshiro, 28 tuổi, là một nhân viên ngân hàng, nghe nói đã bị đuổi việc do dùng máy tính cá nhân phá hoại ngân hàng mình đang làm việc. Anh ở phòng 2002. Tính cách của Kono khá kỳ lạ khi liên tục dò hỏi về nam tước bóng đêm và ghi nhận thời gian trả lời của từng người vào chiếc máy tính. Ngoài ra còn lấy tên người mẹ đã mất của mình Satomi đặt cho chiếc máy tính. Tiếp theo đó là Ebara Tokyo, 32 tuổi, một lập trình viên ở phòng 2101. Lúc trước từng là một hacker chuyên nghiệp, tên này là một kẻ háo sắc, sàm sỡ phụ nữ và luôn trong tình trạng say xỉn. Kamijo Hideko, 29 tuổi, là một nữ giám đốc xinh đẹp của một công ty phần mềm máy tính. Cô ở phòng 2102. Kamijo từng là vợ của Ebara, nhưng đã ly hôn vào 3 năm trước do phát hiện Ebara là một hacker chuyên nghiệp chuyên đi đánh cắp dữ liệu máy tính. Ông Kaneshiro Genichiro, 74 tuổi, chủ sở hữu một công ty máy tính. Ông có vẻ bị cận về mắt khi luôn đeo một chiếc kính râm. Ông có người con trai đã chết vào 4 năm trước. Đi cùng ông là trợ lý Hayashi Shizue, 56 tuổi, là một người phụ nữ khá lực lưỡng, to con, cả hai ở phòng 2001. Cuối cùng là Maeda Satoru, 30 tuổi, là một cao thủ karate khi đã giành quán quân karate quốc gia 6 năm trước. Ran rất hâm mộ Maeda vì trình độ karate của anh. Anh hiện đang trợ giảng ngành điện tử tại Đại học Jonan. Đi cùng với anh là vợ sắp cưới Akiko Sayama, 24 tuổi, là giáo viên toán cấp 3, hay ghen tuông hờn dỗi khi hôn phu của mình nói chuyện với những cô gái khác. Cô là fan cuồng của nhà văn Yusaku, đặc biệt là nhân vật nam tước bóng đêm. Thậm chí cô còn để kiểu tóc giống với nhân vật này. Cả hai cùng ở chung phòng 1901. Khi Ran giới thiệu bố mình là thám tử nổi tiếng Mori Kogoro, mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên và lập tức trở về phòng với thái độ dè chừng. Conan bỗng chốc cảm nhận được ánh mắt đầy sát khí của ai đó. Sau đó thì ba người cũng về phòng khách sạn của mình, phòng 1902. Ran và Conan ra ban công hóng mát, mải suy nghĩ về chuyến du lịch bí ẩn cùng phản ứng kỳ lạ của những người tham gia. Ran rời ban công xuống quầy lưu niệm để Conan lại một mình, dự định sau buổi tối sẽ gọi lại bác tiến sĩ hỏi rõ một lần nữa. Tưởng chừng đây chỉ là một trò chơi mà phần thưởng là chuyến đi du lịch miễn phí và chiếc đĩa mềm. Vậy mà Conan đột ngột bị một kẻ mặc trang phục nam tước bóng đêm xuất hiện, đẩy ngã từ trên ban công trước khi cậu kịp phản ứng. May mắn thay, Conan rơi thẳng xuống hồ bơi của khách sạn. Khi chạy trở lại ban công, gã đó đã biến mất. Conan lập tức gọi điện hỏi bác sĩ Agasa thì được biết cái đĩa mềm dùng làm phần thưởng chứa một con virus của chương trình tuyệt mật nào đó. Lúc dùng bữa tối, Ran và bác Mori đã ngồi với Maeda và Akiko. Trong khi đó, Conan lân la đi dò hỏi thông tin. Được biết chương trình tuyệt mật đó là để nói đến một loại virus ảo cực mạnh được đặt tên là Nam Tước Bóng Đêm, chuyên được dùng để xâm nhập vào hệ thống máy chủ của những công ty lớn và phá hỏng toàn bộ dữ liệu hay đánh cắp những khoản tiền khổng lồ từ những ngân hàng. Sau bữa tối, Ran bắt Conan trở về phòng. Bác Mori vẫn chưa về. Ngoài hành lang là tiếng cãi vã. Akiko đuổi Maeda đi không cho vào phòng vì anh lỡ nhìn cô phục vụ quầy. Maeda đành rủ Ran lên tầng thượng khách sạn để ngắm sao trong lúc chờ đợi Akiko nguôi giận. Trong lúc đó tại tầng 2 khách sạn, ông bác dâu kẽm ngồi trò chuyện với Kamijo tại một quầy bar. Bên ngoài khách sạn, từ trên trời, một người hóa trang nam tước bóng đêm rơi từ trên cao xuống, bị đâm xuyên qua bởi bức tượng kỵ sĩ ở dưới và chết ngay lập tức. Nạn nhân được xác định là ông Ebara Tokyo, một trong những người tham gia chuyến đi.
phải chăng Ebara chính là người tổ chức tour du lịch này? Và có lẽ ông ta cố tình làm vậy để gây ngạc nhiên nhưng đã trượt tay mà ngã xuống. Tuy nhiên, khả năng cao đây là một vụ án mạng thay vì chỉ là một tai nạn đơn thuần. Tất cả mọi người có liên quan đều được đưa đi thẩm vấn. Người lấy lời khai là cảnh sát Yoko Mizo thuộc tỉnh Shizuoka. Quá trình điều tra hoàn tất, có kẻ nào đó đã đánh ngất một viên cảnh sát và trộm bộ đồ nam tượng bóng đêm. Sau đó với bộ trang phục, hắn bất ngờ xuất hiện trước mặt Ran, Conan và Akiko ngoài cửa thang máy. Ran ngay lập tức tấn công nam tượng bóng đêm bằng một cú đá karate cực mạnh, nhưng bằng cách nào đó hắn đã né được và bỏ chạy. Liệu đó có phải là hung thủ? Tour du lịch này được tạo ra có mục đích gì? Bí ẩn vùng Izu lộng gió. Giờ chúng ta hãy cùng đi qua hết các manh mối của vụ án mà Conan đã thu thập được nhé. Đầu tiên là về tour du lịch kỳ lạ. Thông tin về chuyến du lịch ở trên mạng rất mơ hồ. Tất cả những người tham gia có liên quan ít nhiều về ngành công nghệ máy tính, bởi phần thưởng là đĩa mềm của một chương trình gì đó không rõ ràng. Thái độ của mọi người khi biết nghề nghiệp của bác Mori cũng rất kỳ lạ. Cộng thêm việc thủ phạm hóa trang thành nam tước bóng đêm đẩy ngã Conan khỏi ban công. Đây ắt hẳn không phải là một tour du lịch bình thường mà ẩn sau đó có thể là một âm mưu giết người. Về cái chết của Ebara, anh ta rơi khỏi phòng với bộ trang phục nam tước bóng đêm. Phòng 2101 của Ebara được khóa kín, có vết băng dính sót lại ở khóa bên trong. Trong phòng, quần áo và thẻ phòng vứt ngổn ngang ở gần cửa ra vào. Trên lan can ngoài ban công có một chiếc găng tay nam tước bóng đêm bị mặc lại. Cà vạt và thắt lưng của nạn nhân có điểm kỳ lạ. Conan vô tình làm rơi cây bút từ phòng Ebara nhưng không tìm thấy chỗ gần bức tượng đồng. Nam tước bóng đêm xuất hiện ở thang máy, thân thủ của người này rất tốt, có thể né được cú đá karate của Ran. Nhưng có một thứ chắc chắn chính xác, chính là việc chiếc bút này là bút Conan đã được bày bán tại Sama Shop. Bút siêu đẹp, siêu sang, xịn mịn, với đủ các màu sắc mẫu mã cho các bạn lựa chọn. Nhưng mà đừng nghĩ là viết không ngon nha, nét bút thanh, mực da đều dùng rất sướng. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái giá rẻ như cho. Đã thế lại còn đang sale nữa chứ, không mua ngay là tiếc đấy. Link ở dưới phần mô tả. Nhân viên cảnh sát cũng là một người giỏi karate, nhưng vẫn dễ dàng bị ai đó đánh ngất và cướp bộ trang phục mà Ebara mặc. Sau lần xuất hiện ở thang máy, bộ quần áo nam tước bị vứt ở bể bơi. Người duy nhất giỏi karate ở đây chỉ có thể là anh Maeda. Phải chăng chính Maeda là hung thủ của vụ án? Án mạng xảy ra là lúc có ngọn gió mạnh tên là gió công chúa thổi qua. Khi khám xét vị trí các phòng, bên ngoài cửa sổ phòng 2101 của Ebara, 2102 của Kamijo, 2002 của Kono, 2201 của Kaneshiro và Hayashi đều có gió công chúa thổi rất mạnh. Chỉ riêng cửa sổ phía phòng 1901 của Maeda và Sayama thì không bị ảnh hưởng bởi gió. Điểm qua bằng chứng ngoại phạm của từng người vào lúc 10 giờ, Kono dùng máy tính kết nối Internet để kiểm tra mail trong thời điểm xảy ra án mạng. Kamijo thì đang uống rượu cùng bác Mori vào thời điểm đó. Tuy nhiên, cô đã bỏ thuốc ngủ vào ly rượu của ông bác Mori và đi vào nhà vệ sinh khoảng 5 phút. Ông Kaneshiro và trợ lý của mình Hayashi ở ngay hiện trường lúc nạn nhân ngã xuống. Sayama ở trong phòng xem TV một mình, nhưng cô có nhờ nhân viên gọi điện đánh thức vào sáng hôm sau, ngay thời điểm khi có án mạng xảy ra. Còn Maeda có ngồi nói chuyện cùng với Ran và Conan ở trên tầng thượng. Sau khi ra về, Maeda có ký tặng những người hâm mộ vào khoảng 10 giờ hơn, nhưng anh ấy lại không nói ra bằng chứng ngoại phạm của mình. Đến đây thì các bạn đã tìm ra ai là hung thủ chưa? Nếu vẫn chưa thì hãy cùng xem suy luận của Conan như thế nào nhé. Đầu tiên, cái chết của Ebara liệu có phải do sơ suất mà ngã xuống? Phải chăng chính Ebara là người tổ chức tour du lịch này? Việc nút thắt cà vạt và thắt lưng chứng tỏ không phải do chính anh ta tự buộc mà có người khác buộc. Chắc chắn đây là một vụ giết người. Ebara bị ai đó đẩy xuống. Về căn phòng của Ebara bị khóa kín, ở chốt khóa có vết băng dính. Thủ thuật này được thực hiện bằng cách cắt một đoạn băng dính gập đôi để chừa một đoạn băng dính, sau đó gắn phần dính vào khóa chống trộm. Khi đóng cửa, kéo băng dính từ bên ngoài thì khóa sẽ đóng, kéo tiếp thì lập tức băng dính sẽ bong ra. Nếu là vụ giết người thì căn phòng kín chỉ là dàn dựng. Có thể suy luận rằng hung thủ đã cho Ebara ngủ, lấy chìa khóa, mặc quần áo nam tước cho nạn nhân và đẩy anh ta xuống. Sau đó hung thủ ra khỏi phòng bằng thủ thuật đã nêu trên, ném thẻ phòng vào trong quả khe hở, hoàn thành vụ án trong căn phòng kín. Tuy nhiên, khi xảy ra vụ án có gió công chúa thổi qua rất mạnh, khiến cây bút mà Conan đánh rơi từ phòng Ebara bị thổi văng cách bức tượng đồng khá xa. Phải chăng Ebara không rơi từ phòng mình xuống? Nếu vậy, Ebara bị đẩy xuống từ đâu? Để rơi xuống bức tượng, phòng của Ebara thẳng phía trên là chỗ rất lý tưởng. Tuy nhiên trên thực tế, vì có gió công chúa nên chỗ rơi xuống sẽ sai lệch. Có thể đoán phòng của Ebara được dàn dựng để trông như phòng kín. Qua khám xét từng phòng, chỉ có một nơi không bị ảnh hưởng bởi gió, đó là cửa sổ phòng 1901 ngay dưới phòng Ebara.
về kẻ mặc bộ đồ nam tước bóng đêm xuất hiện trước mặt Conan. Hắn đã đánh người trông coi thi thể để cướp trang phục, đợi trước cửa thang máy, né đòn karate của Ran một cách dễ dàng và bỏ chạy. Người còn giỏi karate hơn Ran là Maeda. Phục trang sau đó bị vứt xuống bể bơi, nhưng có điều gì đó không tự nhiên. Tại sao Maeda lại hành động lộ liễu như vậy, thậm chí mạo hiểm để đánh cắp trang phục nam tước? Anh Maeda có bằng chứng ngoại phạm nhưng lại không khai ra. Sự thật có lợi cho mình mà lại giấu kín, tức là đang bào chè cho ai đó. Đến đây, chắc các bạn cũng đoán được ai là hung thủ rồi nhỉ? Không còn nghi ngờ gì nữa, thủ phạm không ai khác chính là Akiko Sayama và cũng là người tổ chức chuyến du lịch này. Với việc xét đến yếu tố gió công chúa, Conan đã biết chắc rằng nạn nhân không bị sầu ngã từ phòng mình. Căn phòng không bị ảnh hưởng bởi sức gió và còn ngay phía trên bức tượng đồng chính là phòng của Maeda và Akiko. Sau khi đuổi Maeda đi, Akiko đã dùng đĩa mềm chứa virus nam tước bóng đêm để dụ dỗ Ebara vào phòng mình. Akiko cho thuốc ngủ và rượu, đợi Ebara ngủ say rồi dàn dựng phòng Ebara, sau đó đẩy Ebara xuống từ phòng của mình. Tuy nhiên khi có án mạng, Akiko gọi điện nhờ nhân viên lễ tân đánh thức mình. Chính điều đó lại chứng minh Akiko có mặt ở ngay nơi gây án. Bằng việc nhìn cách buộc cà vạt, Maeda đã nghi ngờ Akiko là thủ phạm. Rồi sự nghi ngờ đó được khẳng định khi anh nhìn thấy bộ tóc giả của nam tước trong vali đồ đạc của Akiko. Việc Ebara tình cờ có kiểu tóc giống nam tước bóng đêm nên không cần bộ tóc giả đó nữa. Maeda đã cướp bộ trang phục từ xác Ebara, đội tóc giả và xuất hiện trước mặt Ran. Đây là hành động bộc phát chứ Maeda không phải là đồng phạm. Anh không nói bằng chứng ngoại phạm của mình là để bao che cho Akiko, dẫu biết mình có thể bị bắt mà vẫn làm để bảo vệ vợ chưa cưới. Động cơ giết người của Akiko là để trả thù cho người anh trai, cũng là người bạn thời thơ ấu của Maeda, đã mất cách đây 3 năm dưới bàn tay của Ebara. Ebara đã ăn cắp phần mềm workshop mà anh của Akiko trước đây kỳ công tạo ra, đặt cả vận mệnh công ty vào workshop nhưng lại bị Ebara hack mất, dẫn đến quá đau buồn nên đã nhảy lầu tự tử. Từ đó Akiko lên kế hoạch kỹ càng cho vụ trả thù, nghĩ ra tour du lịch hành trình bí ẩn tới Izu lần này. Cái bẫy để dụ Ebara chính là đĩa virus nam tước bóng đêm. Thế nhưng tự dưng có thám tử lừng danh Mori xuất hiện tham gia. Sợ kế hoạch bị phá hỏng, Akiko bèn đẩy Conan xuống bể bơi, hy vọng với đòn tâm lý này sẽ khiến ông thám tử quay về. Còn Kamijo cho Kogoro uống thuốc ngủ chỉ là để tìm ra ai là nam tước bóng đêm thật qua cuốn sổ tay của ông bác mà thôi. Ông Kaneshiro cũng chỉ giả mù để điều tra và dạy dỗ cho kẻ sở hữu virus nam tước bóng đêm một bài học vì đã phá hoại phần mềm mà ông vất vả tạo ra 4 năm trước. Gia đình ba người nhà Mori đi ngắm hoa anh đào trên rừng. Trên đường trở về, ông bác Mori chọn đi đường tắt theo đường núi. Đúng là tắt thật, mà là bế tắc khi họ bị lạc và còn hỏng cả xe. Lúc này, trời bỗng đổ cơn mưa. Conan thấy một ngôi chùa ở gần đó. Cả ba đành đến xin tá túc tại đây một đêm. Ngôi chùa mang tên Sơn Nê Tự. Mở cửa đón tiếp gia đình Mori là một sư thầy có khuôn mặt khá ghê rợn, khiến cho Ran hét lên chết khiếp. Ông có vẻ không mấy thân thiện khi nghĩ gia đình Mori là cánh nhà báo đến tác nghiệp về một vụ án nào đó. Nhưng khi biết gia đình Mori chỉ là khách đến xin tá túc, ông cụ liền thay đổi 180 độ, niềm nở đón tiếp và thu phí 10.000 yên cho mỗi người. Sư thầy liền gọi các đệ tử ra để đón tiếp khách. Ông cũng hù dọa gia đình Mori rằng quanh khu rừng có một con quái vật rất hay rình mò quanh đây. Con quái vật trong truyền thuyết Kiri Tengu. Bốn đệ tử đang tu luyện trong ngôi chùa này lần lượt là Kanen 21 tuổi, đàn anh của mọi người, người tu luyện tại đây lâu nhất. Tiếp đến là Tonen, là người hoạt ngôn, có thân hình hơi mũm mĩm, tuy rất háo ăn nhưng anh nấu ăn cũng rất giỏi. Mokunen, 19 tuổi, là người tháo vát, khéo léo nhất chùa, mọi thứ hỏng hóc trong chùa đều nhờ tay nghề anh sửa chữa. Shunen, 18 tuổi, là em út trong chùa, chỉ mới xuất gia vào đầu năm nay, tính tình khá rụt rè và ít nói. Cuối cùng là sư thầy đã tiếp đón gia đình Mori, thiền sư Tenney, 71 tuổi, trụ trì của Sơn Nê Tự. Sau khi được phân công, Tonen cùng Mokunen vào trong lo bữa tối, còn Kanen và Shunen dẫn gia đình Mori đi tham quan một vòng quanh chùa. Sơn Nê Tự là một ngôi chùa có kiến trúc rất đẹp, được xây dựng trên vách núi Takao, ngay cạnh là thác nước đang chảy xiết. Đầu nguồn của ngọn thác có một cây hoa anh đào, nên hoa của nó thường trôi cùng dòng nước xuống đây. Bày biện bên trong là những tượng Phật rất nguy nga tráng lệ. Đi dạo một vòng, Conan thấy một căn phòng bị khóa hờ bên ngoài. Thấy tò mò, cu cậu liền bước vào trong. Diện tích bên trong căn phòng khá nhỏ, nhưng trần nhà lại được làm rất cao. Được biết căn phòng này được dùng làm nơi tu luyện. Ngày xưa căn phòng dùng để nhốt những người mắc lỗi vào trong để sám hối, nhưng bây giờ ít được dùng đến. Shunen buột miệng nhắc đến một vụ án nào đó đã từng xảy ra tại căn phòng.
do Kiri Tengu gì đó, nhưng Kanen liền quát tháo và dặn cậu không nên nhắc đến chuyện đó. Bữa tối đã chuẩn bị xong, mọi người quay về dùng bữa. Đang ăn và trò chuyện rất vui vẻ, đột nhiên Conan thắc mắc hỏi Kiri Tengu là gì. Theo lời của thiền sư Tenney, đó là một con quỷ có thể lướt nhanh như gió. Đêm đêm chúng thường lẻn vào các ngôi làng, phá phách rồi bắt dân làng đem lên núi. Kiri Tengu thường treo xác nạn nhân lên các cây cổ thụ nghìn năm tuổi, và mục tiêu của chúng chỉ là những cô gái trẻ đẹp, trắng trẻo hồng hào. Nói thêm về Kiri Tengu, trong văn hóa tín ngưỡng dân gian Nhật Bản, Tengu mang ý nghĩa là thiên cầu. Chúng có hình dạng lai giữa người, chó và chim với chiếc mũi dài đặc trưng, sở hữu đôi cánh lớn với những lông vũ đen dài và bộ móng vuốt sắc nhọn. Khuôn mặt Tengu thường khá dữ tợn, ngoài ra toàn thân còn có màu đỏ rực. Tengu là sinh vật khá kỳ lạ khi chúng tượng trưng cho hai mặt đối lập của sự sống, đó là thiện và ác, thần linh và yêu quái. Tengu vừa có thể xem là yêu quái, vừa có thể xem là thần. Bản chất thực sự của Tengu rất khó phân định. Tốt xấu đúng sai có lẽ đều xét theo quan niệm và những câu chuyện do con người tạo nên. Từ xưa theo Phật giáo, Tengu là loài chuyên gây rối và mang điểm báo chiến tranh. Tengu có mối quan hệ khăng khít với nhà Phật. Chúng bắt cóc, làm hại và tàn sát tăng ni, phá hoại chùa chiền, đền miếu. Còn trong văn hóa hiện đại, Tengu được biến hóa, khắc họa qua anime manga, phim ảnh hay game với hình tượng đẹp đẽ có đôi cánh và chiếc mặt nạ quỷ dữ với chiếc mũi dài. Tuy nhiên, khác với các yêu quái chuyên giết người để ăn thịt, theo chuyện xưa tích cũ thì Tengu ít làm hại đến nhân dân. Chúng chỉ trừng phạt con người khi họ xâm phạm đến lãnh thổ, khu rừng hay thiên nhiên mà chúng bảo vệ. Bởi lẽ đó, khi có người mất tích hoặc đi lạc, thường sẽ đổ lỗi cho Tengu. Các nạn nhân bị Tengu bắt cóc sau một thời gian sẽ trả về địa điểm cách xa nơi bị bắt cóc và không nhớ gì về sự việc này. Không biết nữa. Hiện tượng này gọi là Kami Kakushi hay Tengu Kakushi. Những tưởng đây chỉ là truyền thuyết đan xen giữa thực tế lịch sử và yếu tố kỳ ảo huyền bí. Nhưng không, Mokunen vô tình nhắc lại một chuyện kỳ lạ đã xảy ra 2 năm trước với vẻ mặt sợ hãi. Nhóc Conan cũng nhanh nhảu giục ông bác tìm hiểu chuyện đó. Bác là thám tử Mori Kogoro nổi tiếng mà, biết đâu lại phá án dễ dàng thì sao? Không biết là Conan nói thiệt hay là bơm đều nữa. Mọi người đều có vẻ khá ngạc nhiên khi biết đây là thám tử Kogoro. Trong khi 4 đệ tử rất hào hứng, muốn bác Mori tìm hiểu và hóa giải bí mật đó, thiền sư lại tỏ vẻ khó chịu và nghiêm cấm các đồ đệ nhắc lại chuyện xưa. Ông cũng giục mọi người về phòng ngủ để sáng mai còn lên được sớm. Khuya đó, vì sợ ma nên Ran không dám đi vệ sinh một mình, đã buộc phải lôi Mori và Conan đi cùng. Tưởng ông bác dâu kẽm mạnh miệng thế nào, Mori hét toáng lên khi bị Ran hù với một chiếc mặt nạ Tengu lấy trong nhà vệ sinh, khiến Kanen phải chạy ra xem tình hình. Sáng đó tại phòng ăn để dùng bữa, mọi người đều có vẻ thiếu ngủ, mãi không thấy sư cụ ra nên Kanen đã đi tìm. Một tiếng hét thất thanh phát ra từ trong phòng tu luyện, Kiri Tengu đã hại chết sư phụ. Ngày sau đó, cảnh sát đã đến để điều tra. Qua khám nghiệm, thời điểm tử vong là từ 10 giờ đến 12 giờ đêm qua. Sư thầy bị treo cổ trong phòng tu luyện, tương tự như vụ án xảy ra cách đây 2 năm. Và 2 năm trước, một buổi tối trời mưa rất to, một chú tiểu trẻ tuổi tên là Chunen đã ngồi trong căn phòng tu luyện suốt cả đêm. Sáng ra thì cậu đã mất tích, mọi người đổ xô đi tìm nhiều ngày nhưng không có kết quả. Kanen và Mokunen trong lúc dọn dẹp, vô tình đưa mắt lên mới phát hiện Chunen đã thắt cổ tự tử ở tít trên xà cao. Rất nhiều điểm tương tự giữa hai vụ án, liệu đây có phải là một vụ tự sát hay do chính Kiri Tengu trong truyền thuyết đã nhúng tay vào? Hoặc còn một bí mật gì đó đằng sau nữa chăng? Trước tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu những điểm kỳ lạ trong vụ án này. Đầu tiên là về hiện trường vụ án. Thiền sư Tenney bị treo cổ trên thanh xà cao đến 10 mét. Ở độ cao này, một người bình thường khó mà leo lên được, bất kể là treo cổ tự sát hay treo lên sau khi bị sát hại. Thêm nữa, thanh xà bám đầy bụi và hầu như không có bất kỳ dấu vết nào, kể cả vết kéo từ sợi dây thừng. Điều đáng chú ý hơn là trong cả 2 lần xảy ra vụ án, vách tường đều bị phá một lỗ rất to. Chỉ trong một đêm, một người bình thường khó mà có thể phá được một lỗ to đến thế. Đặc biệt, chỗ bị phá không còn bất kỳ mảnh gỗ vụn nào còn sót lại. Liệu rằng có một sức mạnh kỳ diệu nào đó đã đưa nạn nhân lên cao rồi sát hại chăng? Hay chính Kiri Tengu với sức mạnh phi thường đã phá vách tường như lời đồn? Tại cửa sổ phía trên căn phòng, có một tấm ván với vết cắt đã cũ. Mặt trong của tấm ván dính đầy hoa anh đào. Một phần mảnh vỡ của ô cửa trên bức tường được tìm thấy ở dưới núi có dính một màu băng dính. Đây chắc chắn không phải là một vụ tự tử đơn thuần, mà là một vụ giết người với cách thức gây án khó hiểu. Đến đây thì các bạn đã đoán ra chân tướng vụ án chưa? Nếu vẫn chưa, hãy cùng đến với suy luận của Conan xem như thế nào nhé.
đầu tiên về độ cao tại nơi treo cổ. Dù là tự tử hay giết người rồi vác xác nạn nhân lên, cũng khó có thể thực hiện được mà không gây ra bất cứ dấu vết nào. Dù mê tín đến đâu cũng không thể cắt được ở độ cao 10m được. Tiếp đó là vách tường bị phá hủy. Một người bình thường dù khỏe mạnh đến đâu cũng khó có thể phá hủy một lỗ to như vậy. Đây chắc chắn là chìa khóa để hóa giải vụ án. Sau cái chết của Chư Nen và Thiền sư Tenney, có một cô gái luôn khóc lóc thê thảm bên cạnh thi thể hai người. Đó là Kikuno, cháu gái của Thiền sư Tenney. Ngày trước cô thường hay lui tới Sơn Nê Tự, nhưng sau đó không thấy đâu nữa. Bởi trước đó, Kikuno và Chư Nen rất thân thiết với nhau. Mọi người trong chùa đều nghĩ cả hai sẽ kết duyên. Nhưng sau đó sư cụ Tenney đã gả cháu gái của mình cho một người khác. Phải chăng đây chính là nguyên nhân dẫn đến hai vụ treo cổ? Liệu rằng Chư Nen quá sốc khi không cưới được Kikuno nên đã làm điều dại dột? Và sư thầy vì nghĩ do mình mà Chư Nen đã tự tử nên cũng đã chọn cách chết giống hệt lúc xưa. Vụ án này lẫn vụ án 2 năm trước có lẽ đều có chung một thủ thuật. Phải chăng hai người họ đã cùng bị một kẻ sát hại? Thiền sư Tenney bị mất vào khoảng 10 giờ đến 12 giờ tối qua, khi mà mọi người đa phần bị mất ngủ do tiếng hét của bác Mori. Riêng Chư Nen thì đọc sách đến hơn 3 giờ mới ngủ, không ai nghe thấy bất kỳ tiếng gì kỳ lạ cả. Thế nhưng, hung thủ đã buột miệng nói ra điều rất đáng nghi. Chắc hẳn các bạn đã phát hiện ai là kẻ thù ác rồi chứ. Hung thủ chính là sư đệ Chư Nen, người rụt rè yếu ớt mà không ai nghĩ đến nhất đã ra tay gây án. Chư Nen đã áp dụng nguyên lý băng truyền và định luật Pascal để tạo dựng ra cách thức giết người đầy tinh vi này. Đầu tiên, Chư Nen đã dùng băng dính dán các kẽ hở của tấm ván lót sàn, biến nó thành một cái máng dẫn nước do bởi vết cắt rất phù hợp, sau đó dẫn nước từ thác nước đổ đầy vào căn phòng. Nước tràn và cuốn theo những cánh hoa anh đào rụng, dính đầy vào những khe cửa của tấm ván. Chư Nen cũng đã dán kín các khe hở quanh cửa nhỏ bằng băng dính để nước không rỉ ra ngoài. Sau khi ra tay giết sư phụ của mình, Chư Nen đã dùng thuyền cao su đặt thi thể nạn nhân lên đó rồi phủ ni lông lên, khéo léo không để thi thể nạn nhân dính nước. Đợi cho mức nước dâng cao đến sát xà nhà, Chư Nen dùng thòng lọng tròng dây qua cổ nạn nhân lên rồi thoát ra theo lối cửa sổ phía trên. Khi ra ngoài, Chư Nen dùng rìu phá vỡ vách tường, áp lực nước tràn ra ngoài sẽ xóa sạch mọi dấu vết. Với một căn phòng cao 10m, diện tích khoảng 72,9m2 thì sẽ có thể tích chứa khoảng 72,9m3. Đồng nghĩa với việc khi đổ đầy nước vào trong phòng, khối lượng nước sẽ lên đến 72,9 tấn. Với áp lực to lớn đến như vậy, sẽ tạo ra một áp suất khổng lồ, phá vỡ vách tường cuốn một cách nhanh chóng. Điều này khiến cho tất cả đều nghĩ đúng là chỉ có sức mạnh thần bí mới làm được. Cuối cùng thì chỉ việc quay lại cất chiếc thuyền cao su, thu dọn những mảnh băng dính còn sót lại và lau chùi hiện trường căn phòng. Khoảng thời gian chuẩn bị và lau dọn hiện trường phải mất rất lâu, đồng nghĩa với việc hung thủ phải ở trong phòng tu luyện cả buổi tối. Vì tiếng nước chảy ầm ĩ nên Chư Nen không nghe rõ ai đã hét mà đã chỉ sai người. Chư Nen đã vô tình nói dối một cách hớ hênh là đang đọc sách. Giây phút tĩnh tâm mà bị một tiếng hét cắt ngang, chắc chắn không có chuyện không thể nhận ra là âm thanh của ai được. Thêm một chứng cứ nữa, đó là dấu vân tay của Chư Nen còn sót lại trên mảnh băng dính mà Conan đã tìm thấy dưới núi. Nhưng Chư Nen chỉ mới vào chùa được 1 năm, làm sao có thể bắt chước thủ thuật tương tự như vụ án 2 năm trước được? Đó là bởi vì Chư Nen và Chư Nen là hai anh em ruột. Và người đã giết Chư Nen 2 năm trước chính là Thiền sư Tenney. Chư Nen đã đến Sơn Nê Tự để tìm hiểu về cái chết bí ẩn của anh trai và tìm cho ra hung thủ. Với thái độ kỳ lạ, rất sợ tiết lộ chuyện năm xưa của sư phụ, Chư Nen đã chuốc rượu sư phụ và biết được mọi thứ. Lý do Thiền sư Tenney ra tay giết người là vì không muốn giao cháu gái cưng của mình cho Chư Nen. Chư Nen đã thuyết phục sư phụ ra đầu thú, nhưng thái độ trơ tráo lợi dụng cái chết của Chư Nen truyền bá mê tín để kiếm tiền của Thiền sư Tenney khiến cậu không thể kiềm chế mà đã ra tay sát hại. Sau đó, Chư Nen đã dùng phương pháp giết người y hệt năm xưa để thủ tiêu chứng cứ. Đôi nét về Phật giáo ở Nhật Bản. Có các con đường hàng hải bắt nguồn từ Ấn Độ, Phật giáo du nhập vào khu vực Đông Á và Đông Nam Á, phát triển mạnh mẽ trong đó có cả ở Việt Nam và Nhật Bản. Khi du nhập vào Nhật Bản, Phật giáo hòa quyện với các tín ngưỡng bản địa, tạo ra những nét chấm phá riêng biệt. Điểm khác biệt nhất là Phật giáo Nhật Bản có tính thế tục. Thế tục ở đây nghĩa là tập ở đời, là đời sống trần tục và đối lập với đời sống tu hành theo quan điểm của tôn giáo. Việc thế tục hóa chính là cách người Nhật đưa tôn giáo vào đời sống thường ngày, thể hiện tinh thần gắn bó với cuộc sống con người, biến các giáo lý khô cứng thành bài học sống động để áp dụng vào đời sống và xây dựng xã hội hiền thiện. Bởi thế nên ta mới có câu Phật tại tâm. Có thể thấy, các nhà sư trong vụ án này được phép cưới vợ và sinh con. Tuy nhiên, hình tượng Thiền sư Tenney đã được xây dựng rất xấu xí. Nào là ham vật chất, sân si, rượu chè, sắc dục. Hầu như tất cả giáo lý cơ bản của đạo Phật, Thiền sư Tenney đều phạm phải.
truyền thuyết với những yếu tố thần thoại, hư cấu và tín ngưỡng đề ra là để giáo dục con người hướng thiện, chứ không phải đem ra làm trò mê tín lừa gạt thiên hạ. Hay, không biết thiền sư Tenney có quan hệ anh em gì với thầy ống nội bên thiền am bên bờ vũ trụ không nữa, chứ thấy cách tu hành cũng giống nhau lắm đấy. Cơ mà nhìn kỹ khuôn mặt thì cũng giống phết nhỉ. Tại cung văn hóa, Conan đang cùng Genta, Ayumi và Mitsuhiko chơi trốn tìm. Tại đây, Conan vô tình bắt gặp Ran đi cùng Sonoko. Được biết, tại đây chuẩn bị diễn ra buổi concert của một nhóm nhạc vô cùng nổi tiếng. Ran và Sonoko chính là big fan của nhóm nhạc này và đang đi đu idol. Hai cô nàng đến sớm trước tận 6 tiếng, trên tay là một bó hoa với mong muốn có thể gặp được và tặng cho nhóm nhạc mà mình hâm mộ. Nhóm nhạc nổi tiếng ấy chính là nhóm J-pop 2MIX, gồm hai thành viên là Takayama Minami và Nagano Shina. Minami với vai trò là một người soạn nhạc và hát chính, còn Shina chủ yếu là viết lời và chơi nhạc cụ. 2MIX là một nhóm nhạc có thật ở ngoài đời, được chính tác giả Aoyama manga hóa vào trong tác phẩm của mình. Ca khúc opening thứ 5, Truth, A Great Detective of Love, cũng được chính họ thể hiện. Một điều thú vị là cô ca sĩ Minami của nhóm chính là diễn viên lồng tiếng cho cậu nhóc Conan, đồng thời cũng lồng tiếng luôn cho nhân vật Yaiba thuộc bộ anime cùng tên, cũng do chính tác giả Aoyama sáng tác. Và các bạn biết không, cô Minami đã kết hôn cùng tác giả Aoyama vào đúng ngày sinh nhật của mình, mùng 5 tháng 5, 2005. Tuy nhiên, cả hai đã ly hôn vào ngày mùng 10 tháng 12, 2007. Còn trong anime, đây được coi là nhóm nhạc khá nổi tiếng khi ngoài ca hát biểu diễn thông thường, họ còn tham gia trong những bộ phim siêu nhân mà bọn nhóc hay coi. Bởi sức ảnh hưởng đó mà ở concert, người hâm mộ đi xem đã sớm xếp thành một hàng dài chờ đợi, đến cả vé cũng phải săn từ một tháng trước. Đối với một đứa nhóc có tố chất hủy diệt trong mọi nốt nhạc, ông hoàng trong làng lệch tông như thằng nhóc Conan đây, thì khi nhìn thấy được sự hứng thú ở Ran, cậu chỉ biết cười khẩy tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt. Thế nhưng ngay sau đó thằng nhóc lại có cơ hội gặp Minami. Qua lời kể của cô, được biết dạo gần đây cuộc sống của Minami gần như đảo lộn bởi một người lạ mặt, khi hắn luôn tìm cơ hội quấy rối cô bởi nhiều hình thức khác nhau, như lục tung hồ sơ trong văn phòng Minami, cậy cửa nhà cô, hay thậm chí hắn ta còn gọi điện đe dọa sẽ giết Minami nếu như cô còn dám biểu diễn ca khúc mới mà mình sáng tác. Nghe được tin này, đám nhóc mừng như nhặt được vàng vì đây chính là lúc để đội thám tử nhí thể hiện sức mạnh. Và khi biết được mọi chuyện chỉ bắt đầu xuất hiện sau khi Minami thu xong bài hát mới, thế nên Conan đã yêu cầu được nghe cuộn băng chứa lời bài hát ấy vì rất có thể chúng sẽ chứa manh mối nào đó. Tuy nhiên kết quả mang lại chẳng thu được gì ngoài bài hát có giai điệu rất bắt tai. Tại đây có một chi tiết rất thú vị là Mitsuhiko nhận thấy giọng của Conan và Minami rất giống nhau. Đây chính là easter egg cài cắm cho việc Conan và Minami có cùng một seiyuu lồng tiếng. Sau liên tiếp hàng loạt sự phiền phức kéo dài, giờ đây buổi biểu diễn chỉ cách vài tiếng nữa thôi, thành viên còn lại trong nhóm lại chẳng thấy đâu. Dù Minami đã gọi điện rất nhiều nhưng Nagano vẫn không bắt máy. Khi cô quyết định liên lạc một lần nữa, điện thoại công cộng sớm đã bị một tên áo đen chiếm dụng. Thế vậy, Conan đã đưa cho Minami mượn điện thoại của mình, nhưng vì hình dáng khá giống với cái khuyên tai khiến cô hiểu lầm và đeo nó lên mà không ấn số gọi. Lúc này, tại quán ăn lại có một cuộc điện thoại lạ gọi đến và tìm Minami. Theo đó, đường dây bên kia là Nagano, anh hiện đang bị bắt cóc và trói trên một chiếc xe gần đó. Lúc này, bọn bắt cóc đã yêu cầu Nagano dụ Minami đến gần chiếc xe. Thế nhưng anh lại không nghe lời bọn chúng mà còn lớn giọng cảnh báo nguy hiểm cho cô. Tuy nhiên chỉ có cảnh báo thì vẫn không tránh được việc đồng đội ngáo ngơ. Điếc không sợ súng, Minami trái lại còn tiến gần đến chiếc xe để kiểm tra. Kết quả là bị bọn bắt cóc hốt đi trong một nốt nhạc trước sự chứng kiến của cả lũ nhóc. Ngay sau đó phía cảnh sát đã vào việc điều tra. Bọn bắt cóc cũng không trốn tránh khi trực tiếp gọi điện đến Megure. Lúc được hỏi muốn bao nhiêu tiền, bọn chúng đã khẳng định ngay mình bắt cóc vì đam mê chứ tiền bạc thì không thiếu. Thứ họ cần hiện tại là chiếc túi của Minami. Thế nên bọn chúng muốn lũ nhóc sẽ là người mang chiếc túi ấy đến cho mình. Địa điểm ở buồng điện thoại cạnh nhà ga tại trung tâm. Nhanh cái chân lên nếu không muốn nhóm 2MIX thành 1MIX. Theo sau lũ nhóc trên hành trình tìm lại con tin, còn có phía cảnh sát luôn rình mò theo sau và đương nhiên bọn bắt cóc đều biết chuyện này sẽ xảy ra. Thế nên chúng đang vẽ ra chiến lược để cắt cái đuôi phiền toái này. Và người khiến họ chú ý chính là Ayumi, một cô bé chân yếu tay mềm với mức đe dọa gần như bằng không. Chính vì thế mà phía bắt cóc đã đưa ra yêu cầu Ayumi sẽ là người đem chiếc túi cho hắn, trong khi đám nhóc còn lại sẽ đảm nhận vai trò cắt đuôi cảnh sát. Và đương nhiên Conan không thể nào để một đứa tạ nhất nhóm làm việc này được.
Dù sau khi nhận được thứ mình cần, chắc gì lũ bắt cóc đã để yên cho nhóm 2Mix. Chưa kể Ayumi chỉ là một đứa trẻ, nên cô bé nào có cái gan dám đi một mình gặp bọn chúng. Thế nhưng trong một lần, thông qua cuộc trao đổi trong quá trình đi đến địa điểm giao dịch, Conan giả vờ bản thân mình đã làm ướt chiếc túi để có thể thu hẹp phạm vi chú ý. Và đúng với ý định của mình, bọn bắt cóc đã có một phen hoảng hốt và để lộ vật mình cần, chính là cuốn băng đã thu bài hát của nhóm 2Mix. Thế nên một lần nữa, Conan quyết định nghe lại cuốn băng ấy. Nhưng ở lần này, thông qua tụi nhóc, cậu biết được bài hát mà Minami sáng tác được lấy cảm hứng lúc cô đi qua một ngôi chùa tên Shoen vào giao thừa năm ngoái. Trùng hợp thay, đây lại là khoảng thời gian ngôi chùa này xảy ra một vụ nổ súng gây chết người. Nạn nhân ban đầu được xác định là một tên côn đồ khi hắn đang cố gắng dùng súng uy hiếp một vị khách qua đường. Trong quá trình giằng co, vị khách ấy đã vô tình bóp cò tước đi mạng sống của hắn. Sau vụ việc trên, phía cảnh sát đã đưa ra kết luận hành động của vị khách ấy là phòng vệ chính đáng, nên người này sau đó đã được xếp là vô tội mà không bị truy cứu thêm bất kỳ điều gì. Vì sự trùng hợp này mà Conan bước đầu đặt nghi vấn rằng lời hát của nhóm đen đá chính là chìa khóa giải mã vụ án năm xưa. Đồng thời, khi nhận được cuộc điện thoại tiếp theo của bọn bắt cóc, đúng như lời bọn chúng yêu cầu, lũ nhóc đã thành công cắt đuôi được cảnh sát cũng như tách riêng Ayumi, tạo cơ hội để cô bé đem chiếc túi đến nơi giao dịch. Thế nhưng điều không ngờ là nhìn rất Ayumi, nhưng thực chất lại là Conan khi trong toilet cả hai đã cố tình đổi trang phục cho nhau. Và giờ đây khi dùng đến máy đổi giọng nói, bọn bắt cóc hầu như không có một chút nghi ngờ và tiết lộ địa điểm. Đi theo sự hướng dẫn, Conan đã đến được nơi giam giữ nhóm 2Mix. Cậu nhanh chóng hạ gục tên đầu tiên bằng đồng hồ gây mê. Dù đã được cảnh báo là vẫn còn một tên, nhưng lần này Conan hầu như đã nắm được phần thắng trong tay, khi trước đó cậu đã kịp giao lại cặp kính có khả năng định vị cho tụi nhóc, và sớm thôi cảnh sát sẽ lần theo định vị ấy mà ập đến đây. Về mặt lý thuyết là vậy, nhưng Conan lại quên rằng đồng đội của mình toàn là những ông tổ trong ngành báo. Khi lũ nhóc không chịu đưa chiếc kính định vị cho phía cảnh sát mà muốn tự mình đi tìm Conan, kết quả là cả đám bị tóm gọn và nhốt chung một chỗ. Nhằm để diệt cỏ tận gốc, bọn bắt cóc ngay sau đó đã quyết định thiêu sống tất cả như một cách để chôn vùi tội ác năm xưa của chính mình. Nhưng trước đó, Conan đã kịp đưa sự thật ra ánh sáng và khiến tên hung thủ phải rén khi vạch trần sự thật đằng sau vụ án năm xưa. Bọn bắt cóc lẫn tên côn đồ khi xưa thực chất là một phe. Nhưng do nghi ngờ người kia phản bội, tên bắt cóc khi ấy đã quyết định lợi dụng hai tiếng chuông ở ngôi chùa Shoen để che giấu hai phát súng mà mình đã bóp cò. Viên đầu tiên là dùng để kết liễu tên côn đồ, với viên còn lại, hắn ấn khẩu súng vào tay gã và bóp cò. Mục đích là để dựng hiện trường giả và vờ như chính bản thân mình mới là người bị hại. Và ngay sau đó, tên bắt cóc còn tự nguyện gọi báo cảnh sát. Thế nên khi khám nghiệm hiện trường, phía cảnh sát đã lọt vào cái bẫy mà hắn đã dày công sắp đặt ngay từ đầu mà đưa ra kết luận là gã vô tội. Nhưng điều hắn không ngờ là đêm hôm ấy, nhóm 2Mix lại vô tình đi qua khu vực này và nghe thấy hai tiếng nổ. Tuy nhiên thay vì tìm hiểu rõ ngọn ngành hay cung cấp bằng chứng cho cảnh sát, người thành công thường có lối đi riêng. Ngay sau đó họ lại quyết định lấy âm thanh ấy làm cảm hứng sáng tác nhạc. Dù không trực tiếp chứng kiến nhưng bài hát miêu tả chân thật đến nỗi khiến tên hung thủ sợ tột lùn. Nghĩ rằng tội ác của mình đã bị kẻ thứ ba phát giác, nên ngay sau đó với đôi bàn tay đã nhuốm máu, hắn không ngại lên kế hoạch săn tìm mục tiêu tiếp theo. Và thế là gã đã tìm mọi cách để đe dọa và thủ tiêu nghệ sĩ lẫn cả bài hát đang viral của nhóm 2Mix. Quay lại với thực tại, khi ngọn lửa dần lan rộng, bọn bắt cóc đã quyết định nhốt mọi người lại bên trong và đắc ý rời đi. Trong khi lúc này đây, dù đã cố, nhưng mọi thứ dường như đều trở nên vô dụng trước lớp cửa dày. Tại thời điểm sắp mất đi ý thức, Conan lại vô tình phát hiện điện thoại hình bông tai lúc trước cho Minami mượn. Dù không thể dùng chúng phá cửa, nhưng thằng nhóc lại lợi dụng nó đánh lừa bọn bắt cóc rằng mình đã thoát được ra bên ngoài, khiến chúng hoảng loạn quay lại xem tình hình. Và khi bọn bắt cóc mở cửa bước vào, tên cầm đầu ngay lập tức bị cả bọn ra tay đánh hội đồng. Dù bị đánh gục, tàn nhưng không phế, hắn ta vẫn cố chấp dùng súng gây sát thương cho Nagano. Lúc này thấy đồng đội bị thương, Minami tức giận đã lao đến để sút hắn, thế nhưng hụt chân. Ở cái lúc mà dù có đội 10 cái quần lên đầu cũng chưa hết quê, Conan đã kịp thời cứu nguy bằng cách sút một vật cứng vào mặt hắn, khiến gã bất tỉnh ngay sau đó, và biến cú đá hụt của Minami thành một pha highlight khiến mọi người phải trầm trồ. Nhạc tắt đổ tan, chú công an xuất hiện, cả bọn ngay sau đó cũng đã bị cảnh sát tóm gọn. Theo đó, nhóm 2Mix cũng kịp giờ quay trở lại buổi biểu diễn. Thế nhưng trong lúc Minami đang chuẩn bị, Genta lại vô tình bật nhạc khiến khán giả trở nên phấn khích. Tuy nhiên vì nhóm 2Mix vẫn chưa xong, nên Conan đã quyết định hát thay một khúc câu giờ cho họ. Nhưng không phải cứ cầm mic lên là đã trở thành ca sĩ. Vì thế mà thằng nhóc nhanh chóng khiến khán giả trở nên quá khích khi nghe được giọng hát dở tệ phía sau cánh gà.
May mắn thay, Minami đã kịp thời xuất hiện và dẫn thằng nhóc bước ra bên ngoài, hát trọn vẹn phần còn lại và khiến dư luận ngừng dậy sóng. Trong vụ án này, Mori được mời đến dẫn chương trình thay cho nam diễn viên chính bị cảm tại một ngôi biệt thự trên núi Fuji. Với chương trình liên quan đến trinh thám và suy luận, trên cương vị là một thám tử, việc dẫn chuyện và tự tin trước máy quay vốn không có gì khó với ông bác. Và trong tập này, những diễn viên sẽ đảm nhận vai diễn trong bộ phim mà Mori dẫn lần lượt là Kasumi Namihara, 26 tuổi, đảm nhận vai của con gái. Trong bộ phim, cô là vợ của nhân vật được thủ vai bởi Nobuharu và đồng thời ngoài đời bọn họ cũng chính là một cặp. Nobuharu Nagumo, 31 tuổi, đóng vai người chồng sẽ bị giết của Kasumi. Akira Nagumo, 60 tuổi, là diễn viên đảm nhận vai quản gia. Ngoài đời, ông được biết là một người nghiện thuốc lá nặng. Riri Ujo, 37 tuổi, trong vai người đàn bà hóa phụ. Ngoài đời, nữ diễn viên xinh đẹp này vừa hay lại là bạn học cấp 2 của Mori và cũng vừa là người chứng kiến hết tất thảy quá trình bên nhau từ tình bạn đến tình yêu của ông bác Mori với Eri. Ngoài ra, trái ngược với Nagumo, cô được biết đến là người ghét và chẳng bao giờ thích đụng đến thuốc lá. Và cuối cùng, Yoshiki Kazami, 28 tuổi, trong vai thám tử. Dù tuổi đời và tuổi nghề còn khá trẻ, nhưng có vẻ anh trai rất tích cực trong việc tạo drama, ông Hoàng trong làng tạo nghiệp. Có bố là tổng biên tập tờ báo tài trợ chương trình, thế nên hầu như Yoshiki không ngán gây war với bất kỳ ai. Sau khi Mori dẫn chương trình xong, cũng là lúc đến cảnh phá án của nhân vật thám tử được thủ vai bởi Yoshiki. Đáng lẽ trong kịch bản, anh chính là người sẽ giải mã hết phần còn lại của vụ án. Thế nhưng do ghen ăn tức ở vì Ruri có quen biết với một người thám tử nổi tiếng như ông bác nhà ta, nên Yoshiki bất ngờ bẻ lái, chuyển vụ án lại cho Mori với mục đích muốn chế nhạo cô lẫn ông bác. Với cái xác nằm cạnh lò sưởi được phủ tấm khăn trải bàn màu xám, chiếc ghế bên cạnh có treo một chiếc áo khoác màu đen, trong khi đó hung khí là cây gậy đánh gôn được đặt bên cạnh cái xác lại có màu trắng. Ban đầu có thể hung thủ vì có tình cảm với nạn nhân nên sau khi ra tay, hắn ta đã đắp chăn cho cái xác. Tuy nhiên tại sao lại không đắp cái áo khoác màu đen bên cạnh mà lại dùng chiếc khăn trải bàn màu xám? Đối mặt với câu hỏi ấy của Yoshiki, Mori đã hồn nhiên mà đáp rằng vì màu xám trông có vẻ ấm hơn màu đen. Trước câu trả lời của ông bác, chúng đã khiến cả trường quay phải ngỡ ngàng, còn Yoshiki thì cười khẩy. Càng nói ông bác càng lạc đề. Hết cách, Conan đành phải cho ông bác dâu kẽm trở thành Mori ngủ gật tiến hành phá án. Sự thật hung thủ không phải muốn dùng khăn trải bàn màu xám mà là vì không muốn dùng áo khoác màu đen, bởi vì đó là màu hắn thích. Nếu để ý, mọi vật dụng trong nhà đều có màu đen, thế nhưng hung thủ lại sợ bị nghi ngờ, nên trong hiện trường, mọi vật dụng hắn ta dùng đều cố ý tránh khỏi màu đen. Bằng chứng là túi đánh gôn bên cạnh lò sưởi có một cây gậy màu đen vốn đã được lấy ra, nhưng giữa chừng gã lại đổi ý mà chọn cây màu trắng. Và hung thủ trong chương trình này chính là nhân vật bà quá phụ do Ruri đảm nhận. Với những gì đã thể hiện, chúng không chỉ khiến mọi người bất ngờ mà cũng vừa đủ khiến Yoshiki phải quê. Chế nhạo Ruri không được, hắn liền quay sang đá đều những diễn viên còn lại, nhất là Nagumo. Yoshiki lớn tiếng đe dọa sẽ phanh phui mối quan hệ tình nhân của ông với một người phụ nữ khác, rồi sau đó quay lại nhìn Ruri như thể ám chỉ đó chính là cô, rồi bỏ đi trước sự khó chịu của mọi người. Không có Yoshiki, đoàn phim đành phải cho mọi người nghỉ giải lao 30 phút. Lúc này Ruri mới có dịp kể cho Ran về mối quan hệ giữa ông bác và Eri khi hai người học cấp 2. Họ trái ngược với nhau về mọi thứ, từ ăn uống đến cả nước chấm. Bất kể điều gì cũng có thể khiến cả hai xảy ra tranh cãi. Chốt lại, cuối cùng thì đến bây giờ cô vẫn không hiểu tại sao họ có thể đến được với nhau. Đồng thời, khi đang đi dọc trên hành lang, đúng lúc người bên đoàn phim cũng vừa mở cửa đi từ hướng ngược lại. Đang định quay lại trường quay thì trời bỗng đổ tuyết. Vì là tuyết đầu mùa nên Ruri đã quyết định kéo mọi người ra ngoài cùng ngắm, còn bản thân quay vào trong định gọi thêm Yoshiki. Thế nhưng khi bước vào thì anh đã bị ai đó cắt cổ, mất máu do vết thương ở động mạch và đã tắt thở từ lâu. Ruri với bàn tay dính máu lúc này đã hét lên thu hút sự chú ý của mọi người. Phía cảnh sát cũng có mặt ngay sau đó. Hiện lên là một người hay tạo nghiệp, diễn viên trong trường quay ai cũng ít nhất một lần bị Yoshiki gây chuyện. Thế nên sau cái chết của anh, mọi người đều có động cơ gây án. Và trong số đó có 4 diễn viên không có bằng chứng ngoại phạm vào thời điểm nạn nhân tử vong, lần lượt là Ruri, người phát hiện cái xác. 3 người còn lại ngồi đọc kịch bản một mình có Katsumi, Nobuharu và cuối cùng là Nagumo. Vậy liệu rằng Yoshiki trước khi chết đã làm điều gì khiến hung thủ tức giận phải chọn cách cực đoan nhất để tước đi mạng sống của anh? Đầu tiên, thời gian tử vong của nạn nhân được xác định là rơi vào khoảng 7 giờ 50 khi Yoshiki tự ý rời đoàn phim để đi nghỉ. Đến 8 giờ 20 thì Ruri phát hiện ra cái xác. Thế nhưng trước đó khi đi tham quan lúc 8 giờ, nhóm Conan vẫn còn nhìn thấy Yoshiki đang ngủ trên ghế. Như vậy khoảng thời gian gây án được thu hẹp lại còn 20 phút. Bước đầu xác định, hung khí dùng để cắt cổ nạn nhân là một vật nhọn dài khoảng 10 cm.
và chiếc áo khoác cùng găng tay dính máu cũng được tìm thấy tại căn phòng đối diện, nơi diễn ra vụ án. Và vì thời điểm diễn ra án mạng, căn phòng khi ấy lại không có người trông coi, thế nên bất kỳ ai cũng có thể là hung thủ. Trong khi đó về hung khí, từ những người trong đoàn, dù họ có mang theo cả dao gọt hoa quả và dao dọc giấy, thế nhưng tất cả chúng đều cho kết quả âm tính. Từ trong người nạn nhân chỉ tìm thấy được một bao thuốc, bật lửa, ví và cho dù có lục soát cả căn biệt thự thì cũng chẳng tìm thấy được hung khí như đã mô tả. Lúc này ông bác định làm được thuốc lá, thế nhưng khi dùng đến bật lửa, nó có vẻ đã bị hỏng và không bật lên được, khiến ông Mori phát cáu đành phải cất tạm được thuốc vào trong. Đồng thời, các lớp băng dính dùng để đánh dấu vị trí nhân vật quay phim lại bất ngờ được dán một cách bừa bãi. Trong số đó, bên dưới lại còn bị kẹt lại một ít bông có mùi xăng. Trong lúc đó, khi nói chuyện với Rudy, Nagumo bất ngờ gọi Mori đến để chất vấn về mối quan hệ giữa bọn họ, rằng tại sao Mori cứ bám theo cô. Cùng với lời đe dọa nếu ông bác mà giở trò gì, thì cho dù là thám tử nổi tiếng, Nagumo vẫn quyết không tha. Đối mặt với lời cảnh báo có phần vô lý, khung cảnh bỗng cảm thấy quen quen. Dường như Mori lại có cảm giác từng trải qua rồi thì phải. Và tại sao Nagumo lại có động thái như vậy với Mori khi thấy ông bác thân thiết cùng Rudy? Liệu bọn họ có thực sự là tình nhân như Yoshiki đã nói? Sau đó khi đi trên hành lang, Mori bất ngờ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Conan ở phía vuông góc thông qua hình ảnh phản chiếu của chiếc gương trên cửa. Lúc này, dường như cả ông bác lẫn cậu nhóc đều nhận ra điều gì đó. Vậy anh em đã nhận ra đó là gì chưa? Chứ ông bác nhà ta có lẽ đã trở nên sáng suốt hơn hẳn khi không cần đến Conan mà trực tiếp kéo Rudy vào trong phòng riêng để phá án. Vậy liệu rằng Rudy thực sự là hung thủ? Hay ông bác lại lạc đề giống như ở vụ án đầu? Ngay sau đây, anh em hãy cùng theo dõi nhé! Hung thủ không ai khác chính là Nagumo. Hung khí là một cây dao dọc giấy. Để tránh trường hợp khi đâm một đoạn sâu vào cổ khiến máu bắn ra, ông đã cuốn một lớp băng dính bọc hết chiều dài của dao để máu không bị dây ra khi đâm. Sau khi thực hiện tội ác, Nagumo bẻ lưỡi dao thành từng miếng nhỏ rồi cho vào bên trong chiếc bật lửa. Còn phần băng dính thì lau sạch vết máu và dán lại ở chỗ đánh dấu vị trí trong trường quay. Trong khi đó, với chiếc bật lửa được cấu tạo gồm bông tẩm dầu ở bên trong, nên khi muốn giấu những lưỡi dao, ông đành phải bỏ phần bông ấy ra. Điều này lý giải vì sao khi Mori muốn hút thuốc và sử dụng chiếc bật lửa, nó lại không thể bật ra được lửa. Với một người được biết là nghiện thuốc lá nặng như Nagumo, ông hoàn toàn có thể biết và làm được điều này. Thế nhưng tại sao ông bác kéo Ruri vào phòng phá án thay vì công khai nói với mọi người? Chuyện này có vẻ xuất phát từ hành động bao che của Rudy trước đó. Khi trong giờ giải lao và cùng Ran đi trên hành lang, thông qua tấm kính trên cửa sổ, cô đã có thể nhìn thấy khuôn mặt của Nagumo hớt hải bước ra từ phòng Yoshiki. Biết có chuyện chẳng lành nên Rudy đành đánh lạc hướng và kéo mọi người ra ngoài ngắm tuyết, còn bản thân quay vào bên trong tạo thời gian cho Nagumo rời khỏi hiện trường. Vậy tại sao cô lại phải bao che cho ông? Và câu trả lời đã do đích thân Mori suy luận khi đối mặt với Nagumo. Chỉ thông qua ánh mắt và cử chỉ, ông bác nhà ta đã nhìn ra được mối quan hệ giữa bọn họ thực chất là bố con. Động cơ xuất phát từ lời đe dọa của Yoshiki ở trường quay. Vốn mẹ Rudy cùng ông Nagumo quen nhau ở một đoàn kịch nhỏ, nhưng khi chia tay và quen người chồng hiện tại, bà mới phát hiện mình đang mang thai Rudy. Mà đến khi Rudy lớn lên và trở thành một diễn viên, trong quá trình diễn chung, cô mới phát hiện ra mối quan hệ ruột thịt giữa mình với Nagumo. Thế nên khi Yoshiki đe dọa, ông đã sợ hắn sẽ phát hiện ra mối quan hệ này mà làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình hiện tại của Rudy. Vì vậy Nagumo đã ra tay giết Yoshiki. Nhưng đây là hành động bộc phát và không tính toán từ trước, nên vết băng dính chắc chắn sẽ còn lưu lại rất nhiều dấu vết của ông. Và sớm thôi cảnh sát cũng sẽ điều tra ra. Cho dù Rudy có cố gắng bao che mà nhận hết lỗi về mình cũng vô ích. Và lý do thực sự khiến Mori kéo cô ra nói riêng có lẽ là bởi ông muốn chính Rudy tự khuyên Nagumo ra đầu thú, thay vì phanh phui trước tất cả mọi người khiến cho cô phải khó xử. Dù vẫn chưa thực sự giải được 100% vụ án, nhưng về khoản tinh tế thì ông bác nhà ta trong vụ này xứng đáng 200 điểm luôn. Có thể nói những vụ án Mori trực tiếp nhúng tay vào rất ít, hầu hết đều phải nhờ sự trợ giúp của Conan. Nhưng vụ án lần này để có thể tự phá án, tinh ý thôi chưa đủ. Phần lớn đều phải dựa vào sự trải nghiệm của chính bản thân ông bác, thứ mà thằng nhóc chỉ mới 17 tuổi khó lòng hiểu được. Từng ra mắt bố vợ và bây giờ cũng đã có cho mình một cô con gái ở tuổi mới lớn. Thế nên hơn ai hết, Mori hoàn toàn hiểu được nỗi lòng của một người bố lo lắng cho con gái của mình. Giống với trường hợp của Nagumo, khi nhìn thấy Mori thân thiết với Rudy, ông đã luôn cảm thấy không an tâm mà quyết định dọa nạt ông bác như một cách chắc chắn rằng con gái mình không dính với những tên không ra gì. Hiện lên là bố và cũng từng phải đối mặt với một người bố. Nhờ đó, nó khiến Mori nhận ra mối quan hệ giữa Nagumo và Rudy thực chất là bố con, chứ không phải là tình nhân như mọi người đồn thổi. Ở quá khứ, khi đối mặt với bố vợ, có thể ông bác nhà ta cũng đã từng không ít lần bị dọa nạt. Nhưng sau khi có con, có lẽ Mori càng thấm hơn về những lời đe dọa ấy. Nói đâu xa, khi lần Ran có hẹn với Shinichi, ông luôn trong tình trạng đứng ngồi không yên và chưa bao giờ thực sự an tâm khi giao cô con gái rượu của mình cho cậu nhóc.
Sau cùng thì cho dù Mori có là một ông bố tệ, đủ mọi thói hư tật xấu, nhưng ông vẫn là một người bố, dù cách thể hiện không được chỉn chu. Nhưng Mori cũng giống như bao ông bố ngoài kia, luôn muốn dành mọi thứ tốt nhất cho con gái mình. Trong khi đó, để nhận ra được mối quan hệ giữa Rudy và Nagumo, đứng trên vai trò là người bố thôi chưa đủ, Mori còn phải là một người đàn ông yêu vợ, thế nên mới có thể cảm nhận được sự lo lắng của bố Eri trong lần đầu gặp mặt, thứ mà cậu nhóc Conan cũng khó mà có thể cảm nhận được. Hiện lên là một đứa nhóc có thể hiểu được hết mọi tâm tư của những kẻ sát nhân, nhưng lại chẳng thể đoán được người con gái mình yêu đang nghĩ gì. Thì làm sao đọ lại được ông bác đã lập gia đình được gần 17 năm? Được biết đến xưa nay vốn cũng chẳng phải là một người lãng mạn hay có những hành động chu đáo, nhưng ít nhất Mori luôn hiểu nỗi lòng của người mình yêu, biết họ cần gì và muốn gì. Bởi lẽ đó mà cho dù không hoàn hảo, nhưng vẫn có thể nói ông bác là tinh hoa hội tụ, người đàn ông mà phụ nữ rất yêu. Rudy từng nói, dù như chó với mèo, nhưng cô vẫn không hiểu tại sao bọn họ lại có thể ở bên nhau. Thế nhưng là một người ngoài cuộc, Rudy làm sao mà hiểu được sự đồng điệu về mặt tâm hồn lẫn lối suy nghĩ mà họ dành cho nhau. Nổi bật có lẽ là phân đoạn phá án ở đầu truyện. Mori từng nói màu xám trông ấm hơn màu đen. Điều này ngay lập tức đã vấp phải sự chỉ trích của nhiều người. Thế nhưng trong một lần đi shopping với Ran, Eri bất giác cũng nói lên lối suy nghĩ tương tự Mori khi nghĩ màu xám ấm hơn, vì bà cho rằng màu nào có tên động vật thường sẽ mang đến cảm giác ấm áp hơn, và trong trường hợp này, màu xám trùng với màu lông chuột. Từ đó ta mới thấy, chỉ cần một chi tiết nhỏ cũng đủ thể hiện tấm lòng bọn họ vốn đã rất hiểu rất rõ về nhau và như trở thành một phần của sở thích. Thế nên vì lẽ đó mà đến bây giờ, dù cãi nhau như chó với mèo, nhưng cả hai vẫn chưa lần nào thực sự muốn ly hôn, dù bọn họ chẳng có thời gian ở gần nhau. Nhưng tâm linh tương thông chính là minh chứng rõ ràng nhất, khẳng định tình cảm giữa bọn họ vẫn luôn ở đó. Vì một khi con người ta đã đủ hiểu nhau thì khoảng cách cũng chẳng còn là vấn đề gì quá to tát. Có thể Mori là một người chồng tệ, một người bố không tốt, nhưng ông vẫn luôn hiểu bà muốn gì và sẵn sàng làm mọi thứ vì gia đình. Dù cho chúng không được lãng mạn hóa, nhưng chính sự chân thành và thấu hiểu ấy của ông bác cũng đã quá đỗi ngọt ngào rồi. Tình cảm mà, chỉ cần hai người họ biết là được rồi, cần gì phải phô trương. Cho dù đó có là cô gái xinh đẹp như Yoko hay tài sắc như Rudy, nhưng chưa một lần nào ông bác quên đi sự hiện diện của bà. Mọi thứ cuộc đời ông có vẻ như trong vô thức đều gắn liền đến người phụ nữ mà mình yêu. Bởi lẽ đó mà Rudy từng thừa nhận bản thân lúc trước cắm đầu vào học đến cận chỉ vì biết Mori thích những cô gái thông minh. Nhưng cô nào biết người phụ nữ thông minh mà ông yêu chỉ duy nhất có mình Eri. Gia đình ba người nhà ông bác Mori được mời đến biệt thự trong núi để dự tiệc sinh nhật của tiểu thư Reika, con gái duy nhất của chủ tịch công ty Yotsui. Ngoài thám tử Mori là khách mời danh dự, ở tiệc còn xuất hiện nhiều người giàu có địa vị cao trong xã hội. Đặc biệt là những anh chàng lăm le làm rể ông Yotsui khi liên tục công khai thả thính Reika. Những anh chàng này và Reika đều là thành viên của câu lạc bộ thuyền buồm. Hãy điểm qua những nhân vật chính có mặt tại bữa tiệc sinh nhật này nhé. Đầu tiên là thiên kim tiểu thư Yotsui Reika, 24 tuổi, con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn Yotsui. Cô nàng là một người đồng đảnh xem thường người khác. Bữa tiệc xa hoa lãng phí này ngoài mừng sinh nhật 24 tuổi của cô còn được dùng để lựa chọn hôn phu tiềm năng cho Reika. Cô coi những khách mời nam như những chú chim trong lồng, bổn phận chỉ để lấy lòng cô mà thôi. Tiếp đó là Ichieda Takashi, 26 tuổi, nhân viên bộ phận huy động vốn của chi nhánh chính ngân hàng thành phố. Một kẻ xun xoe nịnh bợ khi liên miệng khen lấy khen để ông Mori và Reika. Nikaido Yuji, 27 tuổi, nhân viên bộ phận PR của công ty quảng cáo. Anh cũng là một kẻ nịnh bợ không khác Ichieda là mấy. Nikaido có vẻ là người hăng hái trong công việc trồng cây si với Reika nhất nhóm. Mifune Takuya, 26 tuổi, giám đốc công ty điện tử Mifune. Thái độ khá là cao ngạo và sức sược với thám tử Mori. Anh là người duy nhất không quan tâm đến Reika mà đến bữa tiệc chỉ để lấy lòng bố cô, giúp công việc làm ăn của bản thân được thuận lợi hơn. Gojo Osamu, 24 tuổi, trưởng bộ phận hành chính tổng hợp công ty thương mại Gojo, là người trầm ngâm, ít nói nhưng cũng ra sức nịnh bợ hỏng lấy lòng Reika. Masashi Rokuda, 40 tuổi, phụ trách quản lý các sản phẩm của tập đoàn Yotsui, là người lớn tuổi nhất trong nhóm và là người phụ trách lái du thuyền trong câu lạc bộ. Cuối cùng là bà Nanao Yone, 64 tuổi, giúp việc cho gia đình nhà Yotsui. Khi gần đến cuối buổi tiệc, mọi người cũng chuẩn bị ra về, thì phát hiện dàn siêu xe của Reika và mấy anh chàng kia đã bị ai đó phá thủng hết lốp. Reika bắt đầu dở thói tiểu thư khi không chịu chen chúc đi xe người khác nên đã chọn ở lại biệt thự. Mấy anh chàng kia cũng được dịp đòi ở lại để tiếp cận Reika. Còn ông Yotsui và những người khách mời khác ra về. Riêng gia đình nhà ông bác giàu kém, tuy đi xe thuê và không bị thủng lốp nhưng vẫn ở lại biệt thự một đêm do ông bác Mori đã quá chén. Trong lúc Reika lên tầng 2 để thay quần áo, mọi người ở lại dưới chơi bài và trò chuyện tán dóc cùng nhau. Mifune vô tình nhắc đến một tai nạn gì đó xảy ra 2 năm trước. Đến giữa đêm, mãi không thấy Reika xuống,
Mọi người lo lắng và bắt đầu chia nhau đi tìm. Tìm kiếm khắp trong nhà nhưng vẫn không thấy. Mọi người tản nhau ra tìm cô trong khu rừng phía ngoài biệt thự. Trời bỗng chốc đổ mưa. Ông bác Mori, Ran và Conan đành quay về biệt thự. Chợt ba người phát hiện thấy Nikaido bị úp mặt chết ngạt trong đài phun nước trước căn biệt thự. Mọi người định báo cho cảnh sát thì đường dây điện thoại đã bị cắt. Khu vực này cũng nằm ngoài vùng phủ sóng, cộng với việc xe đã bị thủng lốp trước đó, Conan và mọi người gần như bị giam lỏng trong biệt thự. Tất cả quyết định uống cà phê rồi sau đó sẽ bàn bạc xem phải làm gì tiếp theo. Ran và bà Yone xuống bếp pha cà phê. Chợt có bàn tay một kẻ nào đó bỏ một viên thuốc bí ẩn vào một tách cà phê. Trong lúc thảo luận về cái chết của Nikaido, vụ tai nạn 2 năm trước xảy ra ở câu lạc bộ thuyền buồm dần được tiết lộ. Và hôm bão tố đó, trong một chuyến đi chơi, cả nhóm đã neo tàu cạnh một hòn đảo nhỏ. Khi cơn bão sắp ập đến, hầu hết mọi người đều quay trở về tàu, riêng Reika thì lại không thấy đâu. Một người trong nhóm đã liều mình lấy xuồng cứu hộ quay trở lại để cứu cô. Nửa ngày sau, tiểu thư Reika được tìm thấy cùng Nikaido, người đã đi câu cá bằng chiếc xuồng cứu hộ còn lại. Cả hai vẫn an toàn do họ có mặc áo phao, nhưng người đi giải cứu đã mất tích. 3 ngày sau mới tìm thấy xác. Người xấu số tội nghiệp đó là Yaeko Nanao, cháu gái của bà Yone. Câu nói của Nikaido, hôn phu của tiểu thư đã được chọn từ 2 năm trước, có ý nhắc đến việc anh đã cứu mạng tiểu thư Reika mà tự tin có thể được cô chọn làm chồng. Uống cà phê xong, Ran có vẻ buồn ngủ nên đã ngả lưng ở sofa. Những người còn lại chia làm 2 nhóm, lùng sục trong nhà tìm Reika lại một lần nữa. Đột nhiên điện trong biệt thự chợt cúp và có tiếng kính vỡ. Một kẻ nào đó đã trốn ra ngoài cửa sổ. Trong lúc mọi người đuổi theo kẻ khả nghi, Ran bị ai đó bế vào phòng rửa mặt và ấn đầu xuống bồn nước. May mắn thay, Conan đã chạy về và phát hiện kịp thời. Nhờ đó mà Ran vẫn còn sống. Vì sao Nikaido bị giết và Ran lại bị tấn công? Mọi người đã trải qua một đêm bất an. Đến sáng hôm sau, Ichieda đã bất cẩn mà đổ cà phê lên người bác Mori và Conan, buộc hai người phải vào nhà tắm để rửa. Tại đây, họ phát hiện ra tiểu thư Reika mất tích nguyên buổi tối hôm qua đã chết ngạt trong bồn tắm. Liệu rằng đây là một vụ giết người hàng loạt không phân biệt hay là đã lên kế hoạch từ trước? Ai đứng sau những hành động tàn bạo trong ngày sinh nhật này? Bây giờ, chúng ta hãy cùng điểm lại những chi tiết kỳ lạ trong vụ án này nhé. Đầu tiên, không hiểu sao ánh sáng trong biệt thự đều rất tối. Bóng đèn ở hành lang, nhà tắm và nhà vệ sinh đều đã bị hỏng dù vừa mới được thay hôm trước. Xe của những người có liên quan bị ai đó chơi khăm. Về cái chết của Nikaido, anh bị dìm chết sau khi đi cùng với Ichieda và Rokuda vào trong khu rừng tìm kiếm Reika. Đường dây điện thoại bị cắt ngay sau đó. Tiếp đó là biệt thự đột ngột mất điện. Ngay sau khi mất, có tiếng bíp, sau đó là tiếng kính vỡ. Trước khi mất điện, có luồng khí ấm thổi qua. Lò vi sóng vẫn còn ấm ấm, tất cả điều hòa đều được đặt giờ như nhau. Ran ngủ tiếp đi là do trong cà phê có thuốc ngủ. Hung thủ lợi dụng điều đó để ấn đầu Ran xuống nước. Về cái chết của Reika, xác của cô trong tình trạng ướt sũng, xác định đã chết từ 1 đến 2 giờ trước dựa vào độ căng cứng cơ. Reika bị trói và bị dìm đầu vào nước đến chết. Ở miệng có vết băng dính, trên chân còn có vết dây thừng và cả vết băng dính. Trong phòng tắm nơi tìm thấy xác Reika, khóa vòi nước được chuyển thành quả hoa sen. Đến đây, các bạn đã đoán ra thủ thuật giết người của thủ phạm chưa? Nếu chưa, hãy cùng xem lập luận của Conan như thế nào nhé. Bóng đèn bị ngắt ở nhiều chỗ do ai đó cố tình làm vậy để trong nhà tối đi, gây khó khăn trong việc tìm kiếm và ngăn mọi người không đến gần chỗ Reika bị nhốt. Về vụ mất điện thì như thế nào? Có tiếng bíp. Theo lời của bà Yone, ngay trước đó có một luồng gió ấm, chứng tỏ lò vi sóng và điều hòa được điều khiển. Do điều khiển điều hòa được đặt giờ giống nhau, chắc chắn là người trong nhà thực hiện. Với sự việc lúc Ran bị tấn công, Ran bị hung thủ bắt trong lúc ngủ mà không chống cự, sau đó bị ấn đầu vào nước. Nếu bình thường, lẽ ra Ran phải tỉnh ngay. Có thể đoán Ran bị cho uống thuốc ngủ và có thuốc trong tách cà phê trước đó. Nhưng vì sao lại là Ran mà không phải là ai khác? Và vì sao trong lúc lộn xộn do mất điện, hung thủ có thể ra tay ngay mà hắn không làm vậy? Phải chăng không cần phải giết Ran? Hung thủ chỉ muốn nhấn mạnh vào chi tiết bị dìm vào nước mà suýt chết. Điều này cho thấy với mục đích đó, không nhất thiết phải là Ran mà ai cũng có thể là mục tiêu được. Việc Ran uống trúng tách cà phê có thuốc ngủ cũng chỉ là ngẫu nhiên. Về cái chết của Reika, khi phát hiện, thi thể của Reika bị ướt sũng, ở miệng có vết băng dính, trên người cũng có vết tương tự và vết dây thừng, chứng tỏ Reika bị buộc chặt ở phòng tắm. Reika mất tích từ lúc lên thay quần áo, đến tận sáng hôm sau mới phát hiện ra xác của cô. Tuy nhiên thời điểm tử vong là trước lúc phát hiện khoảng 1 đến 2 giờ, chứ không phải là ngay sau thời điểm mất tích. Vì sao hung thủ không ra tay giết Reika ngay? Điểm kỳ lạ là vòi nước chuyển thành quả hoa sen, chứng tỏ nước được dùng để gây án chảy ra từ vòi hoa sen. Ưu điểm khi dùng vòi hoa sen là nếu để nổi trong bồn sẽ chảy lặng lẽ, không gây ra tiếng động. Nguyên nhân tử vong của Reika là chết đuối.
đúng là chết ngạt như Nikaido, không phải bị dìm như Ran. Từ lúc mất tích đến lúc thấy xác là khoảng thời gian rất dài. Có lẽ hung thủ đã để nước chảy lặng lẽ ra từ vỏ hoa sen. Với cơ thể bị trói dính vào trong bồn tắm bằng băng dính cộng thêm thuốc ngủ, Reika không bị giết ngay mà chết từ từ trong nước. Đến đây, chắc các bạn cũng đoán được ra ai là hung thủ rồi nhỉ? Kẻ đã gây ra 3 vụ án ở ngôi biệt thự này, hung thủ đã dìm chết Nikaido ở đài phun nước, sau đó đánh thuốc mê và định hạ sát Ran tại bồn rửa mặt. Cuối cùng, giết tiểu thư Reika tại bồn tắm, chính là Ichieda Takashi. Kế hoạch của Ichieda là phá hỏng xe của nhóm bạn, trừ xe của chủ tịch Yotsui. Lợi dụng tính cách đỏng đảnh của Reika, cô sẽ đòi ở lại còn chủ tịch sẽ ra về. Ngay khi Reika đi thay quần áo, Ichieda đã tấn công và đánh thuốc Reika, nhốt cô vào bồn tắm. Sau đó Ichieda cho nước chảy lặng lẽ vào bồn, làm Reika chết đuối. Điện ở toilet, phòng rửa mặt, phòng tắm đã bị phá hỏng cũng là do Ichieda làm, khiến mọi người không đến gần tìm thấy Reika. Và hoa sen chảy nước ra từ từ, cộng thêm việc bị trói và dính thuốc ngủ, Reika sẽ chết ngạt khi nước dâng quá đầu lúc 6 giờ sáng. Việc Ichieda để cho Reika chết từ từ là để thay đổi thời điểm tử vong, thuận lợi cho bằng chứng ngoại phạm của mình. Điểm cần chú ý là khi tất cả mọi người đi tìm Reika, Ichieda chính là người kiểm tra ở phòng tắm. Vì anh ta nói ở đây cũng không thấy, nên mọi người tin mà không tìm ở đó nữa. Trong lúc tất cả tản ra tìm Reika trong rừng, Ichieda đã dụ Nikaido ra một đài phun nước mà dìm chết anh ấy. Về vụ mất điện, hắn dùng điều khiển hẹn giờ cho tất cả điều hòa cùng chạy vào lúc 12:30. Lượng điện trong nhà vượt ngưỡng điện thế trở nên quá tải, làm cho cầu dao tự động ngắt. Tiếng bíp phát ra từ lò vi sóng mà Ichieda bật để dùng cho thủ thuật này. Ngay sau khi cắt điện, Ichieda đập vỡ cửa sổ làm mọi người hiểu nhầm hung thủ đã chạy trốn ra ngoài và đuổi theo. Để Ran đang mê ngủ nằm lại một mình trên ghế sofa rồi tấn công dìm nước Ran. Việc tấn công Ran cũng là một cú lừa đúng nghĩa. Mục đích không phải để giết Ran mà là khiến cho mọi người hiểu nhầm về động cơ cũng như cách thức gây án. Sáng hôm sau, Ichieda giả vờ đi vệ sinh và đến nhà tắm để tháo hết chỗ băng keo, đặt lại vòi hoa sen như cũ. Mang xác Reika ra khỏi bồn đặt trong tư thế bị dìm chết nhằm tạo hiện trường giả. Sau đó cố tình đổ cà phê lên người bác Mori để ông bác phải vào phòng tắm và phát hiện xác Reika. Conan đã bảo những nghi phạm cởi áo khoác ra ngoài, mục đích là để tìm chỗ áo ướt khi hung thủ đưa xác Reika ra khỏi bồn tắm. Kết quả chỉ có phần khuỷu tay của Ichieda là ướt. Điều này là bởi anh ta đã xắn tay áo lên khi lôi xác Reika ra khỏi bồn nên bị ướt ở vị trí đó là đương nhiên. Chính điểm này đã tố giác Ichieda là hung thủ. Trong lần xảy ra sự cố 2 năm trước, cháu gái bà Yone Yaeko đã quay lại đảo tìm Reika. Ngạc nhiên thay, ở đó cũng có Nikaido. Hai người bọn họ đã cướp lấy chiếc áo phao của Yaeko, bỏ mặc cô lại ở đảo. Cũng bởi vì vậy mà tình cảm giữa Reika và Nikaido ngày càng phát triển. Cháu trở hơn, hai người bọn họ thản nhiên nói không hề gặp Yaeko. Cô là người rất quan trọng với Ichieda. Anh không thể tha thứ cho người đã cướp đi sự sống của Yaeko. Đó chính là động cơ gây án của Ichieda. Anh đã dìm chết hai kẻ vong ơn bội nghĩa trong nước, giống như cái cách mà Yaeko đã chết chìm dưới biển rồi bị sóng đánh vào bờ. Vụ án này được tác giả Aoyama xây dựng với mô típ gần giống với vụ án kẻ sát nhân sáu lớp băng trắng, giống nhau từ địa điểm gây án là ở biệt thự hẻo lánh, đến mối quan hệ của nhóm bạn và cách thức giết người cũng như là động cơ gây án của hung thủ. Khác biệt duy nhất có lẽ là trong vụ án này có sự xuất hiện của bà Yone. Khi biết Ichieda giết Nikaido và Reika là để trả thù cho cháu gái mình, bà Yone không những không cảm kích mà còn mắng vào mặt Ichieda, cho rằng anh ta là kẻ ngu xuẩn ăn nói hồ đồ. Có lẽ chính bà Yone cũng đã biết chân tướng cái chết của cháu gái mình từ lâu, nhưng thay vì chọn cách hận thù, bà lại chọn cách vị tha, buông bỏ, vì bà đã sống đến từng tuổi này. Hơn ai hết bà biết, oan oan tương báo đến bao giờ mới đứt, hận thù chồng chất là vô nghĩa. Con người dù có gây ra tội ác không thể tha thứ cỡ nào, thì không ai là đáng chết cả. Quyền được sống là quyền thiêng liêng nhất của con người. Khi ai đó chết đi, nỗi đau sẽ đến với những người ở lại. Thà để một người gánh chịu nỗi đau mất mát người thân, còn hơn là vì báo thù mà khiến cho nhiều người phải đau khổ thêm nữa. Lòng vị tha thứ, bao dung giúp ta sống nhẹ lòng hơn, không bị thù hận dày vò. Đó chính là lời kết của vụ án này. Giây trước còn cằn nhằn việc Conan cho người nhà ở nhờ. Với những cảm xúc bất an, Haibara bằng phương pháp nghiệp vụ, cô đã ép thằng nhóc phải đuổi cổ Akai đi cho bằng được. Ấy vậy mà giây sau, cô lại cùng tiến sĩ leo lên xe người ngoài, mặc cho nơi ấy đầy súng và máu. Trong khi đó, tên mắt chột ngồi ở ghế lái phụ sau khi dò hỏi về Mori, hắn còn không ngần ngại tỏ ý muốn giết cả gia đình ông bác. Nói chung tình hình càng như dây đàn, nhưng thích cách Haibara lạc quan, cô vẫn cứ bám trụ ở đây để nghe lén tin tức, mặc cho tính mạng đang bị đe dọa. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, sau khi tấp vào một quán ngồi nhấm nháp ly cà phê.
Trong lúc chờ đường bất đồng, hai ông cháu đã bị tóm gọn sau khi cố gắng tìm đường chạy trốn. Và người tiếp tay khiến Haibara và Agasa bị bắt lại chính là Conan. Nói chung bạn thì ít mà báo nhau thì nhiều. Lúc này chuyện mới vỡ lẽ, hai kẻ lạ mặt cho hai ông cháu đi nhờ chính là sĩ quan cảnh sát. Họ đến tìm gặp Mori là vì muốn gửi một ít bánh Motabochi ăn lấy thảo, sẵn tiện nhờ ông bác giúp đỡ một vụ án chưa thể phá giải, được biết đến là bí ẩn bức tường đỏ. Nhưng húp được bao nhiêu thì chưa biết, nhưng đã lỡ ăn bánh rồi là phải giúp. Cứ như thế, một chuyến đi đến Nagano bắt đầu, nhưng chầy chật mãi mới đến nơi. Và địa điểm mà họ đến có tên là biệt thự hy vọng. Nhưng sau cái chết trong vô vọng do bệnh tim tái phát của một người phụ nữ được tìm thấy ở nhà kho vào 3 năm trước, kéo theo cái chết của người chồng không lâu sau đó, nó đã khiến căn biệt thự đổi thành chết chóc. Vốn ngay từ ban đầu, căn biệt thự thuộc sở hữu của một người đàn ông giàu có, nhưng ông đã cho 6 người trẻ tài năng thuê lại với giá rẻ như cho và giúp họ thực hiện được ước mơ. Từ đó khiến cho nơi này có tên là Hy vọng. Tuy nhiên, sau khi chính thức bàn giao tòa biệt thự lại cho những người trẻ, người đàn ông đấy lại đột ngột qua đời. Đồng thời bọn họ ở đây được 2-3 năm, sau đó rồi cũng quyết định chuyển ra bên ngoài, trong khi chỉ còn hai vợ chồng Akashi là ở lại. Điều đặc biệt là những người ở đây đều có cái tên phát âm liên quan đến màu sắc. Thế nên khi còn ở chung, thay vì gọi tên, mọi người thường kêu nhau bằng màu sắc ứng với cái tên của bản thân. Và những người trẻ đã từng ở đây ứng với màu sắc lần lượt là vợ chồng Akashi, bao gồm Shusaku, có phát âm giống với màu đỏ. Ông là một nhà đồ họa. Aoi, xanh lam, là vợ của Akashi, đồng thời cũng là một tiểu thuyết gia. Midorikawa, xanh lục, hiện ông đang là một diễn viên. Shoji, vàng kim, đồng thời là một nhà thiết kế thời trang. Takuto, hồng, hiện đang là nhà lập trình vi tính. Và cuối cùng là Shiro, trắng, là một nhạc sĩ. Đồng thời, vụ án này còn đánh dấu sự xuất hiện đầu tiên của Takaki Morofushi. Cái tên này theo các phát âm tiếng Trung là Komei, tức là khổng minh. Đồng thời, ông còn là bạn thuở nhỏ của Yamato, vốn cả hai lớn lên và vào làm chung ở sở cảnh sát Nagano. Tuy nhiên ở quá khứ, trong lúc điều tra một vụ án, Yamato được báo là đã mất tích trong một trận lở tuyết. Khi ai cũng nghĩ là thằng bạn báo này đã chết, thì Khổng Minh đã quyết tâm làm trái lệnh cấp trên, đi giải vụ án và tìm anh. Ngay sau đó, dù tìm thấy được Yamato, nhưng Khổng Minh vì đã làm trái lệnh của sếp nên anh bị phạt và điều đi nơi khác. Trong khi đó, thằng bạn báo ấy cũng chính là gã chột mắt, đã cho Haibara đi nhờ xe. Lần này, anh muốn nhờ Mori phá án, thực chất chẳng qua là muốn nhắm đến Conan. Biết thằng bạn Khổng Minh có máu điều tra khá liều, nên mắt chột đem theo thằng nhóc với ngụ ý muốn Conan bám theo và giúp thằng bạn giải mã được vụ án. Từ đó giành lại sự tín nhiệm được cấp trên và đường đường chính chính quay trở lại vị trí cũ ở sở cảnh sát. Và vụ án cụ thể đã xảy ra như sau. 3 năm trước, Đỏ sau nửa ngày nhốt mình trong phòng làm việc, bất ngờ tìm thấy được vợ mình là Xanh Lam chết trong nhà kho do bệnh tim tái phát. Vốn được biết, cả mắt chột và Khổng Minh đều là bạn của Xanh Lam, nên khi cô chết vào đúng ngày giỗ, Khổng Minh cùng một đồng nghiệp đã đến để lại một bó hoa. Nhưng đến khi trở về, nhìn thấy đống màu bị vứt ngổn ngang trên mặt đất, gọi mãi mà chẳng thể ai trả lời, cả hai đã quyết định vào trong xem tình hình. Để rồi hai người bọn họ đã phát hiện ra cái xác của Đỏ chết trong tư thế ngồi ở phòng làm việc của ông. Trùng hợp, đây cũng là địa điểm mà Đỏ đã làm việc trong suốt thời gian Xanh Lam chết trong kho. Điều kỳ lạ là căn phòng kín hoàn toàn, trong khi ông chết trong tư thế ngồi trên chiếc ghế trắng. Phía sau được đặt kế một chiếc ghế màu đen, cả hai chiếc đều được cố định trên sàn. Đối diện ông là một bức tường thấm đẫm vết sơn đỏ, không phải do hung thủ dựng lên, mà đó là chính tay nạn nhân đã để lại. Đồng thời không hiểu lý do gì ngoài màu đỏ, anh ta còn đem vứt hết tất cả những dụng cụ và màu vẽ khác ra cửa sổ. Hiện trường vụ án có rất nhiều điểm nghi vấn. Đầu tiên là ở nạn nhân, Đỏ không hề có dấu hiệu chống cự hay cố gắng phá cửa trốn thoát. Dù tên hung thủ đã cao tay, dùng những thùng chứa đầy sách của người vợ để chặn cửa, khiến Đỏ không còn cách nào thoát được, trong khi cửa sổ thì lại quá bé. Tuy nhiên, lại không có bất kỳ vết cào cấu nào, trong khi ở hiện trường tên hung thủ cũng không để lại dấu vết. Hắn ta được cho là đã gắn máy nghe trộm ở hiện trường, nhằm kiểm tra tình hình của Đỏ khi bỏ mặc anh đến chết ở đó. Nhưng sau khi nạn nhân đã chết, tên hung thủ vẫn không quay lại lấy chiếc máy nghe trộm và vẫn để ở đó. Đồng thời, người ta lại không tìm thấy dấu vân tay của nạn nhân để lại trên chiếc bình sơn màu đỏ và thay vào đó chỉ toàn là vân tay của người đồng nghiệp đi cùng, Khổng Minh, vào lúc phát hiện ra cái xác. Nhận thấy người thông thạo nơi đây cũng như biết rõ đặc điểm của chiếc cửa cùng đống sách trong thùng dùng để chặn cửa, chỉ có thể là 4 người còn lại đã từng ở đây.
nên Khổng Minh đã cùng Conan có một chuyến đến nhà của bọn họ để hỏi về thông tin. Đều lấy cái cớ là đã phát hiện ra vân tay của cả bốn người trên cánh cửa phòng nạn nhân. Hai người bọn họ là Khổng Minh và Conan ngoài tra hỏi, thứ bọn họ muốn còn là xem biểu hiện của cả bốn người khi nghe thấy vân tay của mình có ở hiện trường. Tất cả bọn họ đều có điểm chung là đã rời khỏi nơi đó từ 6 năm về trước, vì nhiều lý do mà chọn ra riêng. Chỉ có duy nhất Hồng 4 năm trước đã trở lại để đưa hai vợ chồng Akashi một phần mềm đánh cờ, vì biết bọn họ rất thích chơi cờ. Tuy nhiên, khi biết được vân tay mình có ở hiện trường, dù đã rời đi khá lâu nhưng bọn họ cũng không mấy bất ngờ, vì dù sao cả bốn đều đã từng xuống ở đó nên để lại vân tay cũng là chuyện bình thường. Riêng chỉ có duy nhất một mình Trắng là có tật giật mình hoảng hốt tột độ. Nhưng nắm được manh mối, ngay lập tức Conan cùng Khổng Minh đã khoanh vùng thủ phạm. Thế nhưng ngay ngày hôm sau, bọn họ lại nhận được tin Trắng đã chết do bị siết cổ trong phòng, cùng với hiện trường giống hệt của Đỏ, khiến cho manh mối của Conan và Khổng Minh bị cắt đứt. Ngoài ra, trước khi Sành Lam chết, cô đã đột ngột gọi đến cho cả bốn người để hỏi về tung tích bức chân dung mà chồng đã từng vẽ cho mình. Vì không một ai biết nên Sành Lam đã đến nhà kho tìm cho đến chết. Trong khi đó, người chồng khi ấy được cho là vô tâm, đến mức khi được hỏi về bức tranh, Đỏ đã phớt lờ vợ và nhốt mình trong phòng để hoàn thành công việc của mình. Và hành động đột ngột tìm bức tranh của Sành Lam là do sắp đến sinh nhật, cô muốn treo nó vào ngày hôm ấy để rồi do bệnh tim mà Sành Lam đã chết vào đúng một ngày trước sinh nhật của mình. Và mọi nguyên nhân cái chết của cô về sau đều được đổ cho sự vô tâm của người chồng. Thế nên cái chết của Đỏ đã khiến mọi người nghi ngờ là nó xuất phát từ ý chí muốn báo thù cho cái chết của người vợ. Vì chết trong sự bất lực do bỏ đói của Đỏ được cho là rất giống việc chết trong vô vọng của người vợ. Tiếp đến là cái chết của Trắng. Ông này đã được cho là đang gặp khó khăn về tài chính nên ông đã hỏi mượn tiền rất nhiều. Nhưng rồi đột nhiên, Trắng lại đột nhiên tuyên bố mình sẽ đi đến Lây Chê Ý. Lúc này, mọi người bắt đầu xoáy sâu vào chi tiết bức tường đỏ. Nhưng khi vừa phát hiện ra gì đó, ngay lúc Khổng Minh định nhắn cho mắt chột, thì anh bất ngờ bị ai đó tấn công và bất tỉnh, phóng hỏa đốt cả lâu đài. Tuy nhiên, Khổng Minh đã kịp thời được cứu và rơi vào bất tỉnh. Lúc này người ta mới bắt đầu chú ý đến tin nhắn của ông để lại có nội dung: Cô Mây đã chết. Được biết, câu này ám chỉ từ trận chiến ở đồng bằng Wu Giang, diễn ra trong giai đoạn sau cùng của thời kỳ Tam Quốc, một thời kỳ lịch sử nổi tiếng ở Trung Quốc. Ý nghĩa của câu trên là một người có thể có ảnh hưởng lớn ngay sau khi đã chết. Từ đó áp vào vụ án, nạn nhân chết đang muốn hù dọa hung thủ bằng cách tạo nên một bức tường đỏ. Đồng thời tại bệnh viện, Ran đột ngột thắc mắc tại sao bác sĩ khi phẫu thuật lại mặc đồ màu xanh. Nói đến đây thì anh em đã nhận ra điều gì chưa? Nếu chưa thì chúng mình sẽ cho anh em 10 giây để nhìn vào một khung hình màu đỏ trước khi bước đến màn phá giải vụ án này nhé. Vậy anh em đã nhận ra mấu chốt chưa? Nếu vẫn chưa thì cùng bắt đầu phá giải vụ án này bằng một tiểu phẩm cây nhà lá vườn do Conan dựng lên nhé. Đầu tiên, Conan đã đứng trước mặt những kẻ tình nghi và nói một câu rất vô tri. Có lẽ Trắng định đi bộ đến Lây Chê Ý, nơi mà ông ta đã cất giấu điều gì đó rất quan trọng. Câu nói này xuất phát từ ước muốn đến ý của Trắng. Trước khi nạn nhân bị sát hại, ông đã gửi mail đến mọi người với nội dung: Tôi sẽ không ở đây nữa, vì thế hãy tìm tôi ở đó, cụ thể là Lây Chê Ý. Tuy nhiên sau câu nói ấy chẳng có thêm được manh mối gì nên mọi người đã quyết định đi về. Tuy nhiên câu nói thực chất là đang ám chỉ việc Trắng đã giấu một cái thẻ nhớ chứa thông tin về hung thủ trong đế của một chiếc giày. Vị ý có hình dạng giống một đôi giày mà Lây Chê lại nằm ở vị trí gót giày trên bản đồ, nên từ đó nếu là hung thủ, hắn chắc chắn sẽ hiểu được ám chỉ này mà mò đến nhà của Trắng để tìm và phá hủy chiếc thẻ nhớ ấy trước khi nó rơi vào tay cảnh sát. Nhưng để dụ hung thủ vào bẫy, mọi người đã hợp tác với nhau tạo nên một màn kịch với mắt chuột và cô đồng nghiệp trong vai cặp tình nhân chuyên đi ăn vạ, trong khi Khổng Minh lại hóa trang thành một gã say quắc cần câu bị trấn lột. Và cuối cùng là ông bác Mori trong vai kẻ biến thái chuyên trộm đồ lót phụ nữ, từ đó lại bò sang nhà Trắng tranh thủ quẳng đi những món đồ có giá trị. Nhận thấy dù không phải phố Trần Duy Hưng nhưng nơi đây đầy tệ nạn, chúng đã khiến hung thủ mất cảnh giác mà vô tư lẻn vào nhà nạn nhân để tìm lại chiếc thẻ nhớ để rồi sa vào bẫy. Và tên hung thủ chính xác là Xanh Lục. Liệu đây có đúng là màu mà các anh em đã nhìn thấy sau khi nhìn vào một màu đỏ quá lâu hay không? Đây được gọi là after image, dư ảnh. Hiệu ứng này xảy ra khi mắt phải nhìn vào một màu sắc trong thời gian dài. Các tế bào thụ động mắt được kích thích và phản ứng với màu sắc đỏ. Và đến khi nhìn ra khỏi màu sắc ấy, chuyển sang bề mặt trắng hoặc nhạt hơn, các tế bào này vẫn giữ lại một số kích thích. Kết quả là mắt sẽ cảm nhận được một hiệu ứng hậu quả màu sắc, thường là màu ngược lại của màu mà mắt vừa nhìn thấy.
và áp dụng nó vào một vụ án, xanh chính là màu bổ sung của đỏ. Có nghĩa bức tường màu đỏ thực chất là đang ám chỉ màu xanh trong tên của hung thủ, Midori Kawa. Đầu tiên, xanh lục đã ra tay nhốt đỏ khiến nạn nhân chết vì đói. Vì biết không thoát được nên đỏ đã dùng sơn để viết họ hung thủ lên bức tường. Mục đích là để khi ông chết, tên hung thủ sẽ quay lại và chứng kiến được điều đó. Trong lúc hoảng sợ, chính hắn sẽ dùng sơn đỏ tô hết bức tường nhằm che đậy đi thông điệp mà đỏ đã để lại. Tuy nhiên, hắn không hề biết rằng đây cũng là mục đích của nạn nhân, vì màu đỏ dựa vào hiệu ứng của mắt sẽ âm thầm tố cáo tên của hắn ta. Và đây là lý do khiến Khổng Minh nhắn cho mắt chuột một dòng chữ Khô Mây đã chết, để ám chỉ đến Tam Quốc diễn nghĩa khi Chư Cát đã chết nhưng vẫn uy hiếp được quân Tư Mã còn sống. Đồng thời, nhằm giúp cho dễ dàng hình dung, nạn nhân đã sắp xếp hai chiếc ghế trắng và đen đối diện với hai bức tường, với trắng hướng vào bức tường màu đỏ, còn đen là hướng vào bức tường màu trắng. Điều này được lấy từ cờ vua, vì trong bộ môn này, trắng luôn đi trước đen, nên thứ tự nhìn vào bức tường cũng như vậy. Khi ngồi vào chiếc ghế trắng và thấy bức tường màu đỏ, và khi bước sang ngồi vào chiếc ghế đen, thông điệp của nạn nhân sẽ hiện ra trước mắt. Tuy nhiên, điều không ngờ là trắng trong khi đang tìm đỏ mượn tiền, ông đã đến hiện trường trước hung thủ, vì có họ giống với tên hung thủ mà nạn nhân đã để lại. Nghĩ rằng đang ám chỉ mình, tên này đã tự ý tô đỏ bức tường nhằm che giấu thông điệp của đỏ. Nhưng rồi khi nhận ra sự thật, nó đang ám chỉ xanh lục. Trắng trong lúc thiếu tiền đã dùng thông tin này để tống tiền hung thủ, từ đó hắn ta đã quyết định ra tay giết luôn trắng để bịt đầu mối. Và động cơ giết người của hung thủ, tất cả xuất phát từ việc đỏ trong lúc thiếu tiền đã bán bức tranh vẽ vợ mình đi mà không nói với cô, khiến cho xanh lục tìm thấy bức tranh trong lúc bệnh tim tái phát và chết trong nhà kho. Không chấp nhận điều này, vì muốn trả thù cho xanh lục, hắn đã nhốt đỏ đến chết trong phòng của mình để ông hiểu ra cảm giác khi xưa của vợ mình chết là như thế nào. Tuy nhiên, hắn lại không hề biết rằng vào hôm sành làm chết, đỏ đã nhốt mình trong phòng để vẽ bức mới tặng vợ, khiến cô bất ngờ ngày sinh nhật. Để rồi khi vợ ông chết, ông đã quyết định đốt bức tranh ấy, trong khi xanh lục không hề biết gì mà ra tay giết ông để báo thù cho xanh lục. Nói chung, dù không nói rõ mối quan hệ giữa hung thủ và vợ nạn nhân, nhưng hành động ra tay báo thù như vậy không ít thì nhiều khiến người xem cảm nhận được có gì đó không đúng đắn ở đây. Vì dù sao, chuyện của nhà ai người đấy biết, người ngoài đáng ra không nên và cũng chẳng có quyền xen vào. Thế nhưng bằng một cách nào đó, tên hung thủ lại tự ban cho mình cái đặc quyền đó mà ra tay báo thù, giết chết mạng người. Từ đó vụ án cũng khép lại. Tuy nhiên hiện trường căn phòng đỏ lại khiến chúng mình nhớ đến một truyền thuyết đô thị của Nhật Bản vào thuở sơ khai của Internet về một quảng cáo có dòng chữ đen nền đỏ có nội dung "Bạn có thích?". Nếu nạn nhân đóng dòng thông báo này, một thông báo khác sẽ hiện lên với dòng chữ "Bạn có thích căn phòng màu đỏ không?". Sau đó màn hình máy tính sẽ hiện lên màu đỏ và xuất hiện hàng loạt các cái tên của các nạn nhân trước. Sau đó là cái kết của nạn nhân hiện tại nhìn thấy được màn hình. Điều đặc biệt là ngay sau khi bất tỉnh và bỏ mạng, nạn nhân được cho là chết trong căn nhà với bức tường nhuốm đỏ màu của máu. Nguồn gốc của truyền thuyết này bắt nguồn từ 1990, từ một đoạn phim hoạt hình kinh dị được phát hành trên GeoCities. Đoạn phim ấy nói về một cậu bé bị nguyền rủa và chết sau khi một cửa sổ máy tính được bật lên. Và truyền thuyết chỉ trở nên nổi tiếng sau khi một vụ án mạng có thật được biết đến với cái tên vụ án mạng Sasebo, xảy ra vào ngày 1 tháng 6 năm 2004 tại trường tiểu học Okubo ở thành phố Sasebo, tỉnh Nagasaki, Nhật Bản. Nạn nhân tên Satomi Mitadai, 12 tuổi. Cô bé bị sát hại bởi một cô bạn cùng lớp. Hung thủ đã không được cất cánh tiết lộ, nhưng mọi người đã gọi cô bé đó là cô gái A. Với hung khí là một cây dao dọc giấy, cô giáo A đó đã giết chết hết bạn học với một vết cắt trên cổ và cánh tay ngay tại trường. Vụ án đó nghiêm trọng đến mức đã có kiến nghị yêu cầu giảm độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự tại Nhật từ 14 xuống 12 tuổi kể từ năm 2000. Và nhiều người cho rằng tên hung thủ ấy là một fan của một loạt phim hoạt hình Lời Nguyền Căn Phòng Đỏ. Vì vậy truyền thuyết ấy lại một lần nữa nổi trở lại và được dựng thành nhạc, game, v.v. Nối tiếp vụ án trước, khi trong tập lần này có hai vụ án lớn liên tiếp xảy ra và kéo dài tận 2 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên ở đây chúng mình chỉ bàn đến vụ án thứ hai, thời điểm mà Ran bắt đầu nghi ngờ thân phận Conan là Shinichi và đưa thằng nhóc đến nhà của cậu chỉ để dồn cậu bé vào chân tường. Vốn lúc trước cứ nghĩ Conan là trẻ con mà Ran đã không ít lần vô tình tắm trùng với thằng nhóc. Thế nên khi hoài nghi về thân phận của cậu, Ran đã quyết định tìm cho bằng được câu trả lời để tính sổ những lần chót dại đã cho cậu nhóc tắm trùng. Thế nhưng Yukiko lại đột ngột xuất hiện, giải vây cho Conan, khiến thằng nhóc một phen khiếp vía. Lý giải cho sự xuất hiện của Yukiko ở đây là vì bà đang giận chồng. Thế nên Yukiko đã quyết định trở về Nhật cùng cậu con trai, đi một chuyến đến tỉnh Ganma, gặp người bạn thuở nhỏ và nhận điều tra về thông tin của một thành viên trong gia đình họ. Cũng như đây là dịp cả hai được chứng kiến cạnh tranh giành gia tài quyết liệt chẳng kém gì phim Hàn Quốc.
và những ứng cử viên sáng giá trong cuộc chiến tranh giành gia tài trong di chúc lần lượt là Yoshichika Yabuchi, vừa mới mất tháng trước do bệnh ung thư. Vốn là ông chủ đất ở vùng này nên ông có khá nhiều tài sản. Trong di chúc, Yoshichika đã ghi rằng nếu ai không có mặt khi di chúc được đọc, họ sẽ không được thừa kế một xu nào. Bởi vì vậy mà khi ông qua đời, con cháu bỗng có mặt đông đủ đến lạ kỳ. Bà Yabuchi, người vợ đầu của Yoshichika nhưng đã chết 15 năm trước vì ngã xuống giếng. Sau thời điểm ấy, anh trai của bà liên tục quấy rối gia đình Yabuchi vì cho rằng đã có người đẩy ngã bà. Tuy nhiên, người này hiện tại đã bật vô âm tính. Machiko Yabuchi, 39 tuổi, người vợ thứ hai của Yoshichika. Sau cái chết của vợ cả, 10 năm sau, Yoshichika đã quyết định bước thêm một bước nữa với Machiko. Yoshifusa Yabuchi, 64 tuổi, em trai của Yoshichika. Vốn từ sớm ông đã rời Nhật để đến Brazil được 30 năm. Nhưng nay Yoshifusa bỗng trở về ngay đúng thời điểm sắp công bố di chúc. Thế nên mọi người bèn nghi ngờ rằng đây có thể là do ai đó mạo danh ông để lấy tài sản Yoshichika để lại. Carlos, 26 tuổi, làm vệ sĩ của Yoshifusa, được ông dẫn về từ Brazil sau khi ông nhận được bức thư hăm dọa với nội dung nếu muốn mất mạng thì cứ việc về. Hiromi Yabuchi, 37 tuổi, là con gái đầu lòng của Yoshichika và là bạn thuở nhỏ của Yukiko. Thế nên lần này khi mời cô đến nhà, Hiromi chủ yếu là muốn nhờ Yukiko điều tra về thân phận của Yoshifusa. Hidekazu Yabuchi, 41 tuổi, chồng của Hiromi. Yoshiyuki Yabuchi, 32 tuổi, là con trai thứ hai của Yoshichika. Keiko Yabuchi, 28 tuổi, là vợ của Yoshiyuki. Câu chuyện bắt đầu khi tất cả mọi người đang tìm cách xác minh danh tính của Yoshifusa. Tuy nhiên từ việc thuận tay trái, vết thương ở chân đến cả nét chữ đều giống, thế nên người đàn ông này đích thị là Yoshifusa. Đồng thời thông tin ấy nhanh chóng khiến mọi người luôn trong trạng thái lo sợ việc số tiền thừa kế của bản thân sẽ ít đi do sự xuất hiện của Yoshifusa. Lúc này, Machiko rời khỏi nhà để đi dự một tiệc cưới. Trong khi đó Conan lại bắt gặp một tên khả nghi đang nhìn lén từ khe cửa sau. Tuy nhiên khi đến thì chẳng còn ai ở đó. Đồng thời một khoảng thời gian sau khi Machiko rời đi, bà đã gọi về cho Hiromi để nhắc nhở về việc củi trong nhà tắm đã hết và sáng nay mình vừa mua củi để cạnh nhà kho. Đồng thời dặn Hiromi đã dùng số củi đó để đun nước tắm vì ở Nhật Bản tồn tại một phong tục tắm gọi là ofuro. Đây chính là việc lần lượt các thành viên trong gia đình từng người vai vế từ cao xuống thấp, thay phiên nhau tắm trong một cái bồn và không được thay nước cho đến người cuối cùng. Vì vậy mà người đầu bước vào phòng tắm khi nước được đun là Yoshifusa. Lúc này cũng đã là 9 giờ. Hiromi lại nhận được cuộc điện thoại từ Machiko và thông báo khoảng 11 giờ mình sẽ trở về, cũng như nhờ cô để nước nóng khi bà về đến nhà. Cứ như thế, từng thành viên tắm xong và đến lượt Yukiko thì nước đã nguội, thế nên Hiromi quyết định đi đun lại nước. Tuy nhiên khi bước trên hành lang, cô bất ngờ phát hiện ra một người đàn ông bí ẩn núp sau cánh cửa mà Conan từng nhìn thấy. Nhưng lại có một điểm khác khiến mọi người chú ý, chính là chiếc gầu ở trong cái giếng bỗng bị ai đó kéo lên. Và dựa theo sợi dây, ngay sau đó mọi người đã kéo lên được một cái xác rũ rượi của Machiko được đu trên sợi dây từ dưới giếng. Ngay sau đó, cảnh sát Gamma Misao đã ngay lập tức có mặt phong tỏa hiện trường. Khi tiến hành lục soát thi thể, người ta bất ngờ tìm thấy một bông hoa Himetsubaki trong túi áo của Machiko. Đồng thời vì chết trong giếng nên mọi người đã ngay lập tức liên tưởng đến vụ án của bà Yabuchi 15 năm trước. Thời điểm phát hiện ra cái xác là 10 giờ, trong khi trước đó lần lượt 8 giờ và 9 giờ, bà đều từ tiệc cưới gọi điện về cho Hiromi. Nếu bà lập tức trở về sau cuộc gọi từ lúc 9 giờ thì phải đến tận 10 giờ Machiko mới có thể về được đến nhà. Trong khi đó, vào khoảng 10 giờ kém đến khi phát hiện ra cái xác, mọi người đều có ngồi chung một phòng, thế nên người đàn ông bí ẩn mà Conan từng nhìn thấy có khả năng cao chính là hung thủ và bị cảnh sát liệt vào diện tình nghi. Đồng thời vẫn còn một điểm đáng nghi khác, khi chiếc xe nạn nhân lái từ tiệc cưới về nhà lại không được đỗ trong sân, mà thay vào đó nó lại được đậu ở trong rừng phía sau nhà. Một giả thuyết được đặt ra, có thể khi chạy giữa đường xe hết xăng hoặc chết máy, nên Machiko mới để xe ở đó mà lội về nhà. Tuy nhiên khi khởi động thì chiếc xe vẫn còn đầy nguyên liệu và hoạt động một cách bình thường. Đã thế, chìa khóa còn được ở nguyên đó. Ngoài ra, ở trong chiếc xe còn tìm thấy được một chiếc điện thoại để trong hộp đựng đồ và một chiếc vỏ băng cassette mà không tìm thấy ruột băng đâu. Bước đầu xác định nạn nhân chết là do một vết thương ở ngực, đồng thời hung khí chính là một con dao được bọc bởi một chiếc áo mưa và ném xuống giếng. Tuy nhiên khi điều tra dấu vân tay trên con dao thì chỉ tìm thấy mỗi máu và dấu vân tay của nạn nhân. Có một điểm kỳ lạ nữa, đó chính là chiều cầm dao của bà lại là chiều thuận. Điều này hoàn toàn trái ngược với việc bà bị người đối diện đâm hay tự sát. Mũi dao sẽ thường hướng vào bên trong và tay sẽ cầm hướng ngược lại. Tuy nhiên, Machiko lại cầm hướng thuận. Trong khi đó ở buổi đọc di chúc,
ông Yoshifusa bất ngờ bị tấn công bởi mũi tên hẹn giờ bắn ra từ tủ chén. Dù không làm ai bị thương, nhưng khi nhìn ở trên nền chiếu, nơi mũi tên cắm xuống, có rất nhiều vết tương tự. Điều đó chứng tỏ đã có người tập luyện việc này rất nhiều lần. Đã thế, mục tiêu của mũi tên hướng đến lại là vị trí của người có vai cao nhất trong nhà, nên rất có thể người hắn nhắm đến là Yoshifusa. Ngoài ra, một cuộn băng cassette còn được tìm thấy ở đống củi gần phòng tắm. Tuy nhiên, khi được phát lại, nó chỉ hoàn toàn chứa âm thanh ồn ào của hội trường nơi Machiko đã đến dự tiệc cưới. Và sau cùng, rốt cuộc kẻ mặc áo đen mà Conan thấy là ai? Liệu hắn có liên quan đến vụ án? Với những bằng chứng trên, có anh em nào tìm ra được đáp án chưa? Nếu chưa thì chúng ta hãy cùng đến phần tiếp theo để vạch mặt tên hung thủ, cũng như khám phá những cú plot twist không ai ngờ đến khiến tất cả nhân vật phải ngã ngửa nhé. Người đã cài thời gian bắn mũi tên từ tủ chén suýt đâm trúng Yoshifusa chính là Keiko. Vốn dĩ cô làm thế là muốn dọa ông sợ mà trở về Brazil để họ giảm bớt đi một đối thủ trong quyền thừa kế. Điều này xuất phát từ việc cô đang thiếu nợ số tiền rất lớn, thế nên cô muốn có được số tiền từ di chúc để trả nợ mà không phải thông báo với chồng. Tuy nhiên, hung thủ thực sự giết chết Machiko lại chính là Yoshifusa. Ông làm thế chỉ để phòng vệ trước sự tấn công của bà. Vốn bà cũng muốn chiếm quyền thừa hưởng di chúc mà người chồng quá cố để lại, thế nên mới gửi bức thư nặc danh hăm dọa Yoshifusa. Nhưng khi ông vẫn cứ ở đây, vì vậy bà đã ngấm ngầm lập kế hoạch để giết chết ông. Ngay từ ban đầu, vốn dĩ Machiko đã thực hiện hai cuộc gọi từ hội trường, lần lượt là lúc 8 giờ và 9 giờ. Tuy nhiên, 8 giờ sau khi gọi Hiromi để nhắc về nơi để củi, bà đã rời khỏi bữa tiệc và đến nhà lúc 9 giờ. Nhưng để chắc chắn Yoshifusa có ở phòng tắm, để Machiko dễ dàng tấn công, cũng như tiện bể lau dọn, bà đã bật máy phát âm thanh ồn ào bữa tiệc và gọi đến cho Hiromi, với như thể mình vẫn còn ở đám cưới, nhằm mục đích xác nhận Yoshifusa đã vào phòng tắm, cũng như tạo bằng chứng ngoại phạm cho chính mình. Và khi chuẩn bị giết Yoshifusa, Machiko còn cẩn thận mặc thêm một chiếc áo mưa, phòng trường hợp bị máu bắn bên ngoài quần áo, không quên mang theo một bông hoa Himetsubaki để khiến mọi người liên tưởng đến vụ án 15 năm trước. Tuy nhiên, Machiko lại không ngờ được rằng Yoshifusa thực sự là cao thủ. Ông đã dùng nhu đạo Brazil để phản đòn tấn công dùng dao của bà, bằng cách bẻ ngược tay của đối thủ rồi đâm mũi dao lại chính Machiko. Cứ ngỡ hại người, hóa ra cuối cùng Machiko lại hại chính mình. Và hành động của Yoshifusa lúc này cũng được cho là tự vệ. Tuy nhiên, ông thực chất vốn không phải là Yoshifusa thật, mà chỉ là mượn danh ông để đến làm bảo vệ cho Carlos, khi anh mới chính là con trai của Yoshifusa và người vợ Brazil. Nhưng ông Yoshifusa thật vốn đã mất 10 năm trước do bệnh, để lại Carlos trắng tay sau cơn lốc. Thế nên vì thương Carlos nên trong di chúc của Yoshichika, ông đã quyết định chia một ít tài sản của mình cho người cháu này. Nhưng người đàn ông đang mạo danh Yoshifusa thực chất cũng đang chỉ muốn bảo vệ Carlos. Thế nên ông học theo thói quen của Yoshifusa thật lúc còn sống, nhằm thu hút sự chú ý của người gửi bức thư đe dọa Carlos khi anh cũng có tên kế thừa trong di chúc. Tuy nhiên không ngờ rằng lại lỡ tay giết người, vì vậy cuối cùng ông đã quyết định đi đầu thú. Trong khi đó, người đàn ông bí ẩn luôn rình rập phía sau cửa cũng dần lộ mặt khi hắn thực chất là Yusaku. Ông theo vợ đến tận đây chỉ để làm hòa, dù Yukiko vẫn dỗi đấy, nhưng làm sao cưỡng lại được việc chồng đến tận đây để dắt cô về. Thế nên cuối cùng, bọn họ vẫn ba người, một xe đèo nhau về. Mày làm gì Kazuha của tao hả? Đây có lẽ là câu nói huyền thoại của Heiji khi nhầm tưởng Kazuha bị bọn người xấu bắt đi. Không chỉ lâu lâu bị thằng nhóc lôi ra uy hiếp, mà nó còn trở thành thứ nhạc chuông yêu thích của Haibara. Nó đến đây không khó để nhận ra anh chị nhà thương yêu nhau đến nhường nào. Bám nhau cũng lâu phết, nhưng bọn họ cũng vẫn cứ là friendzone, khiến người xem không khỏi tiếc nuối, mà mong chờ cú tỏ tình thế kỷ của Heiji. Tuy nhiên giống với câu hỏi, chừng nào thằng nhóc Conan lên lớp 2, thì việc Heiji thành đôi cùng Kazuha còn khó hơn cả lên trời. Tuy nhiên trong video này, Anime Rewind sẽ mang đến cho anh em một trong những tập ngọt như đường của cặp này. Xin lỗi nhé Heiji, hãy sống cả phần của tớ. Cùng với câu nói, Kazuha đã đâm thẳng cùng tên linh thiêng vào tay Heiji, với mong muốn cậu bạn có thể sống tiếp, trong khi cô sẽ bị rơi xuống vực. Vậy tại sao bọn họ lại rơi vào hoàn cảnh như vậy? Và Heiji sẽ buông tay cô để sống phần đời còn lại không? Theo dõi video để biết thêm chi tiết nhé. Chuyến hành trình đi đến một hòn đảo nhỏ tên Bikuni thuộc tỉnh Fukui của Conan bắt đầu bằng một bức thư gửi đến cho Heiji với nội dung: cứ thế này tôi bị người cá giết mất, cứu với. Được biết người gửi là Saori, nhưng khi gọi vào số điện thoại ở cuối bức thư, đầu dây bên kia chỉ bắt máy một lần rồi cúp luôn. Nhưng Heiji vẫn nhớ rõ âm thanh ở đầu dây bên kia, khi ấy là tiếng thét của một người phụ nữ cùng tiếng vỗ sóng. Trong khi đó, vốn dĩ ở bên ngoài phong bì để tên Heiji Hattori, nhưng bên trong lại gửi Kudo Shinichi. Thế nên khi nhận được bức thư kỳ lạ, Heiji đã ngay lập tức lên lịch cho chuyến đi cùng với lời nhắn bắt người cá với Conan. Từ người dân địa phương biết được Saori đã mất tích được một ngày, đây cũng là thời điểm Heiji nhận được lá thư kỳ lạ kia. Trong khi đó, thời điểm Conan đến hòn đảo cũng là lúc đang diễn ra lễ hội Jugon, thế nên khách du lịch đến đây rất đông.
Được biết đến là hòn đảo người cá, nên ở đây rất nhiều vật phẩm liên quan đến sinh vật này được bày bán. Và trên thực tế, không chỉ trong Conan, mà ở tỉnh Fukui thực sự tồn tại truyền thuyết về người cá. Cụ thể là sự bất tử mà thịt của chúng mang lại, đã khiến một cô gái không già đi và sống đến tận 800 năm tuổi. Dường như là có liên quan đến điều này, trong Conan, trên hòn đảo xuất hiện một bô lão được cho là đã ăn thịt người cá và sống đến 130 tuổi. Cụ bà không chỉ là nhân vật chính của lễ hội Jugon mà còn là biểu tượng của cả hòn đảo. Thế nên phần đông du khách đến đây đều là vì muốn lấy được bùa trường sinh bất lão của bà. Được phát hành dưới hình dạng là một mũi tên có lõi là sợi tóc của bà lão. Muốn sở hữu được nó, du khách buộc phải tham gia vào một trò chơi gần giống như bốc thăm may mắn khi cầm tấm thẻ có chữ trùng với chữ mà bô lão sẽ công bố trong lễ hội. Và mỗi một mùa chỉ có 3 mũi tên được tạo ra. Điều này kết hợp với sự sống lâu của bồ lão đã biến mũi tên ban đầu vốn dĩ chỉ được dùng để xua đuổi tà ma, bỗng chốc biến thành mũi tên Jugon, có khả năng mang lại tuổi trẻ và sắc đẹp vĩnh cửu cho người sở hữu. Và người tên Saori vào năm ngoái cũng chính là người may mắn có được mũi tên, nhưng vì lý do nào đó mà cô lại đánh mất nó. Thế nên nhiều người dân ở đây sợ rằng vì sợ bị người cá nguyền nên Saori đã sớm chạy khỏi đảo. Theo lời chỉ dẫn của dân địa phương, nhóm Conan tiếp tục tìm đến Kimie, người sống ở đền Bikuni, vừa là chắt của bố lão, đồng thời cũng là bạn thân của Saori. Theo như lời của cô, vào 4 ngày trước, Kimie đã cùng Saori lên đất liền để khám răng. Ở đó cô đã miêu tả lại thái độ sợ hãi của Saori khi biết mình đánh mất mũi tên. Vốn dĩ lời nguyền là chuyện do Kimie dựng lên, nên để tránh người giữ mũi tên Jugon có chuyện mà mất sớm đâm ra thù hận. Tuy nhiên theo lời của Toshimi, cũng là một ngư dân ở đây cho hay, quả thực bố lão đã ăn được thịt người cá nên mới biến mũi tên trở nên linh thiêng đến như vậy. Mọi chuyện xuất phát từ 3 năm trước, khi nhà kho bị cháy, người ta bất ngờ phát hiện một cái xác người rất quỷ dị, với xương vỡ theo hình thù kỳ lạ, được cho là của người cá. Thông tin này nhanh chóng được TV đưa tin, góp phần đẩy sự tâm linh ở bồ lão đi xa hơn. Ngoài ra về thông tin của Saori còn biết được, cô có một ông bố khá nát rượu và bọn họ thường xuyên cãi nhau đến mức Saori đã có ý định bỏ nhà ra đi, thế nên vụ mất tích lần này của cô cũng chẳng mấy ai quan tâm. Và rồi sau cùng lễ hội Jugon cũng đã diễn ra. Du khách đông nghịt đứng trước đền, đợi bố lão công bố kết quả bằng cách châm lửa lên cánh cửa. Và những người may mắn trúng được mũi tên lần lượt là Toshimi, Naoko và cuối cùng là Kazuha. Tuy nhiên đến khi trao mũi tên Jugon ở thác nước người cá, chỉ có Naoko và Kazuha đến. Trong khi người còn lại vốn là Toshimi, thì vị trí ấy lại bất ngờ bị thay thế bởi ông bố nát rượu của Saori là Banjo. Chính Conan cũng đã nhận ra điều này. Tuy nhiên bọn họ không cần phải tốn quá nhiều thời gian để tìm Toshimi, vì sau màn phá hoa, cái xác của cô cũng dần hiện ra trước mắt mọi người với tư thế bị treo cổ xuôi theo dòng nước và lắc lư y hệt người cá khiến mọi người hoảng loạn. Sau khi cái xác được kéo lên, theo vết tích để lại, cộng thêm việc trời tối, địa hình trơn trượt do mưa, người ta cho rằng cái chết của cô là do tai nạn. Có thể trong quá trình lên rừng, Saori chẳng may bị ngã và cố bám vào đoạn dây rào chắn xung quanh. Nhưng do nước quá mạnh làm cọc bung ra và cuốn vào cổ Toshimi mới là nguyên nhân chính gây ra cái chết cho cô. Nhưng lý do gì khiến Toshimi lại đến đây vào trời tối như thế này? Từ Naoko và Kimie, biết được cô cũng là một trong những người lúc nào cũng để ý nếu không muốn nói là ám ảnh về người cá, nhất là về ngôi mộ của sinh vật này. Một lần nữa, vụ cháy nhà kho 3 năm trước chính là vấn đề. Cái xác chết cháy vốn được xác định là của một người phụ nữ trung niên. Thế nhưng sau khi đội cứu hộ tiến vào và kéo những cột nhà đang đè lên cái xác ra, thì mới ngỡ ngàng phát hiện, nơi đáng lẽ là xương chân lại chẳng có gì. Thế nên lời đồn về người cá cùng bố lão sống lâu phút chốc lan rộng. Sau khi cái xác bí ẩn đó được chôn cất kỹ lưỡng được một năm, thì ngôi đền lại gặp vấn đề với nạn đào mộ, khi du khách cho rằng xương người cá cũng có tác dụng trường sinh mà ra sức tác động đến người đạo khuất. Đứng trước tình cảnh đó, bố lão cùng một số người thân cận đã tìm cách di rời ngôi mộ lên rừng và giữ bí mật với người ngoài. Thế nên Toshimi đêm khuya lên rừng có thể là vì lý do này. Trong khi biển động, cảnh sát chưa thể đến hòn đảo được, thì Heiji cùng Conan đã sớm phát giác ra manh mối từ chiếc piano vừa tìm thấy ở con sông dẫn từ thác nước ra biển. Từ đó dễ dàng đưa ra kết luận chẳng có tai nạn nào ở đây cả, mà tất cả là đều do tên hung thủ đã sớm chuẩn bị tất cả. Khi đánh Toshimi bất tỉnh, buộc dây thừng cổ và đặt cô lên phao, đợi dòng nước cuốn đi thì sẽ treo được cổ cô từ xa. Nhưng nhiều đó vẫn chưa đủ để đưa ra kết luận, thế nên Heiji cùng Conan tiếp tục di chuyển đến chỗ bố lão để hỏi về một số chuyện. Khác với những gì đã thấy ở lễ hội, sau lớp phấn dày, bố lão dần xuất hiện với hình dáng già nua. Khi được hỏi về cách để chọn ra con chữ trúng thường, trái với những truyền thuyết tâm linh đã tưởng tượng, kết quả thực chất chỉ là do bà cụ chọn bừa, có khi còn dựa vào đua ngựa để quyết định. Và việc giới hạn số mũi tên trúng thường cũng chỉ là do số tóc trên đầu bố lão giờ đây cũng có hạn nên cụ không thể làm nhiều được. Mang dáng vẻ cởi mở nhưng khi rời đi, bố lão bất ngờ lại đưa mắt nhìn thẳng vào Kazuha và khẳng định mũi tên Jugon là bùa tránh quỷ dữ. Nếu rời khỏi mũi tên, nó sẽ khiến ác quỷ nhanh chóng làm tổ trên cơ thể
và người con gái đó sẽ quay trở về nước trở thành người cá. Cứ ngỡ đó chỉ là một lời nói vô tình, mang tính hù dọa giống như Kimie đã từng nói. Tuy nhiên, lời bố lão đã nhanh chóng trở thành sự thật. Khi tại tang lễ của Toshimi, người ta bất ngờ phát hiện ra một cái bóng quỷ dị phía sau hai cánh cửa với hai tay dang rộng. Và khi cánh cửa bật mở, một cái xác nữa lại được phát hiện. Đó là Naoko. Cô được phát hiện là đã chết, trong tư thế cổ và hai tay đang bị trói chặt lên lưới. Dựa vào dấu giày tại hiện trường, cùng hình dạng mũi tên in lên cát, Conan đoán rằng cái chết của Naoko có thể xuất phát từ mũi tên thần thánh này. Hung thủ có thể đã giết nạn nhân hòng độc chiếm mũi tên. Tuy nhiên, vết chân của hắn lại dẫn xuống biển và khắp nơi tại hiện trường. Người ta lại bất ngờ tìm thấy được rất nhiều vảy cá. Đứng trước cái chết của Naoko, nó khiến người dân một lần nữa không khỏi liên tưởng đến hình ảnh truyền thuyết con quỷ sống được 800 tuổi khi ăn thịt người cá bị mắc lưới. Nhưng khi cái chết có liên quan đến mũi tên được tìm thấy, người ta lại nhớ đến Saori, người đang mất tích cũng từng bảo là đã đánh mất mũi tên. Nhưng theo lời người dân thì sáng hôm nay, chính mắt họ đã nhìn thấy hình ảnh cô thấp thoáng trong rừng cây chỗ thác nước. Nhưng Saori lại chạy mất khi được người dân gọi. Và nếu như vậy, có khi chính bản thân cô đang cố chạy khỏi thế lực nào đó. Ngay sau đó, phía cảnh sát cũng đã có mặt kịp thời. Nhưng khi điều tra về mũi tên, bọn họ cũng chẳng thu được gì. Tính đến thời điểm hiện tại, ba người có liên quan đến mũi tên là Naoka, Toshimi và Saori đều có một điểm chung là tin một cách quá đáng vào sức mạnh của mũi tên Jugon. Thế nên Heiji bắt đầu tập trung điều tra từ những người đã trúng mũi tên dựa vào ghi chép của Kimie. Thế nhưng trước khi rời đi, người được cho là chồng sắp cưới của Toshimi là Rokuro bất ngờ gọi Kimie lại và nói điều gì đó. Nhưng cô chỉ đáp lại rằng mình không thể rời hòn đảo vì còn bà cụ là bố lão. Trong khi đó, việc này cũng rất có lỗi với Toshimi, thế nên Kimie đã từ chối Rokuro với khuôn mặt rất buồn mà rời đi. Tại đây, không rõ giữa cả hai người có mối quan hệ gì. Nhưng được biết cả 5 người, Rokuro, Kimie, Naoko, Toshimi và Saori đều đã chơi thân với nhau từ rất nhỏ. Vì có cùng đam mê với phim ảnh, thế nên khi lên đại học, cả 5 người bọn họ còn từng làm cả ra một bộ phim dựa trên truyền thuyết về con quỷ 800 tuổi và nhanh chóng ẵm được cả huy chương vàng của hội thi nhờ vào kỹ thuật của Saori lẫn khả năng trang điểm của Kimie. Trở lại, khi dẫn Conan về nhà để tìm sổ ghi chép, thế nhưng tìm mãi chẳng thấy, Kimie đã quyết định đi sang phòng khác tìm, thì đây cũng là thời điểm Kazuha và Ran bất ngờ nhìn thấy hình ảnh Saori lấp ló ở trong vườn. Theo tiếng thét của họ, Heiji còn phát hiện được cửa kính trước mặt cả hai cũng đã bị đập vỡ, trong khi Saori lúc này chẳng thấy đâu. Và một lần nữa biến cố lại ập đến, ngôi nhà kho mà Kimie đang đến bất ngờ bốc cháy, để rồi ngọn lửa kéo dài cả đêm, y hệt 3 năm về trước. Khi mọi thứ được dập tắt, cũng là lúc một cái xác dần lộ ra. Cái xác cháy đen đến mức không thể nhận dạng, buộc cơ quan chức năng phải đối chiếu vết răng của cái xác với nơi mà Kimie từng khám trước đây. Kết quả hoàn toàn trùng khớp, vậy là cái xác ấy đích thị là Kimie. Nói đến đây, Rokuro không trụ được mà khuỵu xuống. Lúc này, mọi sự tình nghi bắt đầu đổ dồn vào người đang mất tích là Saori khi cô đang được cho là đang lẩn trốn điều gì đó. Trong khi đó, dựa vào một cuộc gọi điện thoại bí ẩn gọi đến cho ngôi đền, mọi người còn phát hiện ra ông bố nát rượu của cô có thể chính là người đã đánh cắp mũi tên của Saori và bán nó ra bên ngoài với số tiền 100 vạn yên. Từ đây, dựa vào sự mất tích của Toshimi trong buổi lễ, cũng như Benzo bất ngờ xuất hiện với tấm thẻ trúng thưởng của cô, có thể chính ông là kẻ đã cướp mũi tên của Toshimi lẫn con gái mình. Thế nên Heiji ngay lập tức chạy đến đám tang của cô để hỏi về tung tích Benzo. Nhận được thông tin, đêm qua ông trong tình trạng say mềm đã sớm rời đi ngay sau đám Heiji, cộng thêm việc cuốn sổ ghi chép người thắng giải bất ngờ biến mất. Vết giày đi trên cát có dấu mũi tên, cùng với đó còn là dấu vân tay của Benzo trên chiếc phao đã sát hại Toshimi. Tất cả những thông tin Heiji có được giờ đây đều nhắm vào ông. Thông qua điện thoại, ngay lập tức cậu đã báo chuyện này cho Conan. Tuy nhiên lần này, tín hiệu vũ trụ của bọn họ lại không trùng nhau. Nên khi nghe thấy Benzo đang lảng vảng trong rừng, Heiji quyết định đi một chuyến đến đây để tìm hiểu sự thật. Ngoài dự đoán, ở đây cậu đã thực sự tìm được ngôi mộ người cá cùng với tảng đá và một cây hương đang cháy. Ấy thế mà không biết trời xui quỷ khiến kiểu gì, khi chạm vào, tảng đá bất ngờ lăn về phía trước, khiến Heiji hoảng hốt đuổi theo mà không biết đó là vực. Thế nhưng, Kazuha đã kịp thời nắm tay cậu lôi ngược lại, trong khi chính bản thân cô bị lôi về phía sau và rơi thẳng xuống bên dưới. Lúc này khi vừa với được cành cây, Heiji đã ngay lập tức dùng tay bám trụ vào đó, trong khi tay còn lại không quên nắm chặt lấy Kazuha. Việc này có thể cứu được cả hai, nhưng nhận thấy cành cây không trụ được lâu, Kazuha đã quyết định dùng mũi tên Jugon đâm vào tay Heiji, với mong muốn cậu có thể buông mình ra. Nhưng trong khi mũi tên dính máu của Heiji rơi xuống, thì cậu vẫn không buông tay cô. Lúc này ở đền, sau khi cảnh sát bắt được Benzo, Conan cũng đã tiến hành gây mê Mori phá án mà không hề hay biết thằng bạn chí cốt của mình đang trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Đầu tiên phải thừa nhận, Benzo chính là người đã lấy mũi tên của con gái và bán với giá 100 vạn yên. Trong khi đó, tấm thẻ trúng mũi tên của Toshimi lại thực sự là do ông nhặt được, nhưng vì sợ bị mọi người nghi ngờ là hung thủ nên mới quyết định đánh cắp luôn quyển sổ.
nhưng kẻ thù ác thực sự lại là một người khác. Trình tự giết người lần lượt là treo cổ Toshimi, giết Naoko và cuối cùng là sát hại Kimie. Hai vụ đầu, tên hung thủ đã cố ý dàn dựng những mũi tên, chính là mục đích giết người. Và để có thể làm được điều đó, chúng buộc hung thủ phải biết trước người thắng giải mới có thể ra tay sắp đặt mọi thứ. Và người có đủ khả năng sắp đặt được điều đó, không ai khác chính là Bồ Lão. Đừng nhìn vẻ bề ngoài già nua 130 tuổi của lão đánh lừa. Theo Rokuro từng kể, Kimie vốn có tài hóa trang giỏi đến mức được huy chương vàng. Dựa vào manh mối trên, Bồ Lão hiện tại chính là Kimie, kế thừa từ bà và mẹ, tiếp tục đóng giả làm bà cụ. Hóa trang thì không thành vấn đề, và để có được chiều cao thấp, Kimie đã dùng dây để gập và cố định chân mình lại. Chuyện này đã xuất phát từ 5 năm trước, mẹ cô đã bắt đầu đóng giả làm Bồ Lão để duy trì hòn đảo người cá này. Nhưng dần dần, việc đóng hai vai không còn tác dụng, thế nên bà đã quyết định sẽ sống dưới thân phận là Bồ Lão, trong khi nhờ Kimie truyền tin ra ngoài là mình đã chết trên biển. Tuy nhiên vào 3 năm trước, lần lượt Naoko, Toshimi và Saori vì không trúng được mũi tên nên đem cơn bực tức mà uống say. Nhìn thấy mẹ Kimie đang trong bộ dạng Bồ Lão đi vào nhà kho, bọn họ bỗng nảy ra ý tưởng đáng sợ là đốt cả nhà kho chỉ để xem bà có thực sự bất tử hay không. Trong đám cháy, biết mình không thoát khỏi được biển lửa, mẹ cô đã gọi đến cho con gái và nhờ Kimie tiếp tục tiếp quản làm Bồ Lão, để duy trì nơi này vì bà vẫn còn yêu hòn đảo. Để rồi bà chết trong bộ dạng là Bồ Lão với hai chân bị gập lại. Thế nên khi bị một cây cột ngã vào khiến mảnh xương nát vụn đã làm mọi người lầm tưởng đó là đuôi cá. Và sau mẹ, Kimie vẫn giả làm Bồ Lão biểu tượng của hòn đảo mãi cho đến khi phát hiện ra sự thật của Saori. Lúc ấy vì đánh mất mũi tên Jugon, Saori đã không ngừng tỏ ra sợ hãi trước lời nguyền mà tìm đến Kimie nói rằng nếu không cho cô được mũi tên khác thì hãy chỉ mình đến mộ người cá, ngôi mộ mà Bồ Lão đã giấu ấy, vì cô cũng muốn giống bà, dù có thể bị thiêu đốt nhưng vẫn có thể sống được. Vậy là đã rõ, Saori cùng hai người còn lại năm xưa đã chính tay thiêu chết mẹ Kimie chỉ vì sự tham lam của mình. Mãi đến khi Kimie tiếp tục giả làm Bồ Lão, khiến bọn họ nhầm tưởng bà cụ đã thực sự sống lại, mà một mực tin vào sức mạnh tâm linh của bà. Và cái xác chết cháy cách đây không lâu được xác định là của Kimie, thực chất lại chính là Saori. Cách đây 4 ngày trước, cả hai người bọn họ đã lên đất liền để Saori khám răng, nhưng vì để quên sổ y bạ nên cô đã mượn của Kimie và lưu lại vết răng của mình ở nhà sĩ. Đến khi cái xác chết cháy được tìm thấy và đem đi đối chiếu, chúng sẽ khiến cảnh sát lầm tưởng rằng Kimie đã chết, trong khi cô vẫn tiếp tục đóng vai Bồ Lão. Ngoài ra để giết được Toshimi và Naoko cũng khá đơn giản, khi chỉ cần nói dối rằng sẽ cho họ biết vị trí của ngôi mộ. Nhìn chung thì chẳng ai muốn có được tuổi trẻ và sự vĩnh cửu, nhưng sự tham lam ấy lại chính là thứ đã giết chết họ. Tuy nhiên, một cú bẻ lái nữa lại diễn ra khi Heiji đã cứu được Kazuha và quay trở lại. Dựa vào lời nói của mọi người ở đám tang rằng Kimie mất rồi thì lễ hội cũng hết, cậu đã sớm biết được ngoài cô và mẹ thì những người già ở đây đều biết về việc bọn họ giả dạng thành Bồ Lão. Vốn mọi chuyện đã dừng lại sau khi mẹ Kimie chết cháy ở nhà kho. Tuy nhiên khi nhìn thấy cô tiếp tục cải trang thành bà cụ, mọi người cũng quyết định im lặng mà giúp đỡ Kimie duy trì hòn đảo. Cuối cùng vụ án khép lại, Kimie đã được cảnh sát giải đi. Giờ mới vỡ lẽ, tiếng mà Heiji nghe được qua điện thoại thực chất là tiếng khóc của Kimie trước cái xác của Saori. Trong khi đó, đối diện với bức thư kỳ lạ, để một lúc hai tên của Heiji và Kudo. Điều này bắt nguồn từ vụ án nhà ngoại giao ở chap 92, khi Heiji cùng Kudo lần đầu tiên xuất hiện và hội ngộ trong một vụ án. Thán phục trước khả năng của hai thám tử, Yukiko khi ấy đã giới thiệu họ đến Saori, nên mới có bức thư mở đầu câu chuyện. Trong vụ án lần này, lấy bối cảnh thời gian Sonoko bắt đầu quen Makoto, dù cả hai vẫn chưa tiến tới một mối quan hệ chính thức, nhưng đây lại là giai đoạn bọn họ bắt đầu tán tỉnh nhau bằng những bức thư. Thế nên trong trung tâm trò chơi, Sonoko đã nhắc khéo Ran việc bản thân muốn chụp một mình trong chiếc filter hình cô dâu để gửi cho anh nhà. Trong khi đó, đây cũng là thời điểm Jody bắt đầu tiếp cận với Muth và theo dõi bà dưới vai trò là giáo viên tiếng Anh của trường Tây Tan. Với cái mác là giáo viên nước ngoài, lại còn có style đi dạy mát mẻ, cô nhanh chóng được lòng các học sinh nam. Dù cách dạy dễ hiểu khiến Ran tầm đắc, nhưng với thái độ lạnh lùng, không hòa đồng với học sinh nữ, chúng nhanh chóng vấp phải không ít ý kiến trái chiều từ Sonoko. Tuy nhiên vừa dứt lời, bọn họ lại gặp được Jody với vẻ ngoài cực kỳ khác ở trung tâm trò chơi. Trái với thái độ nghiêm túc, ở đây cô hiện lên là một tay chơi cừ khôi và lập kỷ lục hết trò chơi này đến trò chơi khác, thu hút không ít sự chú ý. Nhưng nếu chuyện này mà truyền đến tai nhà trường, thì kiểu gì Jody cũng bị đuổi. Thế nên cô đã yêu cầu Ran cùng Sonoko giúp bản thân giữ bí mật. Đổi lại, Jody nhanh chóng kết thân với hai cô nàng và mời Ran tham gia vào trò chơi đang nổi có tên Great Fighter Spirit. Và đối thủ của cô chính là người đàn ông tên Bito. Khi bước vào trung tâm trò chơi, lần lượt các nhân vật mà nhóm Conan phải chạm mặt gồm Bito Kengo, 21 tuổi,
Thất nghiệp là đối thủ của Ran khi cô tham gia trò Great Fighter Spirit. Dù mang tiếng là vô công rời nghề, nhưng có vẻ như anh khá có tiếng ở trung tâm, với kỹ năng chơi game thượng thừa, cùng nhân vật mà Bito thường chơi có tên là Caesar. Bito lập nên nhiều thành tích mới mà hầu như không có đối thủ. Thế nên, anh được mọi người ưu ái gọi với cái tên Caesar của K3. Shimizu Takayasu, 30 tuổi, phóng viên tạp chí trò chơi, người duy nhất có khả năng đấu với Bito và nhân vật anh hay chơi là Lutas. Thế nên mọi người ở trung tâm thường gọi Shimizu với cái tên Lutas của Haido. Dejima Hitoshi, 22 tuổi, là nhân viên làm việc ở trung tâm trò chơi. Emori Toshitsugu, 41 tuổi, tài xế taxi. Ông cũng là thành viên thường ra vào khu trò chơi. Ở trung tâm trò chơi, sau khi thấy Ran đang ngồi vào vị trí của mình với nhân vật Caesar, Bito đã thách đấu và nhanh chóng đánh bại cô chỉ với vài đường quyền, mà không quên yêu cầu Ran hãy tránh xa vị trí của mình. Vốn xấu tính với con gái, hắn còn không quên quát tháo nhân viên. Dù vênh váo và chẳng một ai ưa, nhưng với kỹ năng chơi game của mình, hầu như không một ai dám động đến Bito. Tuy nhiên đó là cho đến khi Shimizu xuất hiện và thách đấu Bito. Trận đấu giữa bọn họ khá gay cấn, thế nên chúng đã được chiếu trực tiếp trên màn hình lớn, thu hút được không ít sự chú ý của mọi người xung quanh. Tuy nhiên ngay sau đó, Bito với nhân vật Caesar đã nhanh chóng hạ gục được Lutas của Shimizu. Nhưng chỉ còn một cú nữa là kết liễu đối thủ, thì Bito lại đột ngột dừng tay khiến trận đấu hết thời gian và dẫn đến hòa. Kết thúc trong tiếc nuối, nhưng khi quay sang nhìn chỗ ngồi của Bito, mọi người mới ngỡ ngàng anh ta đã chết từ bao giờ. Ngay lập tức Megure cùng cảnh sát đã có mặt phong tỏa hiện trường. Một tiếng bốp phát lên, ngồi ở Việt Nam mà chúng mình còn nghe thấy. Và đó không gì khác chính là đầu của Sonoko đập thẳng vào chiếc vô lăng của máy chơi game, khi thằng nhóc Conan tiến hành bắn thuốc mê vào người cô. Đầu tiên là loại bỏ Emori ra khỏi diện tình nghi, vì chất độc được tiêm vào phía tay phải của Bito. Trong khi đó, ông lại xuất hiện ở phía tay trái của nạn nhân, thế nên việc Emori tiêm chất độc vào người Bito là điều bất khả thi. Ngoài ra điều này cũng loại luôn Dejima, vì anh xuất hiện trước khi nạn nhân ngồi vào ghế, cũng như thời gian này, Bito vẫn còn nói chuyện bình thường. Trong khi đó Jody ngồi gần nạn nhân nhất, nhưng cô vẫn bị loại khỏi diện tình nghi, vì Jody đã luôn phải tập trung vào trò chơi của mình. Bằng chứng là cô đã lập kỷ lục mới trong game. Theo lời nhận xét của Shimizu, trò chơi đó rất khó, thế nên nếu không chủ tâm, khó mà có thể lập được kỷ lục. Và dựa theo phương pháp loại trừ, người cuối cùng bị rơi vào diện tình nghi chính là Shimizu. Thủ pháp của hắn như sau. Đầu tiên tiếp cận Bito khi anh ngồi vào vị trí chơi game thường ngày của mình, vờ như nói chuyện, nhưng thực chất là lợi dụng việc tay chân Bito đang cố định trên ghế, tiến hành tiêm tetrodotoxin vào người nạn nhân. Theo như mọi khi, trong trò chơi Bito thường sẽ chọn nhân vật Caesar, còn Shimizu sẽ chọn Lutas. Tuy nhiên lần này hắn chủ động chọn cho nạn nhân nhân vật Lutas của mình, rồi trở về vị trí chọn cho bản thân nhân vật Caesar và bắt đầu trận đấu. Với sự đảo ngược này, hung thủ đã khiến người đứng ngoài xem lầm tưởng Bito mới chính là Caesar. Để mánh khóe không bị phát hiện, phút cuối Shimizu đã quyết định không đánh gục đối thủ. Bởi vì thua, màn hình Bito sẽ hiện chữ You Lose và mọi người sẽ phát hiện ra sự thật nạn nhân đang chơi nhân vật Lutas. Vì vậy, hung thủ đã chọn cách khiến trận đấu hòa và màn hình của cả hai đều sẽ xuất hiện chữ Draw, khiến cho người ngoài nhìn vào cũng khó nhận ra được Bito đang chơi nhân vật nào. Vậy hung khí là kim tiêm đang nằm ở đâu? Để biết được việc này, ta phải quay lại khoảng thời gian Shimizu tiếp cận Bito trước khi cả hai bắt đầu trận đấu. Hắn dùng kim tẩm độc gắn vào đầu lọc thuốc lá và bọc nó trong một mẩu giấy, cố định nó bằng kẹo cao su, rồi sau đó đặt vào hộp thuốc lá. Khi tiếp cận Bito, Shimizu chỉ cần ấn vào gói thuốc, lấy đầu kim ra và dùng hai tay kẹp lấy chúng, tiêm chất độc vào người nạn nhân. Nếu sử dụng như vậy, sẽ không để lại bất kỳ dấu vân tay nào. Sau khi thực hiện xong hành vi của mình, Shimizu vờ như đang nhặt gì đó trên sàn, nhưng thực chất là đang vứt kim tiêm đi. Nhờ vậy mà chỉ cần đợi ai đó bước ngang qua, kẹo cao su sẽ nhanh chóng bám vào đế giày của họ và được mang đi mà không cần hung thủ động tay vào. Và người đã chẳng may dẫm phải chúng chính là Dejima. Thế nên khi mọi người di chuyển, Conan lại nghe thấy tiếng kim loại va vào đâu đó. Đồng thời để tránh bị phát hiện, Shimizu còn dùng mẫu thuốc lá lẫn loại kẹo cao su khác với những thứ mình đang sử dụng để tránh việc bị cơ quan chức năng điều tra. Nhưng sau cùng mọi thứ dường như đều không có dấu vân tay của hung thủ. Tuy nhiên chính đồng xu đã tố cáo hắn. Khi Shimizu tiếp cận Bito và sát hại nạn nhân, hắn đã dùng tay mình đưa đồng xu vào máy, nơi Bito đang ngồi và vờ như cả hai bắt đầu trận đấu. Cuối cùng với những bằng chứng đã đủ thuyết phục, Shimizu đành phải cúi đầu nhận tội. Lý giải cho hành động này là vì Bito vốn là con nghiện cờ bạc và từ hai bàn tay trắng, anh đã thành công gây dựng nên một đống nợ. Thế nhưng hắn lại bắt người bạn gái của mình, tức em gái của Shimizu phải trả thay và khiến cô phải đi làm cực lực đến nỗi hai mắt mù loà. Tuy nhiên Bito lại không có ý định buông tha. Bất lực trước người em gái, Shimizu đã đề nghị Bito chia tay cô.
Tuy nhiên, nhận lại chỉ là lời thách đấu. Nếu như Shimizu thắng được Bito, anh ta sẽ buông tha cho cô em gái ngốc nghếch ấy. Tuy nhiên dù có luyện tập, nhưng Shimizu vẫn không thể thắng nổi Bito. Thế nên hung thủ đã lên kế hoạch để giết luôn Bito như một cách giải thoát cho em gái. Otaki được giao nhiệm vụ đi đến một tòa biệt thự để tham gia buổi tiệc bàn về quyền thừa kế tài sản giữa ranh giới tỉnh Ganma và Saitama. Lý do ông được mời đến xuất phát từ những hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xuất hiện trong ngôi nhà trong nửa năm trở lại đây. Thế nên người quản gia ở đây mới muốn mời đến một cảnh sát tham dự buổi tiệc này. Và sự kỳ lạ đó bắt đầu khi một người giúp việc trong ngôi biệt thự đột ngột qua đời ở khu rừng gần đó. Với thân xác trắng bệch, tư thế bị treo ngược, trên người hoàn toàn không có bất kỳ vết thương nào, chỉ duy nhất vết cắn ở trên cổ gây tử vong. Từ đó, nó khiến vụ án được cho là có dính dáng đến quỷ hút máu. Trước cái chết kỳ lạ của cô hầu gái, người bị tình nghi nhất lúc đó là chủ nhân của tòa biệt thự này. Khi ông bắt đầu có biểu hiện lạ như sợ ánh sáng, ghét tỏi và dị ứng với bạc. Quả thực tất cả dường như đều hướng đến việc ông đã sớm hóa thành một ma cà rồng thực thụ và ra tay giết cô hầu gái kia. Nhưng trong lúc cô hầu gái qua đời, ông chủ lại có chứng cứ ngoại phạm khi được cho là đã nằm trong quan tài ngủ suốt khoảng thời gian đó. Chính đầu bếp của ngôi nhà cũng đã làm chứng cho điều này khi ông đã cho một ít hạt vừng đen trên nắp quan tài và đến khi quay lại thì chúng vẫn còn nằm đó. Trong khi đó, chuyến đi vốn chỉ có một mình Otaki, nhưng vì hiếu kỳ nên nhóm Conan đã quyết định lẻn theo ông cùng đi đến tòa biệt thự. Khi đến nơi, bọn họ đã thực sự trải nghiệm được trọn vẹn cái cảm giác về cuộc chiến tranh giành gia tài không hồi kết. Không cần biết nhóm Conan là ai, chỉ cần thấy đông người lạ mặt đột ngột xuất hiện ngay trước buổi tiệc phân chia tài sản là y như rằng bọn họ không tiếc lời, mắng nhóm thằng nhóc không chừa phát nào. Hết mắng người lạ, đến anh em tương tàn đấu đá. Và những thành viên ấy lần lượt là Hakuya Thorakura, 57 tuổi, là chủ nhân của toàn biệt thự này, vừa là viện trưởng của bệnh viện đa khoa Thorakura. Thế nên, ông chính là người có số tài sản kếch xù mà ai cũng thèm khát. Yoko Hinohara, người mà Thorakura sắp cưới làm vợ vào mấy năm trước, nhưng cô chỉ đáng tuổi con cháu của ông, nên mối quan hệ giữa cả hai có vẻ như bị khá nhiều thành viên không thuận mắt. Vì sự xuất hiện của bà có thể sẽ giành mất quyền thừa kế của bọn họ. Nhưng mối quan hệ giữa họ chưa đi được đến đâu, thì Yoko đã qua đời trong một vụ tai nạn xe vào một đêm bão. Hikaru Hinohara, 24 tuổi, cô là con riêng của Yoko. Sau khi tốt nghiệp nửa năm trước, vì không tìm được việc làm nên Hikaru đã nhận lời mời của ông Thorakura đến đây làm giúp việc. Asanobu Thorakura, 52 tuổi, là con trai thứ hai của gia đình Thorakura, cũng chính là chồng của Ruri, 38 tuổi. Kishiharu Thorakura, 45 tuổi, là người con trai thứ ba. Kamiyo Thorakura, 60 tuổi, là con gái lớn. Bà hiện đang là người yêu của Johei, 29 tuổi. Mina Thorakura, 26 tuổi, là cô con gái út. Hiện tại, có vẻ như chủ nhân của căn biệt thự này là ông Thorakura đang mắc một căn bệnh khó chữa và chỉ còn sống được đâu đó 3 tháng. Thế nên ông đã tranh thủ khoảng thời gian cuối cùng để gửi bức thư đến cho các thành viên trong gia đình với nội dung kẻ vắng mặt sẽ không được chia tài sản, kể cả là một xu. Vì vậy mà trong buổi tối ngày hôm nay, mọi người bỗng có mặt đông đủ đến lạ kỳ. Tuy nhiên trong bữa ăn, chờ mãi không thấy ông Thorakura đến, Johei đã nhờ Ran cùng Kazuha lên phòng để đánh thức ông. Và đúng như mọi người đồn đại, trong căn phòng ấy, nhóm Ran đã phát hiện ra Thorakura dường như đang ngủ trong một cái quan tài. Thế nhưng khi mở nắp, đập vào mắt họ là cái xác ông đang ở đó, cùng một chiếc cọc đâm thẳng vào ngực và người bê bết máu. Tiếng thét thất thanh ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của mọi người. Bạn nghĩ như vậy một vụ án đã được mở ra? Nhưng không, khi Conan cùng Heiji chật vật mãi mới mở được nắp quan tài, thì cái xác ấy lại đột nhiên biến mất. Những tưởng rằng đây có lẽ là trò đùa dai của Thorakura nên mọi người cũng chẳng mấy quan tâm. Trong khi đó, Heiji lại thực sự tin cái xác mà Kazuha thấy có vẻ như là thật. Khi cậu tìm thấy vết máu dính trên quan tài và đưa nó cho nơi để tất cả những dụng cụ tra tấn. Đứng trước những hiện tượng lạ, nhưng có vẻ lòng Conan và Heiji khá cứng khi bọn họ hoàn toàn không tin vào ma cà rồng. Thế nên ngày sau đó, cả hai đã vén màn được những trò trêu ghẹo khiến mọi người sợ mất mật. Đầu tiên là cái xác của Thorakura được tìm thấy trong quan tài. Vẫn chưa rõ cái xác đấy như thế nào, nhưng Conan và Heiji đã tìm được một mật đạo nối từ căn phòng ra nhà kho tầng 1 và phía dưới quan tài còn có đường ra. Thế nên nằm ở trong hoàn toàn có khả năng đi ra bên ngoài mà không cần mở nắp. Và có lẽ như con đường này được tạo nên từ nửa năm trước, khi ông Thorakura bất ngờ cho mọi người trong nhà đi du lịch một thời gian để ông tiến hành tu sửa tòa biệt thự trong âm thầm. Đã thế, chiếc quan tài ấy còn có gắm một lớp nam châm có tử tính cao. Thế nên đó là lý do vì sao ban đầu Conan cùng Heiji đã không thể mở được nó. Và để mở được nắp quan tài buộc phải dùng điều khiển. Đến với bí ẩn tiếp theo, nơi đã chụp được bức ảnh quỷ dị. Thực chất Thorakura xuất hiện trong tấm hình là nhờ vào chiếc gương hai chiều ở giữa bức hình. Phía sau chiếc gương đó được nối với tủ quần áo
Thế nên lúc chụp ảnh, chỉ cần có người đứng ở đó và để khuôn mặt vào sẽ dễ dàng tạo ra được một tấm hình quái dị. Tuy nhiên, cái xác Kamiyo bất ngờ được người gác cổng tìm thấy phía trước vườn lập tức phá tan sự tự tin của Heiji và Conan. Giữa trời mưa, cái xác Kamiyo dần hiện ra trong tình trạng bị trói vào một cái cột. Bên cạnh còn có một cái hố, như thể cái xác của bà sẽ được dựng thẳng lên, giống như cái cách năm xưa cô hầu gái đã chết. Ước tính thời gian tử vong là 6 tiếng trước. Trong khoảng thời gian đó, người canh cổng chỉ mở cửa đúng 2 lần, nhưng nhiêu đó là quá ít để tên hung thủ có thể vác xác nạn nhân ra ngoài. Ngoài ra, trên đầu ngón tay của Kamiyo còn tìm thấy được rất nhiều vết thương, nhưng có vẻ nó được tạo ra không phải là do chống cự. Trong khi đó, sâu chuỗi một số sự kiện khác, ta còn có thêm manh mối. Đầu tiên là những vết lớn bất thường, dài khoảng chừng 50cm xuất hiện trong nhà bếp. Tiếp đến là nhóm máu mà Otaki xét nghiệm được là nhóm máu AB, trong khi Torakura lại thuộc nhóm máu A. Và theo lời ông quản gia trong biệt thự này, chỉ có duy nhất người hầu gái đã chết nửa năm trước là có nhóm máu AB. Đồng thời khác với những lời khẳng định của Hikaru rằng ông chủ rất yêu thương mình trên cương vị là con gái riêng. Nhưng theo lời của quản gia thì có vẻ như cô lại rất hay bị Torakura của trách. Đồng thời nếu lúc trước Hikaru thừa nhận rằng mình được mời đến đây thì ông quản gia lại khẳng định cô đến đây với thân phận là con gái người vợ chưa cưới của ông, khóc lóc để xin việc. Trong khi đó, phía Hikaru lại nói rằng mình rất hay được ông chủ hướng dẫn, chào hỏi qua email. Ngoài ra buổi sáng hôm nay, ông còn nhắn gọi cô đến phòng Nanban, nhưng vì Hikaru để quên điện thoại trong toilet, nên lúc nhận được cũng là buổi trưa. Một phần vì trễ hẹn, phần còn lại là do không biết phòng Nanban đó ở đâu, nên cô quyết định không đến. Tuy nhiên, quay lại về mánh khóe khiến ông Torakura bị treo ngược trong nhà bếp. Hikaru đã khẳng định rằng, trước khi kéo màn ra, cô đã nhìn thấy cái đầu của ông đang bị quay ngược lại. Đồng thời cuộc gặp mặt này ban đầu khiến Hikaru tưởng là trong nhà ai đó có hỷ sự, vì cô thấy ông Torakura có mua về bồn tắm trẻ con cùng máy bay đồ chơi, nhưng khi hỏi những người trong nhà thì vẫn chưa ai có con. Trong khi đó, phía Ran và Kazuha trong bếp nấu món ăn có tỏi, bọn họ còn tìm được một chiếc tủ lạnh bị khóa rất cẩn thận, nhưng bên trong chỉ đựng mỗi một hộp bảo quản dòng biển. Đã thấy cái chết của mẹ Hikaru cũng rất lạ, vì khi xưa trong khi đang ở nhà chờ ông Torakura về, bà lại đột ngột nói là cần phải đến bệnh viện, mặc cho người khác càng ngăn. Kết quả là chiếc xe bị mất lái, đâm vào hàng rào rơi xuống vách núi. Sau vụ án đó, người vợ trước cưới của ông Torakura qua đời, trong khi người cầm lái là Asanobu lại sống sót. Đã thế, mối quan hệ giữa cái gia đình này cũng rất chi là rối rắm, khi người con trai thứ ba là Kishiharu và ông quản gia có vẻ như đều đem lòng yêu mến dành cho người vợ trước cưới của Torakura. Thế nên đứng trước cái chết của bà, cả hai đã khóc như mưa vào hôm tang lễ. Trong khi đó, Ruri trước khi lấy Asanobu, cô còn được cho là đã có tình cảm với em trai của ông là Kishiharu. Cả hai vốn đã có hôn ước, nhưng sau tai nạn của Yoko, hôn ước giữa cả hai bị hủy và Ruri đã lấy người chồng hiện tại của mình. Ngoài ra, lần lượt cô con gái lớn, người vừa chết là Kamiyo, cùng với người con gái thứ hai là Mina, đều đem lòng yêu cậu trai trẻ Johei. Trong khi Mina muốn kết hôn với anh, thì không hiểu vì lý do gì Johei lại quyết định quen Kamiyo. Với mối quan hệ loằng ngoằng như thế này, nên ai cũng có động cơ. Nhưng sau tất cả, mọi bí ẩn dần được sáng tỏ. Khi Conan phát hiện nơi đầu gối quỷ lúc trước cái xác của Kamiyo, cậu tìm được những hạt trắng lẫn trong đất sét. Và không chỉ có Conan, mà dường như Heiji cũng đã hiểu rõ vấn đề. Trong khi đó, thay vì phá án như mọi lần, Heiji đã nhờ Ran và Kazuha cải trang thành Hikaru đến căn phòng Nanban như đã hẹn. Khi mở cánh cửa, thứ chờ đón bọn họ là tên hung thủ đứng sau tất cả. Hắn núp trong bóng tối, dùng đèn pin khiến đối phương bị trói mà ra tay đâm một dao. Nhưng tên hung thủ này lại không ngờ rằng người đối đầu với mình hiện tại vốn không phải là Hikaru ngây thơ yếu đuối, mà thực chất là hai tay võ thuật chuyên nghiệp. Một cước đá bay cả nhân cách rẻ rách của tên hung thủ, khiến hắn cuống cuồng chạy trốn. Nhưng khác với những gì đã dự tính, cuối cùng hắn lại không tài nào chui lọt qua cái khe đã chuẩn bị trước. Và người đó không ai khác chính là Johei. Nhưng kẻ đứng sau bày ra tất cả lại là Torakura. Chuyện này phải quay ngược về thời điểm người vợ trước cưới của ông là Yoko qua đời do tai nạn. Nhưng thực chất vụ việc ấy là do Johei, Kamiyo, cô hầu gái lúc trước và Asanobu tính kế hãm hại. Khi biết được sự thật, Torakura đã bày ra mọi thứ để báo thù cho người vợ chưa cưới. Và vụ việc bắt đầu từ nửa năm trước, ông đã ra tay giết nạn nhân đầu tiên là cô hầu gái. Torakura đã cho nạn nhân uống thuốc chống đông máu rồi rút hết máu từ động mạch chủ thông qua hai vết nhỏ ngụy tạo giống như vết cắn của Makazon. Ngoài ra khi nhìn được chuỗi thời gian của mình sắp chết do căn bệnh của Torakura đã vào thời kỳ cuối. Ở giai đoạn này nhóm máu A thường sẽ bị đổi sang AB. Đó là lý do vì sao máu được tìm trong chiếc quan tài vốn là của ông nhưng lại xét nghiệm ra thuộc nhóm máu AB. Và đó là khi Torakura quyết định
truyền lại công cuộc báo thù này lại cho Hikaru thông qua việc nhắn cô đến căn phòng Nanban vào buổi sáng và để lại bản kế hoạch báo thù. Nhưng lúc đó, Hikaru đã vô tình để quên điện thoại trong toilet và Johei đã đọc được nó. Tò mò, anh đã đến căn phòng Nanban và nhìn thấy ông Torakura dùng máy chém chặt đứt đầu mình từ trước. Bên cạnh là bản kế hoạch. Với ý muốn giết hại cô người yêu Kamiyo độc chiếm số tiền, hắn đã ra tay sát hại luôn những người ghi trong bản kế hoạch. Lần lượt là dùng cái đầu của Torakura để dọa Ran cùng Kazuha trong phòng ngủ. Johei đã lẩn trốn thông qua mật đạo rồi tiếp tục di chuyển đặt nó vào trong tủ quần áo cạnh khung hình. Để lúc Ran và Kazuha chụp cho ra được bức ảnh như thể ông đã xuất hiện ở giữa dọa mọi người. Tiếp đến, hắn ra tay giết Asanobu ở tầng trên rồi treo cái đầu của ông Torakura trước cửa phòng ăn. Sao cho khi mở cửa, cái đầu sẽ rơi xuống chậu hòa bên dưới. Bí mật khiến cái đầu đó lộn ngược là do ở ô cửa kính trên cùng là một chiếc gương cầu lồi, khiến cho hình bị ngược so với vật. Tạo ra sự hiểu lầm, đó là hình ảnh ông Torakura thực sự đang lộn ngược. Sau đó là đến cái xác của Kamiyo, Johei đã tạo ra vụ cháy khiến sập đường để người gác cổng lơ là, rồi dùng bánh xe băng được tạo ra từ chiếc phao đặt ở giữa là bình đựng rong biển đặt trong tủ lạnh. Gắn bánh xe băng này vào hai đầu cọc, thả nó lăn ra ngoài trong lúc người gác cổng đang chú ý đến vụ nổ. Đó là lý do vì sao ở nhà bếp lại có vết lạ, trong khi đầu ngón tay nạn nhân bị thương là do ma sát với đường trong quá trình bánh xe lăn. Đồng thời để băng tan nhanh hơn, hắn đã pha thêm vào đó một ít muối. Đây là lý do vì sao đầu gối Conan lại sót lại một chút tinh thể trắng sau khi xem xét thi thể. Và điểm cuối cùng trong bản kế hoạch này, ông Torakura đã có ý định giết hắn. Thế nên Johei đã lấy danh ông Torakura để gọi Hikaru đến và vờ như phòng vệ chính đáng rồi sát hại cô. Sau đó là để lại bản kế hoạch vào người Hikaru, khiến mọi người nghĩ cô chính là kẻ đã đứng sau tất cả. Nhưng cuối cùng, Heiji và Conan đã kịp thời can thiệp và khiến bản kế hoạch phá sản. Đồng thời hắn đâu hề biết mật đạo này được làm dựa vào kích cỡ của Hikaru, nên một người đàn ông như Johei khó mà chùi lọt. Và chính bản kế hoạch ở trong người Johei đã tố giác tất cả. Vụ án dài tập cứ thế khép lại. Cuối cùng mọi chuyện mới vỡ lẽ. Hikaru thực sự là cô con gái ruột của ông Torakura. Thế nên sau cái chết của người vợ mới khiến ông hạ quyết tâm báo thù. Vậy là dựa vào bức thư, nếu Johei không phát hiện và ra tay giết người, thì có lẽ ông Torakura dường như đã lên kế hoạch để biến Hikaru trở thành một kẻ giết người, trong khi bản thân ông lại đeo răng nanh và khiến mọi người nghĩ kẻ đứng sau là ma cà rồng. Nhưng ở cuối thư ông lại viết, nếu con thực sự tha thứ cho họ, thì hãy để bản kế hoạch này cùng trái tim ngập tràn hận thù của ta tan biến trong lửa. Nói như vậy, có vẻ như ông đến những ngày cuối đời với ý chí báo thù, cũng không đành lòng với bần sự lương thiện của cô con gái mình, bằng cách đưa cho cô một con đường sống và một cuộc sống mới. Dù cuối cùng vụ án đã không nói ai sẽ là người thừa kế gia tài ông để lại, nhưng có vẻ dựa vào vai trò là con gái ruột, ứng với luật thừa kế, chắc chắn Hikaru sẽ là chủ nhân mới của nơi này, mở ra cho Hikaru một con đường mới sau sự ra đi của ông. Trong khi đó người ta thường bảo, nơi lạnh nhất chính là lòng người, và ứng với tên sát nhân, hắn vốn chỉ là một người ngoài, không thuộc thành viên của gia đình Torakura, nhưng lại vì chút lợi nhuận trước mắt mà sẵn sàng tàn sát tất cả, nhằm độc chiếm thứ vốn dĩ chẳng phải là của mình. Mượn danh ma quỷ, hiện tượng siêu nhiên, nhưng cuối cùng thứ đáng sợ nhất chẳng phải là lòng người một khi đã biến chất hay sao? Nối tiếp với vụ án tiệc Halloween trái mùa khi bị Vermouth bắt đi, trong suốt chuyến đi Conan đã giả vờ ngất và nghe được âm thanh bàn phím khi cô đang soạn tin nhắn gửi vào số điện thoại của ông trùm. Thông thường để bảo mật thông tin và tránh địa chỉ liên lạc bị lọt ra ngoài, tổ chức sẽ xóa tin nhắn ngay sau khi đọc cũng như sẽ không lưu lại địa chỉ. Nhưng vì để tiện bể liên lạc, bọn họ đã chọn cách ghi nhớ số thông qua âm điệu của bàn phím, và Conan đã có cơ hội ghi nhớ được âm điệu đó. Nhưng hiện tại chỉ đoán được 4 số đầu là mã vùng điện thoại thuộc tỉnh Totori, ứng với con số 0858. Trong khi đó, những âm điệu thuộc về 4 số còn lại thì thằng nhóc đành chịu, vì dãy số ấy rất khác với 4 số đầu tiên. Thế nên cậu đã nhờ đến Ran vì nghĩ rằng cô giỏi âm luật, nhưng kết quả cũng chẳng khá hơn. Lúc này vì sắp có cuộc gặp với một gia đình âm nhạc nên ông bác đã quyết định ngày mai sẽ đưa bọn họ đến đó để gặp một nhạc sĩ có đôi tai cảm thụ âm nhạc tuyệt đỉnh để hỏi về những âm điệu mà Conan cần tìm. Là một gia đình có truyền thống âm nhạc lâu năm và được truyền từ đời ông bà đến đời cháu, thế nên bọn họ sở hữu cho mình một bề dày lịch sử về chơi nhạc. Đứng đầu gia đình lần lượt là ba anh em nhà Shitara. Choichiro Shitara, 72 tuổi, là anh cả và cũng là người đứng đầu gia tộc Shitara. Danjiro Shitara, người con thứ hai nhưng đã chết cách đây 30 năm. Genzaburo Shitara, 60 tuổi, người con út, đồng thời cũng là một nhạc trưởng khá có tiếng. Tiếp đến là đời con. Ông Choichiro kết hôn với bà Ayane, sinh ra một cậu con trai tên Furuto. Người này sau khi lớn lên, ông tiếp tục kết hôn với một người phụ nữ và cho ra đời một cô con gái tên Hasuki. Nhưng gia đình chẳng thể êm ấm được lâu khi người vợ sau này vì ngoại tình mà chọn cách ly hôn, trong khi Furuto cũng đoản mệnh ngã chết từ lan can một năm về trước. Tiếp đến là Danjiro.
Ông kết hôn với một người phụ nữ tên Chinami và sinh ra được cậu con trai Kyosuke. Anh này là một người rất có tài năng về âm nhạc. Khi mới chỉ 32 tuổi, đã sớm trở thành một nhà soạn nhạc và có khả năng cảm thụ âm nhạc hoàn hảo, khiến cả gia tộc phải thán phục. Tuy nhiên, Danjiro lại sớm qua đời trong một vụ cướp cách đây 30 năm trước, trong khi vợ ông cũng vì chăm sóc cho Danjiro suốt quá trình ông bất tỉnh, cũng đổ bệnh qua đời. Cuối cùng là Genzaburo, ông kết hôn với bà Emi, nhưng bà cũng đã qua đời từ 2 năm trước vì bước hụt cầu thang mà chết tại chỗ. Và tất cả những cái chết cách đây 2 năm dường như đều được cho là có liên quan đến cây violon Stradivarius, được một nghệ nhân người Ý Antonio Stradivari làm ra và có giá lên đến vài trăm triệu yên. Dù là một cây violon có giá khá đắt đỏ, nhưng số phận của những người chạm vào nó cũng đắt không kém, khi tất cả họ đều lần lượt qua đời sau khi chơi cây Stradivarius vào sinh nhật ông Choichiro. Đây vốn là cây đàn được ông Danjiro tặng cho anh cả. Nhưng 30 năm trước, khi mang đàn đến đây, ông lại bị bọn cướp ập vào, chúng trói cả nhà lại trong khi Danjiro quyết liệt chống trả, mà bị bọn chúng đánh trọng thương qua đời vài ngày sau đó. Kể từ lúc ấy, dường như điềm dữ đã bám lấy cây violon này khi liên tiếp sau đó là những chuyện không may xảy ra với gia đình họ. Như ông Furuto năm 18 tuổi mượn cây đàn đi thi nhưng lại bị trượt vì trong lúc biểu diễn, cây violon này không hiểu vì sao lại liên tục bị đứt dây. Tiếp theo đó còn là bà Amy đột ngột lên cơn sốt cao trước giờ ghi hình để giới thiệu về thanh sắc của cây đàn này. Cuối cùng là ông trẻ Genzaburo do luyện tập quá mức mà bị viêm cơ, buộc phải hủy bỏ buổi biểu diễn ở nước ngoài. Kể từ đó, gia tộc Shitara đã quyết định niêm phong cây Stradivarius suốt 30 năm, mãi cho đến khi bà Amy đưa ra ý kiến chơi lại cây đàn ấy vào 2 năm trước, nhằm chúc mừng sinh nhật và động viên ông Choichiro hàng năm. Tuy nhiên ngày sau đó, chính bản thân nó lại tiếp tục gián tiếp, gây ra cái chết cho thành viên trong gia tộc họ. Thế nên tới năm nay, theo như thứ tự, người chơi cây đàn ấy sẽ là cô Hasuki. Nhưng lo ngại về lời nguyền mà cây violon ấy sẽ mang lại, cô đã quyết định mời thầy cúng Mori Kogoro về để hóa giải lời nguyền này. Trong đó, ông thập tử ngủ gật vẫn ngáo ngơ chưa biết chuyện gì, tay nhanh hơn não đã vô tình chạm vào cây đàn đáng giá hàng trăm triệu yên để kéo vài nốt nhạc đầy ngẫu hứng. Đến khi phát hiện ra giá của nó thực sự chát như thế nào mới quyết định bỏ xuống. Tuy nhiên khung cảnh bỗng chốc bị cắt ngang bởi ngọn lửa đang dần thiêu cháy khu nhà dưới. Đến khi bọn họ phát hiện thì ngọn lửa gần như là nuốt trọn cả tòa lâu đài, nhưng trong đó vẫn còn có Genzaburo cùng vợ chồng Choichiro đang ở, thế nên mọi người giờ đây mới hốt hoảng chạy đi tìm cách cứu bọn họ. Đầu tiên là nơi Genzaburo đang ở là tầng 2. Phòng đầu tiên cũng là nơi gần nhất, nên Kyosuke dẫn đầu cùng Mori và Konan quyết định chạy đến cứu ông trước. Nhưng có vẻ cửa bị khóa nên mọi người buộc phải phá cửa xông vào. Đối diện với họ giờ đây chẳng còn Genzaburo nào cả, mà thay vào đó là biệt lửa. Biết mọi chuyện đã không thể cứu vãn nên mọi người đã quyết định lên tầng 3 cứu bà Ayane. Lúc này Kyosuke cùng Konan nhạy bén làm ướt bản thân bằng nước rồi tiếp tục tiến lên tầng trên, trong khi Mori dưới sự chỉ đạo của Konan lái xe thùng đỗ dưới cửa sổ phòng âm nhạc. Việc này là nhằm mục đích khi Kyosuke cứu được Ayane sẽ ngay lập tức nhảy ra cửa sổ và dùng chiếc xe để giảm độ cao cũng như chống va đập khi nhảy xuống. Nhờ có vậy mà họ đã cứu thành công Ayane, trong khi ông Genzaburo thì bỏ mạng trong ngọn lửa. Ngay sau đó, Ayane được đưa lên xe cấp cứu. Tuy nhiên dù bị thương, nhưng bà có vẻ sợ hãi điều này mà liên tục không muốn lên xe. Việc này được cho là xuất phát từ nỗi ám ảnh về cái chết của con trai mình là Furuto cách đây một năm trước. Sau khi ngã từ lan can, chính chiếc xe cứu thương này đã đưa ông đi mãi mãi. Theo như điều tra, vì đám cháy xuất phát từ phòng Genzaburo và nguyên nhân chính là do thuốc lá trong phòng ông. Và vì căn phòng của Genzaburo bị khóa trái, buộc mọi người từng phải phá cửa xông vào, nên dự đoán nguyên nhân khiến ngọn lửa lan ra là từ gạt tàn. Tính đến hiện tại thì đã có 4 cái chết diễn ra và 3 trong số đó là có liên quan đến cây đàn cùng ngày sinh nhật của Choichiro. Thế nên để đảm bảo, Mori còn kiến nghị từ năm sau nên hủy tiệc sinh nhật này. Nhưng từ Kyosuke biết được ông bị viêm phổi nặng và chỉ còn sống được nửa năm nên đây có lẽ là sinh nhật cuối cùng của Choichiro. Trong khi đó, từ điếu thuốc của Mori đang hút dở, Konan lại phát hiện ra vụ cháy khi nãy không phải là do tai nạn mà thực chất là có bàn tay con người nhúng vào. Bằng chứng là vết cắn ở đầu lọc. Được biết Genzaburo giống với Mori khi có thói quen vừa nói chuyện vừa hút thuốc nên thường sẽ cắn vào đầu lọc, nhưng mẩu thuốc nơi xảy ra hỏa hoạn thì lại không có vết cắn, nên nguyên nhân cao có thể ai đó đã lén vào phòng hút vài điếu rồi phóng hỏa nhằm đánh lạc hướng. Tuy nhiên, lại có một câu hỏi to đùng được đặt ra là khi căn phòng bị khóa trái, làm cách nào để hắn có thể lẻn vào trong rồi đi ra ngoài được? Tuy nhiên trước đó điều cần chú ý là khúc cầu siêu. Theo nhà Shitara, mỗi khi có người mất, người trong gia tộc sẽ chơi khúc cầu siêu. Đối mặt với sự ra đi của Genzaburo, Kyosuke đã đứng ra đảm nhận vị trí đó. Nhưng anh lại dùng một cây violon khác do người bố đã để lại, thay vì cây Stradivarius. Vì Kyosuke biết rằng
Sau cái chết của con trai, bà Ayane gần như là ám ảnh với nó. Trước khi Furuto ra đi, ông cũng đã chơi cây Stradivarius trước mặt bố, nên giờ đây trong tâm trí bà, hình ảnh cậu con trai vẫn luôn ở trong đó. Và cứ 12 giờ đêm, Ayane sẽ ôm cây đàn ấy vuốt ve. Và cùng thời điểm này, Kyosuke đã chơi khúc nhạc cầu siêu K626 trong phòng Hasuki. Dù là một cây violon bình thường, nhưng sau khi qua tay anh, những nốt nhạc được tạo ra một cách hoàn hảo, khiến mọi người đều thán phục. Thế nhưng bình yên chẳng kéo dài sau khi một âm thanh lạ phát ra từ phía cửa sổ sau Kyosuke. Hình ảnh bà Ayane đang lộn ngược ngã từ tầng 3 xuống khiến mọi người ngỡ ngàng, đến khi phát hiện ra thì bà đã bê bết máu. Từ phòng Ayane nơi bà đã ngã xuống, Conan còn tìm thấy được cây Stradivarius đã bị đập vỡ nằm dưới sàn. Trong khi gần cửa sổ còn có một chiếc ghế, như thể bà đã làm điều đó để tự sát. Đồng thời cửa phòng và phòng lưu trữ đều đã bị khóa, không có dấu hiệu giằng co nên mọi người bắt đầu nghi ngờ giả thuyết này. Tuy nhiên, khi phát hiện ra cây Stradivarius mà Ayane đập vỡ là giả, trong khi đồ thật lại được phát hiện là đang giấu đằng sau chiếc rèm giường ngủ. Lúc này, vô vàn giả thuyết được đặt ra, nhưng biết chắc một điều rằng cây thật đã được ai đó mang đến. Vì khi bước vào căn phòng này, Conan đã kiểm tra mọi nơi nhưng đều không thấy gì khác thường. Mãi cho đến khi mọi người bước vào thì cây violon này lại được tìm thấy. Đồng thời, mọi người đều có nhận bản thân mình đã chạm vào cây đàn này ngày hôm nay, nên ai cũng có khả năng tráo được nó. Trong khi đó, có một bằng chứng khẳng định đây chính là một vụ giết người hoang loạn, khi thứ tự người chết lần lượt đều ứng với các thứ tự các nốt nhạc trong tiếng Anh, và người tiếp theo sẽ là chữ B, ứng với chữ này là Benio, quản gia của gia đình. Nhưng mọi chuyện dần sáng tỏ khi từ cửa sổ, Conan phát hiện ra trên nơi bà Ayane tự tử có hai mẩu băng dính nhỏ. Điều này kết hợp với bộ phận nâng dây của violon bị rơi ra từ một cây đàn khác. Gậy chỉ huy trong hộp của ông Genzaburo cũng biến mất. Thay vào đó, người ta tìm thấy một đầu nhỏ của nó bị gãy, rơi tại hiện trường. Ngoài ra, vụ của ông Genzaburo cũng dần có lời giải khi Conan tìm thấy khung sắt trên khóa cửa phòng của ông bị rơi ra sau khi Kyosuke từng phá để xông vào cứu Genzaburo. Lúc này, trong khi Mori ở một nơi khác, còn đang lừa mình dối người về cái chết của cả hai bọn họ là một vụ tai nạn và Ayane chết do tự sát, thì Conan đã tiến hành gây mê ông bác để đưa ra lời giải. Thay vì cho Takagi thành cu li tùy ý sai bảo, lần này anh lại bị thằng nhóc bắt ra ngoài đứng hóng, không được phép đi vào nơi Mori phá án. Và để bắt đầu, ông bác dầu kẽm đã lên tiếng, đề nghị muốn chơi một bản nhạc cho mọi người, một khúc phóng túng để bắt đầu. Nhưng với trình độ trước đó, ông nhanh chóng bị mọi người kịch liệt ngăn lại. Riêng chỉ có mỗi Kyosuke là vui vẻ đưa nó cho ông, và chính hành động đó đã tố giác anh là hung thủ. Thứ tự những người đã chạm vào cây Stradivarius, hôm nay là Kyosuke đã chỉnh lại dây đàn từ sớm nhằm phục vụ cho việc biểu diễn của Hasuki trước mặt ông Choichiro vào ngày sinh nhật. Tiếp đến là Hasuki sẽ nhận nó từ anh để tập luyện trước buổi biểu diễn, và cũng như cô đã đưa nó cho Mori xem xét ở đầu vụ án. Cuối cùng khi nhà bị cháy, mọi người đã chạy đi cứu Genzaburo, bà quản gia đã cất nó vào phòng lưu trữ. Và xét theo thứ tự, như vậy nếu bà quản gia và ông Choichiro muốn tráo đổi thì phải đợi sau khi Mori chạm vào trong buổi nói chuyện với Hasuki và trên đó chắc chắn sẽ có dấu vân tay của ông. Nhưng vì trên cây đàn không có dấu vân tay của Mori nên nó đã bị tráo từ trước đó. Và người làm được chuyện này chỉ có Hasuki và Kyosuke. Nhưng xét về thái độ của hai người, khi nghe Mori muốn đánh đàn, hung thủ đứng sau tất cả chính là Kyosuke vì anh thừa biết cây violon thật vốn không có dấu vân tay của Mori do đã bị mình đánh tráo ngay từ đầu. Nên giờ đây Kyosuke mới muốn ông chạm vào cây thật nhằm để lại dấu vân tay, đánh lạc hướng điều tra về thời gian cây đàn bị cháo. Đồng thời từ khung sắt trên khóa phòng ông Genzaburo được tìm thấy tại đám cháy, xác định rằng căn phòng ông ngay từ đầu đã không bị khóa như Kyosuke đã từng nói. Vì nếu bị khóa, trong quá trình phá cửa, nó sẽ làm khung sắt trên khóa cửa cong hai đầu, nhưng thứ được tìm thấy lại chỉ cong phần nắm cửa, trong khi phần khóa vẫn nguyên vẹn. Kết luận rằng cửa chỉ đơn giản là được đóng, nhưng Kyosuke đã bảo với mọi người là nó bị khóa, khiến Mori cùng Conan buộc phải giúp sức phá cánh cửa đó và nghĩ rằng đây là phòng kín. Trong khi đó ở vụ của Ayane, để dựng lại tình huống, Conan đã sớm chuẩn bị một chiếc đàn khác đang bị mắc ở cửa sổ và yêu cầu Takagi, người không hề biết chuyện gì, đến lấy. Vốn cây đàn rất gần, nhưng khi anh đẩy cửa sổ ra, nó bỗng chốc bị một lực nào đó kéo ra xa, khiến Takagi theo quán tính muốn nhào người đến chụp lấy. Kết quả là càng với càng xa, suýt nữa thì anh đã thực sự ngã xuống bên dưới. Thủ thuật này được cho là gắn hai cây gậy chỉ huy lên phía trên cửa sổ và dùng dây trên violon ở giao điểm của hai cây gậy đó. Điều này nhằm mục đích khi mở cửa, cây đàn sẽ ngày càng xa. Và đó chỉ là dựng lại hiện trường, nhưng trên thực tế, hung thủ đã dùng hai cây gậy chỉ huy có tính đàn hồi cao, nên khi cây đàn càng bị đẩy ra phía ngoài, sức nặng của nó sẽ làm cây gậy bị cong đến khi violon rời ra. Nối cây đàn với hai sợi dây gắn vào khung cửa sổ bên dưới, để khi mọi người bước đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài chứng kiến cái chết của Ayane,
Kyosuke đã đứng mé bên cửa sổ để che cây đàn đó. Điều này lý giải vì sao lại tìm thấy được những đồ vật bất thường tại nơi bà Ayane chết. Và trình tự thực hiện vụ án sẽ như sau. Đầu tiên, Kyosuke đã đánh cháo cây đàn trong quá trình anh điều chỉnh lại dây, cũng như sắp đặt cái bẫy violon trong phòng Ayane. Sau đó là giấu nó đi và phóng hỏa phòng Genzaburo, đốt cả khu nhà dưới, đợi mọi người phát hiện ra đám cháy. Anh cùng Conan và Mori đã chạy đi vờ như cứu Ayane trong khi chứng kiến cái chết của Genzaburo. Tiếp đến là khúc nhạc cầu siêu. Lợi dụng bà Ayane có thói quen sẽ vuốt ve cây violon thật hàng đêm, Kyosuke đã đánh cháo nó thành đồ giả và dùng chính đồ thật chơi khúc cầu siêu ở tầng dưới. Mục đích là thu hút sự chú ý của bà đang ở trên tầng 3 và nhìn ra ngoài cửa sổ. Kết hợp với tiếng đàn thật đang phát ra, nó làm Ayane đầu óc không tỉnh táo, tưởng cái đàn đang treo bên ngoài cửa sổ là thật mà với tay lấy, để rồi lộn cổ ra bên ngoài trước sự chứng kiến của mọi người. Bằng chứng kết tội Kyosuke là dấu vân tay trên cây đàn giả ấy và cây gậy chỉ huy. Vì từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, cô Hasuki luôn ở bên cạnh anh, nên Kyosuke đã không có thời gian để lau sạch được nó. Tuy nhiên vẫn còn một thắc mắc được đặt ra, đó là tại sao anh có ý định giết Genzaburo và Ayane, nhưng sao cho đám cháy khiến ông trẻ phải bỏ mạng, Kyosuke lại quyết định cứu lấy Ayane, rồi sau đó lại giết bà bằng một cách khác. Lý giải cho điều này chính là phụ thuộc vào quy tắc âm nhạc mà bất kỳ người nghệ sĩ nào cũng đều biết. Khi hai nốt nhạc cạnh nhau vang lên cùng một lúc sẽ tạo ra nghịch âm rất khó chịu, nên anh đã cứu Ayane vì không muốn để bà chết cùng Genzaburo. Trong mắt Kyosuke giờ, mạng người bỗng chốc trở nên rẻ mạt như vậy. Nhưng làm sao rẻ mạt được như ông Choichiro, vì ông chính là người đã gây ra cái chết cho bố Kyosuke cách đây 30 năm trước, và hành động của anh giờ đây chính là sự báo thù. Được biết cách đây 30 năm, bố Kyosuke đã tặng anh cây Stradivarius lúc còn bé, nhưng ông Choichiro muốn con trai mình chơi cây đàn ấy vào sinh nhật nên đã mượn nó từ bố anh. Mà đến khi phải trả thì ông ta lại nổi lòng tham muốn độc chiếm món đồ mang đầy giá trị này, nên đã đánh cháo nó, nhưng lại bị bố Kyosuke phát giác. Cả hai giằng co và khiến ông ngã cầu thang bất tỉnh. Nhưng bố Kyosuke vốn đã có thể được cứu nếu như Choichiro gọi cấp cứu kịp thời. Nhưng cuối cùng ông cũng đã không làm như vậy, mà lại nhờ những người khác trói mình lại vờ như bị cướp, hòng độc chiếm luôn cây violon. Và khi bố và mẹ lần lượt qua đời, Kyosuke đã không hề biết gì cho đến khi nhận điều chỉnh lại dây đàn cho Stradivarius 2 năm trước. Vốn có đôi tai cảm thụ âm nhạc nên ngay lập tức anh đã nhận ra đây là cây đàn mà bố đã tặng mình từ nhỏ. Gặng hỏi bà Amy, Kyosuke bất ngờ phát hiện ra sự thật kinh hoàng ấy. Đồng thời khi chứng kiến bà Amy ngã và chết tại chỗ, anh đã lên ý tưởng giết những kẻ còn lại để báo thù cho cha. Và thứ tự Kyosuke giết người vốn không phải là thứ tự nốt nhạc, nó dựa trên tiếng Đức, tiếp theo sẽ là chữ hát, hát trong Haga, tức là họ kiểu Kyosuke. Nói đến đây, anh đã sớm đến cửa sổ không một chút chần chừ mà nhảy xuống. Những tưởng một lần nữa, cái chết trong vụ bản Sonata ánh trăng lại diễn ra, nhưng Conan đã sớm có sự chuẩn bị khi cho người dàn dựng đội hình đỡ anh từ phía dưới. Kết thúc, Kyosuke đã cúi đầu nhận tội và được giải đi. Nhưng trước khi đi, Conan đã chủ động hỏi anh về âm điện thoại mà mình đã nghe được ở chỗ Vermouth, để rồi nhận được câu trả lời chính là bài hát Bảy Đứa Trẻ hay Nanatsu no Ko. Và đó chính xác là những gì Vermouth đã bấm để liên lạc với ông trùm. Tuy nhiên, lý giải vì sao Kyosuke vốn đã có thể giảm bớt sự nghi ngờ nếu như không mang trả lại cây violon thật và khiến mọi người phát hiện ra cây bị Ayane đập nát là đồ giả. Tuy nhiên, Kyosuke đã đem trả lại cây Stradivarius và muốn để lại nó cho Hasuki vì cô cũng chính là người đã bị anh đẩy vào con đường cùng cảnh ngộ, mất cha. Và một ngày trời thu gió lạnh, Conan đang trong trạng thái cảm sốt, khản đặc. Cậu gọi điện cho Ran bằng giọng Shinichi để hỏi thăm tình hình. Cùng lúc đó, tại văn phòng thám tử Mori, một thanh niên da ngăm lạ mặt với chất giọng Kansai một mực đòi gặp Kudo Shinichi. Tại đây, lần đầu tiên ta được giới thiệu thám tử trung học miền Tây Heiji Hattori, 17 tuổi. Cậu là con trai của giám đốc sở cảnh sát tỉnh Osaka, ông Heizo Hattori. Heiji lặn lội từ Osaka đến Tokyo với mục đích thách thức so tài với Kudo Shinichi, người được mệnh danh là thám tử trung học miền Đông. Bằng phương thức điều tra của mình, mà thực ra do bà Tám Sonoko nhiều chuyện, Heiji đến dò hỏi Ran về nơi ở của Shinichi. Cậu cũng rất nhạy bén khi suy luận rằng Kudo rất có thể chỉ ở quanh đây. Heiji có đem đến một loại rượu quý từ Trung Quốc, rượu Bạch Càn Nhi, như một món quà cho ông bác Mori nhằm cho phép cậu ở lại đến khi gặp được Kudo. Heiji cho Conan uống một ly để chữa bệnh cảm cúm. Lúc này, một vị khách lạ nữa xuất hiện. Bà khách là vợ của một nhà ngoại giao, đến nhờ thám tử Mori điều tra lý lịch về bạn gái của con trai bà. Để tiện cho việc điều tra, bà mời ông bác Mori đến nhà để nắm được tình hình cụ thể. Và dĩ nhiên, không thể thiếu Conan và Ran luôn đi cùng bác Mori. Heiji cũng xin đi theo đến căn biệt thự để cùng điều tra. Bây giờ, hãy cùng giới thiệu qua về những nhân vật xuất hiện trong gia đình ngoại giao góp mặt trong vụ án này nhé.
Đầu tiên là người đến văn phòng thám tử Mori, bà Sugimura Kimi, 50 tuổi, phu nhân của nhà ngoại giao Sugimura Isao. Bà là người hà khắc, có vẻ không thích cô con dâu tương lai của mình lắm. Ông Sugimura Isao, 54 tuổi, là một nhà ngoại giao, quan chức chính trị có tiếng. Tiếp đó là Sugimura Takayoshi, 27 tuổi, con trai duy nhất của ông Isao và người vợ cũ. Anh hiện đang là một công tố viên tập sự. Yukiko Katsuragi, 24 tuổi, bạn gái của Takayoshi, người mà bà Kimi muốn thám tử Mori điều tra. Yukiko là một cô gái ngoan ngoãn, lễ phép và có học thức. Cô tốt nghiệp trường trung học Mitsuba với kết quả học tập xuất sắc. Hiện đang là sinh viên theo học Đại học Y khoa Tokyo với mong muốn trở thành bác sĩ. Ông Sugimura Toshimitsu, 78 tuổi, một giáo sư đại học đã nghỉ hưu và là cha của ông Isao. Cuối cùng là Fumio Koike, 48 tuổi, quản gia của gia đình Sugimura. Gia đình nhà bác Mori tới biệt phủ nhà Sugimura, theo chân bà Kimi bước vào nhà. Mọi người chào hỏi xã giao tất cả các thành viên trong gia đình. Đến khi gặp Yukiko, bà Kimi tỏ ra khó chịu và quát mắng cô, tiếp tục dẫn bác Mori lên lầu. Bắt gặp ông Toshimitsu ở cầu thang, bà Kimi hẹn ông ở phòng để nghe kể chuyện câu cá sau khi xong việc. Mọi người có vẻ lờ mờ nhận ra ông bác Mori và có thái độ bất ngờ khi có thám tử nổi tiếng xuất hiện trong nhà. Tới phòng, gõ cửa nhưng không thấy ông Isao phản hồi. Cửa phòng đã bị khóa. Bà Kimi bèn lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa. Trong phòng, nhạc opera được bật. Ông Isao thì đang chống tay ngủ gật trên bàn làm việc. Bà Kimi tới lay chồng mình dậy, thì bất ngờ ông Isao ngã xuống sàn. Heiji đến kiểm tra thì phát hiện ông Isao đã tắt thở. Ông bác Mori vội gọi điện cho cảnh sát đến để điều tra vụ án. Với tâm lý là một thám tử, cả Heiji và Conan đều bắt đầu khám xét xung quanh căn phòng. Qua kiểm tra sơ bộ, nguyên nhân cái chết ban đầu được xác định là bị đầu độc. Thi thể của ông Isao vẫn còn ấm. Thời gian xảy ra vụ án ước chừng 30 phút trước khi nạn nhân được phát hiện. Tất cả cửa ra vào và cửa sổ đều đóng kín từ bên trong, cũng không có dấu hiệu đột nhập từ bên ngoài. Căn phòng của ông Isao chỉ có hai chìa khóa, một chiếc là bà Kimi cầm và chiếc còn lại nằm trong túi của nạn nhân. Thẩm vấn bằng chứng ngoại phạm của mọi người trong nhà, quản gia Koike nói chuyện với hàng xóm suốt từ 3 giờ đến 4 giờ. Takayoshi và Yukiko về nhà trước bà Kimi một lúc. Ông Toshimitsu thì ở trong phòng xem TV suốt thời gian trên. Còn bà Kimi luôn đi cùng gia đình nhà bác Mori cho tới lúc phát hiện ông Isao. Heiji Hattori tin rằng vụ sát hại nhà ngoại giao Sugimura Isao là một vụ án trong căn phòng kín. Bằng suy luận sắc bén của mình, cậu cũng dần đoán ra được cách thức gây án và thủ phạm là ai. Hattori rất tự tin có thể chiến thắng được cuộc tranh đua này. Cùng lúc đó, Conan cảm thấy khó thở vì bệnh tình. Nhịp tim đập nhanh, cơ thể nóng lên. Cậu cố gắng giải quyết vụ án thật nhanh để còn nghỉ ngơi. Tuy nhiên, tình hình càng lúc càng nguy cấp, buộc Ran phải gọi bác sĩ đến để điều trị. Liệu Hattori hay Conan sẽ tìm ra hung thủ trước? Thám tử trung học nào sẽ chiến thắng trong vụ án này? Trước mắt, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về các manh mối mà cả Conan lẫn Heiji đã thu thập được nhé. Đầu tiên là về căn phòng xảy ra vụ án. Tất cả cửa đều đã bị khóa. Lối vào duy nhất là cửa chính căn phòng. Một chìa khóa là bà Kimi dùng để mở cửa. Cái còn lại nằm trong túi quần nạn nhân. Trong móc chìa khóa nạn nhân có mẩu băng dính với khe nhỏ đáng ngờ. Đống sách được xếp ngay cạnh ông Isao cũng rất khả nghi. Thêm cả việc hiện trường lại có nhạc opera, trong khi ông Isao là người thích nhạc cổ điển. Khả năng cao hiện trường được dàn dựng có chủ đích. Trên kệ sách có bức hình chụp chung lúc còn trẻ của hai vợ chồng bà Sugimura. Liệu đây có liên quan gì đến động cơ gây án? Khi khám nghiệm tử thi, sau gáy nạn nhân có vết máu nhỏ. Cạnh đó có một chiếc kim tựa như hung khí gây án. Trong phòng uống trà, Heiji có tìm thấy một cuộn dây và một cây kim trong sọt rác. Ngoài bà Kimi và ông quản gia ra, thì ba người còn lại đều không có chứng cứ ngoại phạm thuyết phục. Đến đây, các bạn đã tìm ra ai là hung thủ chưa? Nếu vẫn chưa thì cùng coi suy luận của hai anh chàng thám tử xem như thế nào nhé. Đầu tiên, về thủ thuật dàn dựng căn phòng kín, tại sao Shinichi lại bất ngờ xuất hiện trong hình dạng bình thường? Và liệu suy đoán của ai mới đúng đây? Thủ phạm thực sự không phải là ông Toshimitsu, mà chính là bà Kimi. Giả thuyết của Hattori thoạt đầu nghe có vẻ rất logic, nhưng có một kẽ hở trong lập luận của Hattori. Đó là chiếc chìa khóa sẽ không thể nào chui lọt sâu vào mép trong túi quần. Hơn nữa, nếu dùng thủ thuật của Hattori, rất khó để phần móc khóa và chìa nằm cùng chiều, gọn vào trong túi quần được. Chính hung thủ đã nhét chìa khóa vào túi nạn nhân, khe hở cùng băng dính cũng chính là để che mắt mọi người. Sợi dây câu cũng được đặt khắp mọi nơi trong nhà nhằm đổ tội cho ông Toshimitsu. Hiện trường trong phòng kín cũng là do bà Kimi dàn dựng. Đầu tiên là bà Kimi đã cho ông Isao uống một loại thuốc ngủ cực mạnh. Khi vừa bước vào phòng, bà giả vờ gọi chồng mình dậy,
nhưng thực chất là lấy cây kim tẩm chất kịch độc ra đâm vào gáy ông Isao. Tiếng nhạc opera trong phòng nhằm át đi tiếng kêu của nạn nhân, còn chồng sách nhằm che đi gương mặt đau đớn của ông Isao khi bà Kimi ra tay hạ sát. Tất cả được thực hiện ngay trước mặt mọi người. Bà Kimi mời bác Mori đến cũng chỉ để có người làm chứng, tạo ra bằng chứng ngoại phạm. Vật chứng nằm ở chiếc chìa khóa còn lại mà bà Kimi giữ. Phần bên trong móc chìa khóa có một cái rãnh để chứa kim tổng độc. Bà đã lấy cây kim ra ngay khi bước vào căn phòng một cách rất tự nhiên. Nhưng tại sao bà Kimi lại ra tay hạ sát chồng mình và còn dùng mọi cách để đổ tội cho chính cha chồng? Động cơ giết người của bà Kimi nằm ở bức ảnh chụp chung với nhau lúc còn trẻ. Lúc này, một sự thật đã được tiết lộ. Yukiko chính là con ruột của bà Kimi với người chồng cũ. Cụ thể, người chồng trước đây của bà là ông Yamashiro Kenji. 20 năm trước, ông Kenji bị chính ông Isao vu oan giả họa, đổ hết mọi tội lỗi trong các vụ tham nhũng. 5 năm sau, ông Kenji đã mất chồng tù. Chồng bị bắt, đứa con gái duy nhất bị bên nhà nội giành nuôi. Cuộc đời bà Kimi gần như sụp đổ. Và rồi ông Isao xuất hiện để an ủi bà. Ông Isao đã không từ mọi thủ đoạn để có thể cưới bà Kimi. Ông Toshimitsu cũng góp tay giúp con trai thực hiện các tội ác năm xưa. Khi thấy tấm ảnh bạn gái mà Takayoshi đem về, biết được Yukiko là con gái của Kenji, người mà mình đã hại chết năm xưa, ông Isao đã phản đối cuộc hôn nhân. Cảm thấy nghi ngờ, bà Kimi đã gặn hỏi, và ông Isao cũng khai hết những việc mình đã làm. Sau khi biết được toàn bộ sự thật, bà Kimi đã lên kế hoạch giết chết ông Isao và đổ tội cho ông Toshimitsu nhằm báo thù. Do áy náy chuyện ngày trước, nên ông Toshimitsu đã cố tình nhận tội thay bà Kimi khi bị Heiji buộc tội. Bà Kimi luôn có thái độ gắt gỏng với Yukiko là bởi không muốn cô phát hiện hai người là mẹ con. Tất cả đều vì hạnh phúc của con gái và rửa nỗi oan cho người chồng. Bản thân ông Toshimitsu cũng không thể sống thanh thản đến hết đời bởi sự dày vò của tòa án lương tâm được. Thật là một cái kết buồn. Sau khi phá án, Shinichi tỏ ra đau đớn dữ dội, xương cốt đang tan chảy. Biết mình sắp bị teo nhỏ lại thành hình dáng Conan, cậu lập tức chạy trốn vào nhà vệ sinh. Khi teo nhỏ lại, Conan cũng không quên dặn Ran giấu đi việc Kudo đã xuất hiện và phá án trước mặt mọi người. Có thể tác dụng của rượu mà Hattori đã cho Conan uống khiến cậu trở lại hình dạng Kudo trong một khoảng thời gian. Sau khi thua tâm phục khẩu phục, Hattori cũng đã quay trở về Osaka. Lại một lần nữa, ta được biết thêm về triết lý phá án của Shinichi. Trong khi Heiji quá hiếu thắng, nôn nóng phá án dẫn đến mất bình tĩnh mà bỏ qua nhiều chi tiết, khiến suy luận đi lệch hướng. Thì với Shinichi Kudo, suy luận không phải phân thắng thua hay so tài cao thấp, bởi sự thật thì luôn luôn chỉ có một. Có rất nhiều con đường dẫn đến sự thật, nhưng thói đố kỵ hiếu thắng chắc chắn sẽ chẳng giúp ích gì. Nó chỉ khiến chúng ta mắc những sai lầm đáng tiếc mà thôi. Hiện tại, phía cảnh sát đang nghi ngờ Tamada đã bị ai đó bắt cóc rồi sát hại cũng nên. Vì trước đó, được biết anh có thói quen sẽ gọi cho vợ trước khi về nhà. Nhưng trong đêm mất tích, Tamada đã không gọi bất kỳ cuộc nào cho vợ. Điều này rất có thể anh đã bị bắt cóc khi đang còn làm việc trong thư viện. Trong khi đó, đêm hôm ấy cảnh sát lại nhận được tin Tamada đã ở lại muộn và làm việc cùng Sugawa, nên ông ngay lập tức bị đưa vào diện tình nghi. Tuy nhiên Sugawa lại khai rằng lúc đó mình đã về trước Tamada nên không hề hay biết chuyện gì xảy ra sau đó. Và khi cảnh sát tiến hành lục soát cả thư viện nhưng vẫn không tìm thấy được điều gì đáng nghi, Megure đã quyết định thay đổi khu vực điều tra cũng như nhanh chóng rời đi. Tuy nhiên bọn nhóc thì lại không. Cùng với sự hiếu kỳ, tối hôm đó cả bọn quyết định ở lại và có cơ hội chứng kiến màn độc thoại quái dị của Sugawa khi ông đứng trước thùng sách ngoại văn. Lúc này ông thẳng thừng mắng Tamada là một tên ngốc khi tò mò đụng vào những quyển sách mà Sugawa đã cất giấu, cũng như ông còn không quên chế nhạo lũ cảnh sát kém cỏi khi họ đã không phát hiện ra cái xác của Tamada đã được ông giấu ở đâu đó trong thư viện này. Vậy là đã rõ Sugawa đích thị là hung thủ, nhưng rốt cuộc gã đã giấu cái xác đó ở đâu mà đến cảnh sát tìm vẫn không ra? Sau cùng thì bên trong những quyển sách gắn mác ngoại văn ấy đang cất giấu điều gì mà khiến hung thủ phải ra tay giết Tamada? Ngay sau đây, trên hành trình bị dí sắp mặt, đội thám tử báo sẽ đưa anh em đến với sự thật. Trong quá trình quan sát hung thủ, bọn nhóc vì mãi đùn đẩy nhau mà bất cần phát ra tiếng động, khiến Sugawa giật mình và bắt đầu đi tìm nơi phát ra âm thanh ấy. Với thân hình gầy gò, gương mặt hốc hác, gã lảo đảo trong đêm đi đến từng buồng vệ sinh một để kiểm tra. Nhưng khi đến nơi tụ nhóc đang trốn, Conan đã nhanh trí nép vào một bên cửa và may mắn cứu cả bọn thoát chết trong gang tấc. Ngay sau đó, khi kiểm tra không còn mối nguy hại nào, Sugawa đã quyết định ra về, khiến cả bọn thở phào một hơi. Tuy nhiên đây chỉ là kiếp nạn thứ 81 của Conan,
vì độ tạ của đội thám tử báo mới là kiếp nạn thực sự tiếp theo mà cu cậu phải đối mặt. Trong lúc Conan đang tìm kiếm những quyển sách khả nghi, cả bọn lại tự ý bật đèn của thư viện nhằm mục đích dễ tìm. Nhưng không ngờ rằng hành động đó cũng giúp tên sát nhân nhanh chóng phát hiện ra sự tồn tại của lũ nhóc và quyết định quay trở lại, bật luôn mốt săn đuổi con mồi tò mò tiếp theo. Trong khi đó, Conan đã nhanh chóng khám phá ra được thứ cất giấu ở bên trong những quyển sách ấy chính là Mai Thúy. Và vụ án càng trở nên căng thẳng hơn khi số Mai Thúy được cất giữ trong thư viện được tìm thấy ngày một nhiều. Trong khi đó, lúc đầu phía cảnh sát không tìm được có lẽ là vì chúng vốn được hung thủ ngụy trang bằng những quyển sách không gáy, đặt giữa kệ sách với hai bên đều chất đầy những quyển sách khác nhau nhằm tránh sự nghi ngờ. Và có lẽ khi ấy Tamada cũng đã phát hiện ra bí mật này nên mới bị Sugawa thủ tiêu. Tuy nhiên bọn nhóc lại không ngờ mình sẽ là mục tiêu tiếp theo của gã khi Sugawa đang âm thầm tiến đến ngày một gần đến cả bọn. Tuy nhiên đây là lúc kiếp nạn thứ 82 của Conan mới chính thức bắt đầu, khi cả bọn cứ nằng nặc đòi ở lại tìm cho được cái xác. Thế nhưng trong quá trình di chuyển, Ayumi không hề biết rằng hung thủ đã đứng ngay sau lưng mình và thủ sẵn một sợi dây, sẵn sàng siết chặt cổ cô bé bất cứ lúc nào. Thế nhưng trời cứu không bằng Conan cứu, cậu nhóc đã xuất hiện kịp thời, khiến tên hung thủ hoảng sợ vội nép vào một góc. Trong khi đó, cả bọn lại tiếp tục đi đến địa điểm có những kệ sách có thể di chuyển, nhằm tìm kiếm cái xác. Nhưng đáng tiếc, chẳng thu hoạch được gì, ngoài việc biết sự thật rằng Genta nặng đến 40 cân. Tưởng chừng lại là một hành động vô nghĩa, nhưng chúng nhanh chóng khiến Conan phát hiện ra chiếc thang máy sáng nay có vấn đề. Chúng ta sẽ thực hiện một phép cộng đơn giản khi Genta 40 cân, Ayumi 15 cân, Conan 18 cân, trong khi đó cân nặng của Mitsuhiko là 20 cân. Tất cả cộng lại thì tối đa cũng chỉ rơi vào khoảng 93 cân, đây là trọng lượng gần bằng hai người lớn. Nhưng nhớ lại khi vào thang máy lúc sáng nay, trừ tụi nhóc thì ở đó chỉ có 4 người lớn, thế nên chắc chắn ngoài bọn họ, thang máy ấy vẫn phải chịu sức nặng của một người nữa. Và khi mở cửa ngoài của thang máy, nguyên hiện trạng của cái xác dần xuất hiện, với sợi dây thừng quấn quanh cổ. Rất có thể Tamada đã bị Sugawa siết cổ đến chết và đẩy ngã xuống thang máy. Vì vậy mà cảnh sát dù có tìm khắp mọi nơi vẫn không phát hiện ra Tamada. Nhưng sau khi cái xác bị đẩy lên, Sugawa cũng theo thang máy mà xuất hiện trước mặt bọn nhóc, cùng một cái ống nước giấu sau lưng thể hiện sự tàn bạo khi không ngại phải giết thêm lũ nhóc này. Tuy nhiên, Conan đã nhanh trí vạch mặt tên hung thủ và giúp cả bọn chạy trốn một lần nữa. Nhưng biết trốn là không thoát, cả bọn quyết định ở lại dựng bẫy từ những kệ sách. Gừng càng già càng cay, nhưng có vẻ câu nói này không ứng với tên hung thủ khi hắn dễ dàng bị lũ nhóc dụ và lọt vào bẫy. Lợi dụng hiệu ứng domino khi dưới lực tác động từ 4 đứa nhóc, chúng đã khiến các kệ sách ngã đè lên nhau và cuối cùng là ngã thẳng lên người hung thủ khiến hắn hết đường trốn thoát. Ngay sau đó cảnh sát đã có mặt để giải Sugawa đi. Cũng như trong vụ án lần này, lũ nhóc không chỉ có công lớn trong việc bắt tội phạm mà còn thành công triệt phá đường dây buôn ma túy từ nước ngoài của hung thủ. Sau cùng, cứ ngỡ đây sẽ là hành trình cuối cùng của Conan đồng hành với bọn nhóc vượt qua biết bao nhiêu kiếp nạn. Khi thằng nhóc trở về nhà và trộm được chai rượu thuốc rồi bỏ sang nhà Agasa thực hiện kế hoạch trở lại hình dạng cũ. Nhưng sau đó cơ thể của Conan đã nhờn thuốc khi nó hình thành một chất chống lại tác dụng của rượu. Vì vậy mà loại rượu thuốc này chỉ có tác dụng đúng một lần duy nhất với thằng nhóc. Và đương nhiên, dù sao đây cũng là rượu. Thế nên ngay sau đó, cậu nhóc đã không thể trở lại hình dạng cũ mà còn say quắc cần câu. Suy cho cùng thì có thể trên hành trình chạy trốn, phá giải cả bí ẩn của tụi nhóc trong giết người thư viện dù không hấp dẫn, thế nhưng thứ xếp vụ này thuộc top những vụ án gây ám ảnh nhất, phần lớn đều là nhờ đến tên sát nhân Sugawa. Với khuôn mặt không cảm xúc, cùng tạo hình chuẩn một kẻ có xu hướng tâm lý bất ổn, có thể nói gã đã hoàn thành xuất sắc vai trò phản diện của mình, khi không chỉ khiến lũ nhóc khiếp vía mà còn trở thành cơn ác mộng của bất kỳ đứa trẻ nào khi xem. Thậm chí nhiều người còn cho rằng Sugawa chính là một trong những nguyên nhân khiến họ cảm thấy sợ hãi mỗi khi bước vào thang máy. Vậy vốn đã quá rõ ràng, khi dù không bị xếp vào cấm chiếu, cũng như cách thức gây án không có gì quá xuất sắc, nhưng dưới bàn tay của tác giả, ông đã thực sự tạo nên một nhân vật phản diện quá huyền thoại, khi một mình gã có thể cần hết những phần đoạn máu me của cả vụ án. Đồng thời, ngoài một vai phản diện chất lượng, trong tập này, thứ khiến người xem tức thứ hai có lẽ là đến từ vị trí của tụi nhóc khi cả bọn liên tục đưa ra những hành động mang tính chất gây nguy hiểm khiến Conan rơi vào thế khó. Tuy nhiên sau cùng cũng chính bọn trẻ đã giúp thằng nhóc có thể đưa ra được những suy luận của mình khi liên tục đặt những câu hỏi có phần vô tri. Đồng thời, khoảnh khắc Conan cứ ngỡ mình đã có thể quay lại hình dáng là Shinichi, có vẻ như trong lúc ấy, cậu đã luyến tiếc khi nở một nụ cười buồn nhìn lũ nhóc. Đó không chỉ đơn giản là nơi trú ẩn thân phận mà chúng đã sớm trở thành những người bạn thân thiết. Dù đồng hành trong khoảng thời gian ngắn, nhưng những kỷ niệm nghịch ngu ngày ấy vẫn đủ để khiến cậu cảm thấy luyến tiếc bọn trẻ. Nhưng sau cùng thì ai cũng biết,
cu cậu bị nhờn thuốc và không thể quay trở lại hình dáng cũ. Điều này đồng nghĩa với việc hành trình vô tri cùng tụi nhóc của Conan vẫn còn dài. Hiện trường của vụ án này xảy ra tại một chiếc thang máy. Với thủ pháp giết người man rợ, chúng đã khiến người xem ngoài đời thật khi đi thang máy đều phải bất giác khi nhìn lên trên. Tuy nhiên trên thực tế, không gian kín này cũng đã từng xảy ra không ít vụ án thương tâm khiến người xem càng thêm ám ảnh. Như năm 2010, tại Đài Loan xảy ra một vụ án hy hữu khi một người phụ nữ bấm nhầm từ tầng 5 sang tầng 6. Được biết tại thời điểm đó, cả tầng này đã sớm được một người mua lại và nhằm tránh bị làm phiền, người chủ này đã cho rào một cánh cửa sắt ngay trước thang máy. Và khi nạn nhân đi nhầm tầng, trong lúc đang loay hoay, bà đã bước ra bên ngoài, cánh cửa thang máy phía sau cũng vừa đóng lại. Cứ như vậy, nạn nhân đã bị mắc kẹt trong không gian chỉ có 40cm giữa cánh cửa sắt và chiếc thang máy. Đồng thời vì cánh cửa, bà đã không thể tự bấm nút thang máy. Cứ như vậy chịu đựng trong 6 ngày trời. Trước khi có người phát hiện ra, bà đã sớm qua đời trong tư thế đứng. Hay trong một trường hợp khác, đoạn clip bí ẩn được ghi lại trong thang máy của một sinh viên tên Elisa Lam trước khi mất tích, thu hút không ít sự chú ý vào năm 2013, cũng như được Netflix dựng thành phim tài liệu. Điều đáng lưu ý là địa điểm sinh viên này chết không phải trong thang máy. Tuy nhiên chính hành động của cô ở đây mới là thứ khiến người xem không khỏi rùng mình. Thông qua camera, người ta thấy khi bước vào thang máy, sinh viên này đã bấm tất cả các nút ở bên trong. Tuy nhiên đứng một lúc và thấy cửa vẫn không đóng lại, cô bắt đầu có những biểu hiện lạ như thấp thỏm nhìn ra bên ngoài và rồi đứng nép lại vào một góc như thể đang trốn tránh điều gì đó. Nhưng trong suốt đoạn clip ấy, ngoài cô ra chẳng còn một người nào xuất hiện. Sau đó, người sinh viên lại một lần nữa bước ra bên ngoài hành lang. Hai tay cô bắt đầu có những hành động kỳ lạ, cua giữa không trung và rồi cô bước ra ngoài, biến mất khỏi camera. Điều đáng chú ý là khi người sinh viên vừa bước đi, đây cũng là lúc chiếc cửa thang máy mới tự động đóng lại. Ngay sau đó, xác của cô gái đã được tìm thấy trong bể nước bên trên tầng thượng của khách sạn. Một ngày đẹp trời, ông bác Kogoro đưa cả nhà đi ra một hòn đảo chơi và lơ đãng sao mà quên mất cả thời gian chuyến tàu quay về. Tình cờ bắt gặp một du thuyền sang trọng mà tập đoàn Hatamoto thuê và cả ba người xin đi nhờ quay về. Trên con tàu, Conan vô tình vướng vào những án mạng liên tiếp xảy ra với các thành viên của gia đình danh giá này, buộc cậu phải động não và phá án. Trước khi đi sâu vào tình tiết vụ án, chúng ta cần tìm hiểu rõ về dàn nhân vật xuất hiện trong vụ án này. Tất nhiên, ngoài gia đình ba người của thám tử Mori Kogoro, án mạng xoay quanh các thành viên trong gia đình nhà Hatamoto, bọn họ là ai và mối quan hệ của từng người là như thế nào? Đầu tiên là Hatamoto Gozo, đứng đầu dòng họ và là chủ tịch tập đoàn Hatamoto, là người có quyền lực nhất trong gia đình. Rất gia trưởng, độc đoán, cổ hủ, cộng với tính cách có phần nóng nảy và rất hay quát mắng người khác. Chính vì vậy mà hầu hết như mọi người trong gia đình đều không ưa gì ông. Tất cả chỉ quan tâm đến việc tài sản khổng lồ sẽ thuộc về ai sau khi Gozo mất, và ai cũng muốn phần tiền đó thành của mình. Gozo có 3 người con, bao gồm trưởng nam Shoichi và vợ của mình là Miyuki, đã qua đời vì một tai nạn hồi năm ngoái. Trưởng nữ là bà Hatamoto Mariko, 43 tuổi. Bà là người tham vọng, âm mưu chiếm đoạt công ty và tài sản, thường xuyên đứng ngoài nghe lén cuộc nói chuyện của bố mình. Chồng bà Mariko là ông Kitaro, 47 tuổi, hiện là phó chủ tịch tập đoàn Hatamoto. Ông rất nhút nhát và lép vế hoàn toàn trước bố vợ mình. Ông luôn muốn tách khỏi gia đình Hatamoto để làm ăn riêng. Người con trai út là ông Hatamoto Joji, 41 tuổi, hiện đang làm chủ và là đầu bếp tại một nhà hàng Pháp. Tuy nhiên, ông chơi cờ bạc thua, mở nhà hàng làm ăn cùng thua lỗ nốt, nên quay về đây để vay tiền bố. Hatamoto Akie, 26 tuổi, là cháu gái của Gozo và là con của trưởng nam Shoichi, là kiểu người ăn chơi phung phí, nợ nần chồng chất và còn ngoại tình ở bên ngoài. Chồng Akie là Hatamoto Tatsuo, 26 tuổi, một nhạc sĩ. Tên này cũng là một kẻ tham lam, có dã tâm chiếm tài sản nhà vợ, chưng cháo nhạo báng người chết. Tiếp đó là Hatamoto Natsue, 22 tuổi, em ruột của Akie. Cô là một cô gái hiền lành, thân thiện, dễ mến và rất đa sầu đa cảm. Cô chuẩn bị cưới chồng vào ngày hôm nay. Chồng sắp cưới của Natsue là Hatamoto Takeshi, 24 tuổi, là một người rất bẽn lẽn hay ngại ngùng. Con trai của ông Kitaro và bà Mariko là Hatamoto Ichiro, 21 tuổi, hiện là sinh viên ngành mỹ thuật, có phần yếu đuối nên luôn bị mọi người chế giễu. Cuối cùng là ông Suzuki Kenji, 64 tuổi, là quản gia nhà Hatamoto. Trước bữa tối, vì không thấy Gozo, ông quản gia đi gọi thì phát hiện ông chủ người đầy máu đã bị giết hại trong phòng riêng. Nguyên nhân cái chết là vì mất máu quá nhiều do bị đâm ở vùng bụng. Conan và Mori lập tức bắt đầu điều tra. Trước đó, ông Gozo đã phát hiện ra thân phận thực sự của Takeshi.
Anh là con trai của Saiki Isao, đối thủ cạnh tranh của ông Gozo năm xưa và đã bị ông thôn tính luôn cả công ty 10 năm trước. Ông Isao đã tự tử, người vợ cũng bệnh nặng mà qua đời, khiến cho Takeshi phải đến trại trẻ mồ côi để sinh sống. Việc Takeshi làm giả giấy tờ để lọt vào tập đoàn Hatamoto khiến cho Natsue rất sốc. Cô khóc thét và chạy đi trong nỗi tuyệt vọng cùng cực. Có lẽ tâm trạng hiện giờ của Natsue rất tệ khi mà ngày cưới của mình lại trở thành ngày giỗ của người thân. Trong khi đó, chồng sắp cưới lại là nghi can số 1. Takeshi đã thanh minh nói mình vô tội, nhưng mọi người vẫn quyết định nhốt anh vào nhà kho của du thuyền. Dù vẫn chưa thể kết luận, nhưng với động cơ và chứng cứ tại hiện trường, chân tướng của Takeshi lại trở thành vỏ bọc hoàn hảo cho hung thủ thực sự. Trong lúc Ran đi an ủi Natsue trên boong tàu, Conan nghe được tiếng động lạ. Cả ba lập tức chạy tới tìm hiểu thì phát hiện Tatsuo ngồi gục xuống và đã chết do bị vỡ đầu. Mặt khác, chìa khóa cắm ở cửa nhà kho, Takeshi đã biến mất. Phải chăng chính Takeshi đã giết Tatsuo? Và Takeshi đang trốn ở đâu? Sau đó, tất cả mọi người trở lại phòng ăn để thảo luận điều tra. Từng sự thật, từng bí mật của mỗi người trong gia đình bị bóc tách, vạch trần. Không chỉ riêng Takeshi, dù là thành viên một nhà, nhưng ai ai trong số họ cũng đều có động cơ giết người. Khi mọi người bắt đầu thấy Ichiro đi vào nhà vệ sinh mãi không trở lại, đột nhiên du thuyền bị mất điện. Tiếp đó là tiếng hét của Ichiro. Conan và mọi người chạy đến thì thấy Ichiro đang nằm và bị đâm ở chân. Để mọi người trong phòng ăn, Kogoro, Ran, Conan và ông quản gia bắt đầu đi điều tra bên trong du thuyền. Một lần nữa, liệu thủ phạm của vụ giết người hàng loạt có phải là Takeshi hay không? Bây giờ, chúng ta hãy cùng thu thập hết các manh mối đã phát hiện lại nhé. Đầu tiên là tại phòng riêng nơi ông Gozo bị giết chết, có vết máu ở bậu cửa. Hung khí gây án vẫn chưa được tìm thấy. Trước cửa căn phòng có bông hoa của Takeshi đánh rơi. Bên ngoài có vết máu đã được lau đi, trong máu còn có vụn mạch mì. Tiếp đó là cái chết của Tatsuo. Conan đã nghe thấy tiếng vật gì đó rơi xuống nước và tiếng nện. Chìa khóa nhà kho đã mở, Takeshi bị nhốt trong đó thì lại không thấy đâu. Tại nhà vệ sinh nơi Ichiro bị thương, thủ phạm gây ra vụ mất điện bằng cách dùng vật nặng treo ở cần ngắt điện và một cây nến. Hung khí gây ra vết đâm là con dao của ông Yoji. Một phát hiện nữa là mối quan hệ của vợ chồng Kitaro và Mariko. Thực chất, họ là hai anh em họ, vì một số lý do nào đó mà đã lấy nhau, dù trước đó ông Gozo đã kịch liệt phản đối. Khi khám xét phòng của từng người, Conan phát hiện hai con trong hộp đựng dao của ông Yoji đã thiếu mất. Khám xét tiết phòng của Ichiro, tất cả bức tranh của anh đều chỉ vẽ một người, bút chì than và cả thứ nhìn giống cục tẩy. Đến đây, các bạn đã suy luận ra ai là hung thủ chưa? Nếu vẫn chưa, thì hãy cùng xem lập luận của Conan như thế nào nhé. Đầu tiên, Ichiro làm liều, một cái kết thật đáng buồn. Theo lời mời của cô bạn Sonoko Suzuki, Ran và Conan cùng nhau tìm đến một biệt thự bí ẩn nằm sâu trong núi. Sau một hồi loanh quanh mỏ mẫm trong khu rừng, cả hai cuối cùng cũng tìm được đúng nơi cần đến. Conan và Ran vô tình nhìn thấy một gã đàn ông quấn băng trắng khắp mặt đứng trên cầu treo bắc ngang qua biệt thự. Buổi tiệc mà cả ba sắp tham gia là buổi họp lớp của câu lạc bộ điện ảnh thời đại học của chị gái Sonoko. Trước khi đi sâu vào tình tiết vụ án, cùng tìm hiểu từng thành viên trong câu lạc bộ điện ảnh và mối quan hệ của từng người đã nhé. Đầu tiên là Ayako Suzuki, 24 tuổi, là chị gái của Sonoko, hiện đang là sinh viên cao học. Ayako phụ trách phần trang điểm và phục trang cho câu lạc bộ. Cô là người sống nội tâm, cảm xúc và hoài niệm. Tiếp đó là Ikeda Chikako, 24 tuổi, nhà biên kịch, phụ trách phần kịch bản và là chủ tịch của câu lạc bộ, đã nhận được nhiều giải thưởng nổi tiếng. Ota Masaru, 24 tuổi, là người chuyên thủ vai nam chính trong các tác phẩm của câu lạc bộ. Công việc hiện tại đang là nhân viên môi giới ô tô. Tên này là một kẻ chàng hoa, thích tán tỉnh phụ nữ. Sumiya Hiroki, 25 tuổi, là biên tập viên điện ảnh. Anh phụ trách quay phim và làm hiệu ứng cho câu lạc bộ, là một người hòa nhã và thân thiện. Takahashi Ryoichi, 25 tuổi, phụ trách các đạo cụ và các trang thiết bị nặng cho câu lạc bộ. Anh có thân hình to béo và có phần nhút nhát. Ngoài ra còn phải kể đến Atsuko Tokumoto, 22 tuổi, một biên kịch trẻ tài năng và cũng là một thành viên trong câu lạc bộ, nhưng cô đã mất do treo cổ tự vẫn cách đây 2 năm. Cuối cùng là gã cuốn băng trắng bí ẩn đã xuất hiện quanh khu biệt thự. Khi vừa đến nơi, Ran và Conan mang hành lý về phòng ở trên tầng 2. Do Sonoko không nói rõ phòng của hai người là phòng nào, Ran đã mở cửa lung tung, nhâm hết phòng này đến phòng khác của các thành viên nam trong nhóm. Khi họ đang thay quần áo, Ran được một phen xấu hổ. Sau khi chuẩn bị xong, tất cả mọi người tập trung xuống phòng khách để làm quen và trò chuyện. Trong khi cả nhóm đang rôm rả kể lại những kỷ niệm thời còn đại học, Ayako bất ngờ nhắc đến Atsuko, một thành viên đã mất của nhóm.
Điều này khiến Chikako tỏ ra mất bình tĩnh và bỏ ra ngoài đi dạo, khiến Sumiya đuổi theo. Ayako đành xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Takahashi thì đi sửa mái nhà vì lo có mưa lớn vào buổi tối. Còn Ran thì được anh chàng Otamasaru đẹp trai rủ đi dạo. Tên này bắt đầu dở thói trăng hoa khi gạ gẫm Ran bỏ Shinichi mà đi theo hắn. Lúc này trời mưa gió sấm chớp, Ran giật mình chạy toáng lên, vô tình bị lạc sâu trong rừng. Bỗng dưng xuất hiện gã cuốn băng trắng kín mặt, hắn vung rìu định làm hại Ran. Khi Conan và Sonoko vội chạy đến thì hắn đã biệt mất. Mọi người tụ tập lại vào trong ngôi nhà định báo cảnh sát thì phát hiện đường dây điện thoại đã bị ngắt, ngay cả cây cầu treo cũng đã bị cắt đứt. Mọi người đang ở lại ăn tối, sáng hôm sau sẽ xuống núi trình báo cảnh sát sau. Chikako trở về phòng, bỗng thấy lá thư trước cửa và nhặt lên đọc. Sắc mặt Chikako bỗng trở nên trắng bệch. Cô nói mình cảm thấy không được khỏe và vào phòng nghỉ ngơi sớm. Những người còn lại tập trung ở phòng ăn, chuẩn bị dùng bữa tối. Bỗng nhiên Takahashi la toáng lên. Khi đó, một việc không thể tin được đã xảy ra. Chikako lẽ ra đang nằm trong phòng, lại bị kẻ lạ mặt cuốn băng trắng bắt cóc, lướt qua cửa kính phòng ăn. Conan lập tức lấy đèn pin đuổi theo. Theo sau là Ota, Sumiya và Takahashi. Chạy sâu vào khu rừng, mọi người phát hiện một cảnh tượng kinh hoàng. Thi thể của Chikako đã bị chặt ra làm nhiều khúc. Chân, tay và đầu nằm vương vãi khắp nơi trong rừng. Những người còn lại quyết định khóa chặt cửa và đi ngủ. Trong phòng, Conan vẫn đang mải suy nghĩ về vụ án, hoặc cũng có thể do Ran nằm sát bên khiến cho cậu khó ngủ. Kẻ cuốn băng trắng lại đột ngột xuất hiện trong phòng và định làm hại Ran một lần nữa. Nhờ phản xạ nhanh nhạy của Conan, Ran may mắn thoát được. Mọi người thức giấc, chạy đến phòng Ran và Conan thì kẻ đó đã nhanh chóng biến mất. Sẽ rất nguy hiểm nếu tách riêng, mọi người quyết định tập trung tại phòng ăn và chờ tới sáng. Lúc này, ngoài trời vẫn mưa bão dữ dội, sấm sét đánh làm cho khu biệt thự mất điện ngột ngột. Ayako cùng Ran và Conan xuống bếp lấy nến. Kẻ lạ mặt đó lại xuất hiện và tấn công Ran. Quá tàn bà bận, bằng thân thủ của mình, Ran cũng đã kịp phản xạ để chống đỡ. Một lúc sau điện cũng đã có lại, nhưng gã đó cũng đã biến mất. Kẻ bí ẩn cuốn băng trắng rốt cuộc là ai? Vì sao Ran lại thành mục tiêu của kẻ sát nhân? Và làm cách nào mà hắn có thể thoát ẩn thoát hiện trước mặt mọi người? Trước khi tiếp tục, Anime Rewind xin cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng mình đến tận giây phút này. Và để phục vụ nhu cầu của những bạn weebu lười biếng, chúng mình đã mở thêm kênh thứ hai là Lười Tắm. Tại đây sẽ đăng tải đủ các loại tóm tắt của những bộ anime từ hot nhất, mới nhất cho đến những bộ anime tuổi thơ đã làm mưa làm gió một thời. Hãy truy cập vào đường link bên dưới ủng hộ chúng mình và giúp chúng mình đạt 20k sub nhé. Chúng ta hãy cùng điểm lại hết các manh mối của vụ án đã thu thập được. Đầu tiên là về kẻ lạ mặt cuốn băng trắng lảng vảng xung quanh căn biệt thự. Mọi người đều đã bắt gặp hoặc từng nhìn thấy hắn thoáng qua, nhưng không ai thấy khuôn mặt thực sự của hắn. Sau khi tấn công Ran bất thành trong rừng, hắn đã phá chiếc cầu treo và cắt đường dây điện thoại để cô lập hoàn toàn mọi người trong căn biệt thự. Tiếp đó là 3 lần gã lạ mặt cố gắng giết hại Ran. Lần đầu tiên là trong khu rừng khi Ran đang đi dạo với Ota. Lần thứ hai là ngay tại phòng ngủ của Ran và Conan trên tầng 2. Hắn đã đột nhập vào phòng bằng cách nào? Có lỗ tròn ngay cạnh chốt cửa sổ. Phải chăng hắn đã treo cây lên và cắt cửa kính để vào phòng? Bên ngoài trời mưa nhưng không có vết bùn đất nào trong phòng. Lần thứ ba là khi Ran đi lấy nến do sấm chớp mà đột ngột mất điện. Cửa sổ tầng 2 bị phá, chốt dưới chưa cài. Chắc chắn hắn đã đột nhập từ bên ngoài vào đường này. Về cái chết của Chikako, thái độ hoảng sợ khi đọc được mẩu giấy kẹp dưới cửa. Kẻ cuốn băng trắng ôm xác Chikako lướt ngang qua cửa sổ phòng ăn. Không có dép đi trong nhà của Chikako ở kệ giày cửa trước mà được tìm thấy ở cửa sau. Cô đã mang giày đi ra ngoài. Ayako tìm nhặt được chiếc choker của Chikako ở trước cửa sau khi mọi người chạy ra ngoài đuổi theo kẻ sát nhân. Trên lan can của ban công tầng 2 phát hiện hai vết xước kỳ lạ. Liệu đây có phải là dấu vết của thứ gì đó? Còn về vụ tự tử bất ngờ của Atsuko. Atsuko là người luôn luôn vui vẻ. Không hiểu sao một ngày cô ấy lại thắt cổ tự tử trong phòng. Kể từ đó, mọi người trong câu lạc bộ không gặp nhau nữa. Cái chết của Atsuko phải chăng có liên quan gì đến vụ án? Đến đây thì các bạn đã suy luận ra ai là hung thủ chưa? Nếu chưa, hãy cùng xem lập luận của Conan như thế nào nhé. Xác của Chikako với phần chân có đi giày chứng tỏ cô ấy có đi ra ngoài, nhưng dép đi trong nhà không có ở cửa chính mà là ở cửa sau. Rõ ràng Chikako đã lẻn ra ngoài mà không muốn cho mọi người biết. Vì sao Chikako chủ động ra ngoài? Chắc chắn có liên quan đến lá thư mà cô đọc được lúc tối. Chỉ có người trong nhà mới có thể để được lá thư dưới cửa phòng Chikako. Hung thủ có phải là người cũng ở trong biệt thự? Lúc gã sát nhân mang xác Chikako lướt ngay qua cửa kính, trên cổ cô ấy vẫn còn mang chiếc vòng cổ. Nếu Chikako bị giết trong rừng thì đáng lẽ chiếc choker phải rơi trong rừng. Phải chăng bằng cách nào đó mà thi thể Chikako được mang vào nhà một lần nữa? Tức là từ lúc Conan và mọi người đuổi theo kẻ lạ mặt vào trong rừng cho đến lúc tìm được xác,
có kẻ đã mang xác Chicago từ biệt thự vào lại trong rừng. Vì sao kẻ lạ mặt bắt cóc Chicago phải cất công lướt qua trước mặt mọi người? Nếu Chicago lén ra ngoài bằng cửa sau thì giết cô ấy ngay trong rừng cũng được. Hắn muốn làm cho mọi người sợ hãi hay muốn nhấn mạnh vào sự hiện diện của mình? Có lẽ ngay từ đầu đã không có kẻ quấn bằng trắng nào. Bởi bên ngoài mưa gió lầy lội, thủ phạm vào bằng đường cửa sổ nhưng tuyệt nhiên không có dấu chân nào trong phòng. Cái lỗ được khoét trên kính quá gần với vị trí chốt khóa. Nếu không phải là người biết rõ thì không thể khoét được chính xác đến như vậy. Phải chăng hung thủ không vào từ bên ngoài? Thêm một điều nữa, cửa kính tầng 2 bị đập vỡ, một bên cửa đã mở khóa. Nếu đúng là đột nhập từ ngoài vào thì cửa phải khóa hẳn. Có thể suy đoán rằng hung thủ mở khóa từ bên trong rồi ra ngoài đập vỡ cửa sao cho giống như có kẻ đột nhập từ ngoài vào. Từ đây có thể đoán chắc rằng hung thủ là một trong những người có mặt trong nhà. Ba lần âm mưu hại chết Ran, vì sao hắn lại muốn giết Ran đến như vậy? Có phải vì lúc đầu mở cửa nhầm phòng của người khác, Ran đã vô tình nhìn thấy điều gì đó quan trọng liên quan đến hung thủ, và hung thủ muốn tấn công Ran để giết người diệt khẩu? Ở lan can tầng 2 có hai vết xước. Đây có thể là dấu vết của mánh khóe nào đó liên quan đến cách thức giết người của hung thủ. Nếu có một thủ thuật gì đó thì cũng có thể hiểu được vì sao choker của Chicago lại rơi ở trước cửa. Đến đây chắc các bạn cũng đoán ra được ai là hung thủ rồi nhỉ? Thủ phạm không ai khác chính là Takashi Ryoichi, và đồng thời cũng chính là kẻ quấn băng trắng bí ẩn. Để hành vi của mình không bị lộ, Takashi đã chuẩn bị một nhân vật là kẻ lạ mặt quấn băng trắng. Và để nhấn mạnh sự tồn tại của nhân vật này, Takashi cho kẻ lạ mặt xuất hiện trước mặt mọi người và nói là mình cũng nhìn thấy hắn. Hiệu quả nhất là cho kẻ quấn băng trắng bế Chicago lướt qua cửa sổ phòng ăn. Với việc này, mọi người ai cũng tin vào sự tồn tại của kẻ sát nhân bí ẩn. Khi đó, Takashi cũng có mặt ở ban công tầng 2. Đây là chứng cứ ngoại phạm vô cùng hoàn hảo. Làm cách nào mà Takashi có thể đưa xác Chicago lướt ngang qua mặt mọi người được? Gã quấn băng trắng mà mọi người thấy ở ngoài cửa sổ thực chất chỉ là một hình nộm. Takashi gắn đầu của Chicago vào hình nộm giả quấn băng, rồi điều khiển bằng sợi dây đàn luồn qua lan can tầng 2. Thủ thuật này dễ dàng thực hiện được, cũng là vì trước đây Takashi là người phụ trách đạo cụ ở câu lạc bộ. Khi mọi người hốt hoảng đuổi theo kẻ lạ mặt, Takashi đã thu gom con hình nộm lại, cầm đầu Chicago theo mọi người vào rừng. Lúc đó, choker của Chicago vô tình bị rơi ở trước cửa. Sau đó, Takashi nhân lúc mọi người không để ý, đặt đầu Chicago xuống và giả vờ cùng đi tìm. Nếu Takashi cầm đầu Chicago thì lẽ ra ai cũng để ý, nhưng việc đó lại được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Đó chính là điểm quan trọng nhất của vụ án này. Takashi không hề béo như mọi người nghĩ. Để mình trông có vẻ to bự, lúc bình thường anh đã độn vải vào ở bụng. Sau khi gây án thì giấu đầu Chicago ở trong bụng rồi thản nhiên mang về biệt thự. Đây là lý do Ran trở thành đối tượng bị tấn công. Vì khi mới đến nơi, Ran đã nhầm lẫn mà mở cửa phòng nam và nhìn thấy dáng người thật của Takashi khi anh ta đang thay quần áo. Động cơ giết người của Takashi là để trả thù cho người bạn đã mất cách đây 2 năm, Atsuko. Trước đây, Atsuko đã cho Takashi xem kịch bản Đất nước màu trời mà mình viết. Sau đó, Chicago đã ăn cắp tác phẩm ấy, đem đi công chiếu với tựa đề Vương quốc xanh và nhận được nhiều giải thưởng lớn. Bị sốc vì tác phẩm tâm huyết của mình bị ăn cắp chất xám, Atsuko đã treo cổ tự vẫn trong phòng. Để trả thù, Takashi tạo ra cái gọi là kẻ lạ mặt quấn băng trắng, lên kế hoạch dụ Chicago ra ngoài và ra tay kết liễu kẻ đã tàn phá giấc mơ của Atsuko. Sau khi bị vạch trần, Takashi đã có ý định tự sát và thốt lên rằng mình sẽ là người bảo vệ công lý, thề sẽ bảo vệ cô ấy mãi mãi. Nhưng có lẽ Takashi đã nhầm. Hành động của anh không khác gì một con quỷ khát máu giết người. Takashi nói anh giết người để lấy lại công bằng cho Atsuko, nhưng anh cũng không ngần ngại ra tay giết Ran chỉ để che giấu tội ác của chính bản thân mình. Anh sẽ không bao giờ trở thành người bảo vệ công lý được. Đó là lời Conan nói. Giống như dì May đã nói với Peter rằng, lòng thù hận giống như liều thuốc độc vậy. Nó có thể xâm chiếm trước khi ta kịp nhận ra, nó đã biến ta thành thứ gì đó xấu xa. Đúng vậy, lòng thù hận như một con quỷ, nó có thể len lỏi trong bất cứ trái tim yếu đuối nào. Tựa đề gốc của kịch bản do Atsuko viết là Đất nước màu trời. Màu trời ở đây là màu xanh da trời, màu của sự hòa bình, thanh thản và khát vọng. Nó còn tượng trưng cho lòng chung thủy trong tình yêu. Liệu trên thiên đường, Atsuko có hạnh phúc với những tội ác mà Takashi đã làm? Chắc chắn là không rồi. Atsuko có thể là cả thế giới đối với Takashi, nhưng cô ấy sẽ không bao giờ muốn Takashi sống một giây nào với sự thù hận trong tim cả. Chuyện bắt đầu từ 7 năm trước, sở cảnh sát nhận được thông báo có bom tại hai căn hộ cao cấp giữa thủ đô. Và để dừng quả bom, hai kẻ đứng sau đã đòi số tiền lên đến 10 triệu yên.
Về mặt cảnh sát, dù đã cố gắng nhưng chỉ phá được một, còn quả còn lại vì quá khó nên họ đã quyết định nghe theo yêu cầu của hung thủ. Đúng như lời hứa, ngay lập tức bọn chúng đã dừng quả còn lại, người dân theo đó cũng được cứu. Thế nhưng một trong hai tên đặt bom vô tình nghe được qua radio mục chương trình điểm lại vụ án. Ở đó báo đài đưa tin về việc quả bom thứ hai vẫn còn đang trong trạng thái đếm ngược, hiểu lầm rằng nó vẫn còn đang hoạt động. Vì sự cắn rứt lương tâm, hắn đã quyết định gọi đến sở cảnh sát để kiểm tra tình hình quả bom. Mặc dù khi ấy, đúng thật thời gian đếm ngược đã được dừng, nhưng cảnh sát lại lợi dụng sự hiểu lầm của hung thủ để tóm gọn hắn. Kết quả, gã ta vì quá hoảng loạn nên trong quá trình truy đuổi, hắn vô tình đâm phải ô tô và chết ngay tại chỗ. Thông qua đó, khi chứng kiến được tất cả, tên còn lại đã ôm trong lòng mối thù và quyết định kích hoạt quả bom đang ngừng nổ, khiến cả đội phá bom khi ấy đều trầu trời. Kể từ đó, gã ta vẫn nhất quyết giữ suy nghĩ cái chết của đồng đội mình đều là do cảnh sát. Và cứ đến khoảng thời gian 3 năm sau, vào ngày 7 tháng 11, hắn ta lại một lần nữa tìm đến sở cảnh sát để báo thù. Trùng hợp thay, đây cũng chính là thời điểm Matsuda vừa chuyển vào đội cảnh sát. Với thái độ lồi lõm, anh không quá được lòng các đồng nghiệp nơi đây. Dẫu vậy, dù không muốn nói, nhưng vì cấp trên giao phó buộc Sato phải đảm nhận vai trò giúp đỡ ma mới này. Tuy nhiên, khi gắn bó bên nhau lâu ngày, cô dần nhận ra và học được rất nhiều điều từ Matsuda. Mặc dù anh không có tài ăn nói và trong thời gian 7 ngày ngắn ngủi, vào cái lúc mà Sato bắt đầu nảy sinh tình cảm, thì cũng chính là ngày 7 tháng 11 định mệnh ấy, thời gian tên hung thủ năm xưa quay trở lại. Khi đó, hắn đã cài quả bom trên đu quay và người đảm nhận phá bom lúc đó cũng chính là Matsuda. Hắn ta cố tình đưa ra gợi ý về vị trí của bom tiếp theo trong 3 giây cuối trước khi quả hiện tại phát nổ. Lúc ấy dù còn rất nhiều điều chưa thể làm, nhưng vì người dân vô tội, buộc anh phải hy sinh để có thể báo cho đồng đội vị trí quả tiếp theo. Khi nhận được tin nhắn của Matsuda, sự thú nhận tình cảm của anh trong phút cuối cùng đã khiến Sato dày dứt mãi và nuôi mối thù với tên hung thủ năm ấy. Vì đối với những người ở đội cảnh sát, trước sự hy sinh của Matsuda, họ mất đi một người đồng đội, nhưng đối với cô, đó còn là mất đi cả con tim. Quay về thời điểm hiện tại, cũng chính là 3 năm sau khi Matsuda mất, sở cảnh sát lại một phen náo loạn khi một tờ fake mang nhiều điểm tương đồng với vụ án đánh bom năm xưa đột ngột được gửi đến. Dù cách viết và ngày tháng hành động không giống với gã ta, nhưng mọi người vẫn quyết định cải trang và trà trộn vào đoàn người diễu hành để điều tra. Lúc này, cả đội trinh sát ai cũng chọn cho mình một outfit chất lượng. Thế nhưng Takagi xuất hiện với mái tóc giả của mình. Anh đã khiến Sato phải sững người vì bề ngoài của Takagi khi ấy thực sự rất giống với Matsuda. Dù không trực tiếp nói ra, nhưng sự gợi nhớ đột ngột này đã khiến cô vô cùng tức giận và tát anh một cú giáng trời rồi bỏ đi, để lại Takagi bị tát đến ngáo. Mãi cho đến khi hoàn hồn lại, anh định quay trở về thì chiếc xe đột nhiên phát nổ. Tuy nhiên dựa vào sự may mắn, Takagi đã thoát chết trong gang tấc và sở cảnh sát cũng theo đó bắt tay vào điều tra. Trùng hợp thay, ở buổi diễu hành còn có sự xuất hiện của nhóm Conan. Biết được vụ việc, cậu đã chủ động giao nộp cuộn băng ghi lại những gì đã diễn ra ở buổi lễ cho phía cảnh sát. Điều đáng lưu tâm ở đây chính là vài tiếng trước khi có vụ nổ, người được nghi là hung thủ đã cố gắng lấy đi cuộn băng trong máy quay của Mitsuhiko nhưng bất thành. Thế nên giờ đây mọi sự tập trung đều đổ dồn vào nội dung của cuộn băng. Và không trái với kỳ vọng, sau khi loại bỏ những điều vô lý, Conan nhận ra lý do khiến hung thủ muốn trộm cuốn băng tại cuộc diễu hành là vì trong đó có quay lại thời gian chậm trễ của xe lấy thư. Điều này chứng tỏ rằng bọn chúng vốn không phải thủ phạm vụ nổ của 3 năm trước, mà chỉ cố tình lợi dụng điều này nhằm đánh lạc hướng cảnh sát và ra tay tấn công xe thu thư nhằm cướp biểu điện. Song tất cả đã bị Conan phát giác và nhanh chóng chặn đứng ý định của bọn cướp, trả lại sự bình yên vốn có cho thành phố. Tuy nhiên chẳng bình yên được bao lâu, phía cảnh sát lại tiếp tục nhận được điện thoại đe dọa quả bom. Vì hiện tại là ngày 7 tháng 11, trùng với thời điểm 3 năm trước, nên Takagi và Shiratori quyết định đi một chuyến kiểm tra nhằm đảm bảo mọi thứ vẫn ổn. Thế nhưng điều không ai ngờ được rằng mục tiêu hung thủ nhắm đến lúc này lại là xe của Shiratori. Lợi dụng lúc anh xuống xe, hắn đã âm thầm cài bom vào bên trong. Để khi Shiratori quay lại, chỉ cần đóng cửa 2 lần, bom sẽ lập tức phát nổ. Thông qua sức tàn phá của chất nổ, chúng đã tạo ra một đám cháy lớn và khiến anh bị thương nặng. Thế nhưng trước lúc được đưa vào viện, Shiratori đã kịp để lại tờ phách mà hung thủ đã đặt bên trong xe cho Sato. Vì anh biết thông qua nhiều điểm trùng khớp, chắc chắn người đứng sau vụ nổ ngày hôm nay chính là kẻ thù ác của 3 và 7 năm về trước. Một lần nữa với danh xưng kỵ sĩ bàn tròn được ghi trên tờ phách, hung thủ đã khiến phía cảnh sát được một phen nháo nhào và sắn tay áo vào điều tra những địa điểm được hắn ta nhắc đến. Ở phía Haibara, dựa vào những từ khóa được ghi, cô nhanh chóng đoán được đó là những toa tàu màu đỏ chạy từ ga Haido đến ga Tokyo. Thế nhưng điều không ai ngờ là tất cả những quả bom ở đây đều là đồ giả. Việc này khiến cuộc truy tìm càng trở nên khó khăn, khi thứ hung thủ nhắm đến vốn không phải là tiền, mà chính là trả thù cảnh sát
bằng cách dùng đến 12 triệu người dân đang sinh sống ở Tokyo làm con tin. Lúc này, theo như thời gian đã ghi ở trên tờ phách, hiện tại chỉ còn 3 tiếng nữa là quả bom thật sẽ phát nổ. Thế nhưng dù đã lật tung mọi ngóc ngách theo như hung thủ đã đề cập, phía cảnh sát vẫn chẳng thu được gì. Khi thời gian càng trở nên gấp rút, cũng là lúc Conan bắt đầu tìm sự liên kết với vụ án 3 năm trước. Biết được rằng hung thủ thường sẽ chọn cách đặt quả bom đầu tiên ở nơi mà cảnh sát dễ nhìn thấy nhất. Từ đó, cậu nhóc bắt đầu suy luận theo hướng đơn giản hơn. Và đây là lúc Conan nhận ra địa điểm mà hung thủ đề cập đó chính là thang máy của tháp Tokyo. Trùng hợp thay, nơi đây vừa diễn ra một vụ nổ nhỏ khiến một cô bé bị kẹt lại bên trong thang máy. Và ngay lúc này, Takagi đã có mặt trước tháp và có ý định bước vào bên trong. Tuy nhiên, hành động này đã sớm bị Sato ngăn lại và buộc anh phải chờ cô đến. Thế nhưng trên cương vị là một người cảnh sát, đứng trước tính mạng của người dân bị đe dọa, bản thân Takagi không thể để họ chờ đợi quá lâu. Vì vậy mà anh đã say no trước lời yêu cầu của Sato và cùng Conan tiến vào bên trong giải cứu thành công bé gái. Tuy nhiên, khi thang máy đột ngột rơi tiếp, cả hai chẳng may lại bị mắc kẹt ở bên trong. Đồng thời ở đây, Conan không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy được quả bom khổng lồ bên trên thang máy. Và trong quá trình thang máy rơi tự do rồi đột ngột dừng lại, đã khiến công tắc thủy ngân bên trong được bật. Bên cạnh đó, hung thủ còn cẩn thận gắn máy nghe lén vào bên cạnh để phòng trường hợp Conan và Takagi được giải cứu, hắn ta sẽ kích hoạt quả bom nổ ngay lập tức. Ở công tắc thủy ngân, chỉ cần một chuyển động nhỏ từ bên ngoài cũng sẽ khiến quả bom phát nổ. Điều này đồng nghĩa với việc đội cứu hộ không thể đi xuống và Takagi cũng chẳng thể leo lên. Vì vậy, giờ chỉ còn cách để Conan là người trực tiếp phá bom thông qua sự chỉ dẫn của cảnh sát bên trên. Cứ như thế, từng sợi dây một đã được cậu nhóc cắt bỏ, để rồi khi đến 3 sợi cuối cùng, chúng lần lượt là dây vàng ngắt điện màn hình, dây trắng công tắc thủy ngân và cuối cùng là dây đen nối giữa quả bom và điện thoại hung thủ. Thế nhưng Conan lại không thể cắt khi nhìn thấy dòng chữ trên màn hình quả bom bắt đầu xuất hiện. Cảnh sát dũng cảm, ta sẽ thưởng cho sự gan dạ của ngươi bằng gợi ý về vị trí của quả pháo hoa lớn hơn. Nó sẽ hiện ra trước khi bom nổ 3 giây. Điều này đồng nghĩa với việc để có thể cứu nhiều người hơn, họ không thể phá quả bom này và buộc phải có người hy sinh ở lại lấy thông tin trong vòng 3 giây cuối cùng trước khi nó phát nổ. Trên cương vị là một cảnh sát, Takagi đề nghị mọi người sẽ kéo Conan lên và bản thân anh sẽ ở lại. Trong thâm tâm, ai cũng sợ quả bom thứ hai ấy sẽ làm hại đến những người mà mình yêu thương. Nếu đối với Takagi, thứ anh muốn bảo vệ là người giật vô tội và Sato, thì riêng về Conan, đó chính là cô bạn Ran đang tham gia cuộc thi ở trường. Thời gian theo đó cũng bắt đầu đếm ngược. Đến giây thứ 3, từng chữ cái đúng như lời hung thủ nói bắt đầu xuất hiện, lần lượt là E, V, I, T. Tuy nhiên, không đợi quả bom hết thời gian, Conan đã nhanh tay cắt hết dây và thành công phá luôn nó. Thế nhưng tại sao cậu lại làm như vậy? Liệu rằng Conan không muốn biết quả thứ hai đang ở đâu hay sao? Điều hung thủ không ngờ đó là cậu bé này vốn đã đoán ra được vị trí quả bom ngay từ ban đầu. Thứ hắn ta nghe được qua máy nghe lén chẳng qua chỉ là Conan đã cố tình giả ngốc để lừa thủ phạm, khiến hắn lơ là. Vốn địa điểm đã được đề cập ở tờ phách. Trong quá trình phá bom, Conan đã tinh ý nhận ra và lần lượt đổi các từ khóa mà hung thủ đã đưa như hiệp phụ và khả năng phòng bị sang tiếng Anh. Từ đó loại bỏ các chữ bị trùng, ta sẽ được XT. Tiếp đến chỉ cần đảo ngược hai từ này sẽ cho ra từ Hán Bun và trên bản đồ đây là hiệu của trường học. Tiếp theo, dòng gợi ý trên quả bom thứ nhất được hung thủ cài vào, khả năng cao là từ Detective, có nghĩa là thám tử. Từ đó lại dịch ra tiếng Nhật và đảo ngược, ta sẽ tiếp tục có từ Thetan. Gộp cả hai gợi ý lại, Conan đã nhanh chóng đưa ra kết luận chính là trường học Thetan, nơi Ran đang tham gia dự thi. Đồng thời, phía cảnh sát cũng không mất quá nhiều thời gian tìm được địa điểm hung thủ đang ẩn náu. Ở khoảnh khắc nhìn thấy hắn, ngọn lửa hận thù trong Sato bất chợt bùng lên. Dù gã ta đã chạy thoát, nhưng ý chí báo thù trong Sato đã thúc đẩy cô đuổi theo tên hung thủ đến cùng, dồn hắn vào con đường chết như cái cách năm xưa hắn đã từng làm. Đứng trước mũi súng, gã ta phút chốc trở nên sợ hãi. Thế nhưng Sato lại không có ý định buông tha và chuẩn bị bóp cò kết thúc mọi hận thù. Tuy nhiên, Takagi đã kịp thời có mặt và ngăn mọi chuyện lại trước khi quá muộn. Kết quả, tên hung thủ bị tóm ngay sau đó. Còn về mặt Takagi, ngày hôm nay anh không chỉ cùng Conan cứu được nhiều người vô tội, mà Takagi còn thành công cứu được cả trái tim đang lầm đường lạc lối của Sato. Ở những phân đoạn cuối cùng, ta đã biết được đường đi của viên đạn từ Sato đã được Takagi đổi hướng trước khi nó kịp găm thẳng vào hung thủ. Từ đó giúp cô học được cách buông bỏ quá khứ và hiểu rằng trên cương vị là một cảnh sát, cô không nên để sự thù hằn và nỗi căm phận chi phối. Ý chí là tự mình làm chủ. Đừng vì vài phút tức giận mất kiềm chế mà đạp đổ tất cả. Chẳng ai là không đáng sống, vì sinh mạng là thứ vốn rất đáng giá. Không một ai có quyền được tước đoạt chúng đi theo bất kỳ hình thức nào đi chăng nữa. Nếu là người có tội,
hãy để bản thân họ tự đối mặt với bản án lương tâm và để chính pháp luật thực hiện nghĩa vụ của nó. Cuối cùng, người xem cũng biết được Sato đã bấm xóa dòng tin nhắn cuối cùng của Matsuda để lại trước khi anh mất. Chúng vốn đã tồn tại được 3 năm nhưng chưa bao giờ cô có dũng khí xóa nó đi, mặc cho Sato luôn tìm cách để quên chúng. Nhưng thông qua Takagi, anh một lần nữa muốn cô giữ lại những ký ức tươi đẹp ấy, vì con người sẽ thực sự chết nếu sự tồn tại của họ bị lãng quên. Thông qua đó, khoảnh khắc dòng tin nhắn "tôi cũng thích cô phết" của Matsuda được xóa đi. Chúng không có nghĩa là Sato đã thực sự quên đi người con trai năm ấy, mà nó khẳng định rằng sự thù hằn khi xưa đã đến lúc phải buông bỏ và bắt đầu theo đuổi một tình yêu mới. Dù không có dòng tin nhắn ấy, nhưng Sato vẫn sẽ luôn nhớ đến nó. Chúng hiện lên như một động lực để cô bước tiếp. Và khi nào còn tiến về phía trước, thì khi ấy hình ảnh một Matsuda ấm áp vẫn sẽ luôn được khắc ghi trong cô. Song liệu báo thù có giúp ngọn lửa tức giận ở bên trong được nguôi ngoai? Và ở cả hai nhân vật Sato lẫn hung thủ trong manga đã cho người xem thấy được hai thái cực khác nhau. Khi một kẻ mù quáng vì lòng căm phẫn ngoài việc mất tận 7 năm cuộc đời nung nấu ý định báo thù, thì giờ gã ta còn phải đối mặt với bản án thích đáng cho sự ngông cuồng. Còn về phía Sato, dù vẫn bị cuốn theo cảm xúc, nhưng dừng đúng lúc đã giúp cô nhận ra sống cho mình và sống với trách nhiệm mới đủ khiến bản thân cảm thấy nhẹ lòng và chấp nhận được sự thật. Nếu dành cả quãng thời gian sống chỉ để báo thù, thử hỏi suốt cuộc đời có bao nhiêu khoảnh khắc có được sự bình yên thư thái trong tâm hồn, hay đó toàn là những ngày tháng sầu não chỉ vì một chuyện ở quá khứ. Đối với tên hung thủ đã dành 7 năm chờ để làm báo thù, Haibara từng nhận xét gã chẳng khác nào một đứa trẻ con, to xác nhưng mù quáng và chôn vùi cả cuộc sống của mình trong sự báo thù. Xuất phát điểm là một kẻ thuộc hội những người vỡ nợ thích làm liều, dùng tính mạng người vô tội để đòi tiền chuộc, rồi đến khi nhận cái kết đắng lại quay sang thủ oán. Rõ ràng từ đầu cho đến cuối hắn chẳng có một điểm gì là đúng. Thế nhưng hung thủ lại mượn sự trả đũa để bào chữa cho lỗi sai của chính mình với một thái độ ngông cuồng, chẳng phải mù quáng một cách trẻ con lắm hay sao? Có thể việc chấp nhận hiện thực và buông bỏ ban đầu sẽ rất khó, thế nhưng chúng lại giúp bản thân sau này nhẹ lòng đi nhiều. Tuy nhiên nếu lựa chọn có thù phải báo, thì liệu rằng khi làm người khác phải đau khổ và dằn vặt, chúng có thực sự khiến bạn cảm thấy hạnh phúc hơn không? Hay đó chẳng qua chỉ là cảm giác hả hê nhất thời? Cuộc sống không ngắn cũng chẳng dài, nhưng thời gian trôi qua sẽ chẳng bao giờ trở lại. Vậy vì hà tất chỉ vì một chuyện quá khứ mà chôn vùi đi cả tương lai? Mở đầu là phân cảnh gia đình ba người nhà ông bác xấu kẽm đang trên đường đến hòn đảo Tsukikage. Nguyên nhân là do có lá thư lạ lùng được gửi đến văn phòng thám tử Kogoro từ tuần trước. Nội dung của bức thư như sau: vào đêm trăng tròn tiếp theo, hãy tới đảo Tsukikage. Bóng đêm sẽ một lần nữa biến mất. Mời ngài thám tử đến điều tra. Aso Keiji. Thậm chí người đàn ông tự xưng là Keiji này còn gọi điện thúc giục và gửi tiền đến ông Mori, buộc thám tử phải đến tận nơi để điều tra. Vậy người bí ẩn tên Keiji là ai? Chúng ta cần phải tìm hiểu rõ về gian nhân vật xuất hiện trong vụ án này. Đầu tiên là Aso Keiji, một nghị sĩ dương cầm nổi tiếng, vốn được sinh ra ở hòn đảo Tsukikage. Tuy nhiên ông đã chết cách đây 12 năm. Điều kỳ lạ là vào đúng đêm trăng tròn năm đó, sau buổi hòa nhạc tại nhà văn hóa, ông Keiji đột nhiên khóa hết các cửa, sát hại vợ con và tự thiêu sống chính mình. Đáng sợ hơn, ông Keiji vẫn ung dung ngồi chơi đàn, mặc cho ngọn lửa đang rừng rực bao quanh mình. Và bản nhạc ông chơi chính là bản Sonata Ánh Trăng của nhà soạn nhạc nổi tiếng Beethoven. Tiếp đó là ông Kameyama Isamu, thị trưởng tiền nhiệm của hòn đảo. Ông cũng đã mất cách đây 2 năm, cũng vào một đêm trăng tròn, cũng là giai điệu của bản Sonata Ánh Trăng được vang lên. Ông Kameyama được phát hiện ra đã chết vì bệnh tim tái phát trong khi đang gục đầu trên cây đàn piano tại nhà văn hóa. Ngoài ra còn một số nhân vật khác. Trên đảo hiện đang trong cuộc bầu cử tân thị trưởng với 3 ứng cử viên. Ông Shimizu Masato, 49 tuổi, đại diện của hội ngư dân trên đảo. Ông là bạn thơ ấu của Keiji. Ông Kawashima Hideo, 56 tuổi, là người giàu nhất hòn đảo, một nhà bất động sản và cũng là bạn thời thơ ấu của ông Keiji. Và ứng cử viên cuối cùng là ông Kuroiwa Tatsuji, 56 tuổi, hiện là thị trưởng đương nhiệm của hòn đảo, nhưng uy tín của ông đang giảm sút. Ngoài ra, ông cũng là bạn thời thơ ấu của Keiji. Ông Tatsuji có một người con duy nhất là cô Kuroiwa Reiko, 27 tuổi, và hôn phu của Reiko là anh Murusawa Shuichi, 27 tuổi. Thư ký của thị trưởng đương nhiệm là anh Hirata Kazuaki, 31 tuổi. Cuối cùng là ông Nishimoto Ken, 56 tuổi, là bạn thời thơ ấu của ông Keiji. Ông khá là giàu có và là người ăn chơi khi còn trẻ. Nhưng từ sau khi cái chết của thị trưởng cũ 2 năm trước, ông hiếm khi ra ngoài và hiện đang thất nghiệp. Nữ bác sĩ Asai Narumi, 36 tuổi, cô hiện đang công tác tại hòn đảo Tsukikage. Khi vừa đến nơi, ông Mori đã đến tòa thị chính đảo Tsukikage để dò hỏi về người tên Aso Keiji.
nhưng chỉ nhận được ánh mắt hoảng sợ từ mọi người. Sau đó được nghe kể về cái chết đáng sợ của ông KG. Và rồi họ gặp bác sĩ Narumi, được chỉ dẫn đường đến nhà văn hóa. Trùng hợp thay, hôm nay cũng là ngày giỗ của thị trưởng tiền nhiệm, ông Kameyama. Đang đi loanh quanh thì cả ba đã nhìn thấy cây đàn piano nên đã hiếu kỳ sờ vào, nhưng bị thư ký Hirata ngăn lại. Anh cho rằng đây là chiếc đàn bị nguyền rủa vì nó liên quan trực tiếp đến cái chết của ông KG và ông Kameyama. Tuy vậy, Conan vẫn nghịch ngợm đàn mấy phím nhưng có vẻ chiếc đàn hoàn toàn bình thường. Trong giờ diễn ra lễ giỗ, Conan vẫn luôn suy nghĩ về lá thư. Và rồi bản sonata ánh trăng lại vang lên, án mạng đã chính thức xảy ra. Người chết là ông Kawashima, một trong ba người được đề cử trước thị trường. Được xác nhận chết do đuối nước và vị trí của ông khi chết là ngay cạnh chiếc đàn. Tại đây, ông Mori còn phát hiện ra tờ giấy có viết một bản nhạc. Vì trời đã khuya nên mọi người quyết định sẽ dừng lại tại đây và sáng mai sẽ giải quyết lấy lời khai sau. Nhưng rồi Conan có vẻ nhận ra ẩn ý từ lá thư, cho rằng án mạng vẫn sẽ còn tiếp tục diễn ra. Cả ba người quyết định ngủ lại tại nhà văn hóa cùng với bác sĩ Narumi. Trong lúc mọi người đang thảo luận về cái chết của thị trưởng cũ 2 năm trước, thì đột nhiên họ nhìn thấy bóng ai ngoài cửa sổ. Dù đã cố đuổi theo, nhưng vẫn mất dấu hắn. Cho đến khi rạng sáng, cảnh sát gồm có thanh tra Megure đã đến và bắt đầu việc tra hỏi. Trong lúc đợi đến lượt thẩm vấn, bản sonata ánh trăng một lần nữa đã được bật lên. Lần này, nạn nhân là ông Kuroiwa Tatsuji, thị trưởng đương nhiệm, bị giết tại phòng phát thanh trên tầng 2 nhà văn hóa. Ở hiện trường, dưới chỗ nạn nhân ngồi lại xuất hiện một bản nhạc được viết lên sàn. Vì chuyên viên giám định tử thi đã quay trở về Tokyo để khám nghiệm thi thể của ông Kawashima, nên việc khám nghiệm tử thi lần này do bác sĩ Narumi thực hiện. Conan cũng bắt đầu hiểu lá thư gửi cho ông bác Kogoro là nói về những vụ án mạng. Lúc này mọi người đều cho rằng ông KG vẫn còn sống. Conan cùng bác cảnh sát địa phương đang đến đồn cảnh sát tìm chìa khóa mở két chứa di vật của ông KG. Nhưng khi quay trở về nhà văn hóa, Conan phát hiện có kẻ bí ẩn đột nhập phòng chứa đàn. Trên sàn là anh Murasawa đã bị đánh bất tỉnh. Cùng lúc đó, Ran và ông bác cảnh sát phát hiện ông Nishimoto, bạn thời thơ ấu của ông KG đã treo cổ chết. Và lại có một bản nhạc dưới chân. Mọi người đều cho rằng đây là một vụ tự sát do có dòng di chúc mà ông Nishimoto để lại ở hiện trường. Chìa khóa của những vụ án mạng liên tiếp là bản nhạc viết tay do ông KG để lại. Bản nhạc là bức thư mật có ý nghĩa quan trọng trong việc phá án. Vậy ai đã viết thư dưới tên của người đã khuất? Mục đích của hung thủ là gì? Hãy cùng điểm lại hết các manh mối đã thu thập được. Đầu tiên là về lá thư bí ẩn gửi tới phòng thám tử Kogoro. Có ai đó đã mạo danh ông KG cố gắng liên lạc với ông bác Mori, thậm chí còn gọi điện và trả trước tiền công. Có vẻ mục đích là muốn ông bác thám tử đến hòn đảo và điều tra vụ án cho bằng được. Tiếp đó là chiếc piano bí ẩn. Kể từ sau cái chết của ông KG và thị trưởng cũ, chiếc đàn có liên quan trực tiếp đã không được sử dụng. Nhưng khi Conan thử nghịch, tiếng đàn vẫn phát ra bình thường, không có gì kỳ lạ cả. Về hiện trường cái chết của ông Kawashima, tiếng đàn khi án mạng xảy ra là chương đầu của bản sonata ánh trăng. Adagio Sostenuto có giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng, được phát ra từ cuộn băng cassette. Ở trên chiếc đàn có bản nhạc, trong phòng có nước biển, có thể nạn nhân đã bị dìm xuống nước, rồi sau đó được vác trở lại vào phòng. Tại hiện trường cái chết của ông Tatsuji, chương 2 của bản sonata ánh trăng Allegretto có giai điệu vui tươi, cũng được phát thông qua cuộn băng cassette. Đầu cuộn băng có đoạn trắng dài 5 phút 30 giây. Trên sàn nhà có đoạn nhạc được viết bằng máu. Bản nhạc không bị lem khi Conan vô tình chạm vào. Còn về thương tích của anh Murasawa, lúc đó có bóng người đáng nghi đang tiếp cận cây đàn. Conan phát hiện ra ma túy được giấu bên trong chiếc piano và dụng cụ lên dây đàn mà anh Murasawa hay mang theo. Cái chết của ông Nishimoto, dưới chân không có gì để đứng lên. Chương 3 của bản sonata ánh trăng Presto Agitato có tiết tấu nhanh, mạnh mẽ, vẫn được phát ra từ máy cassette. Dưới chân là bản nhạc kèm dòng di chúc ở cuối trang. Còn một manh mối nữa là trong chiếc két sắt bị cháy cùng ngôi nhà của ông KG 12 năm trước, có một bản nhạc được viết tay. Bản nhạc là lá thư viết bằng mật mã mà ông KG muốn gửi đến con trai của mình. Đến đây thì các bạn đã suy luận ra ai là hung thủ chưa? Nếu vẫn chưa thì hãy cùng xem lập luận của Conan như thế nào nhé. Đầu tiên là chiếc piano bị nguyền rủa. Tuy không được sử dụng trong nhiều năm nhưng âm nhạc phát ra vẫn rất mượt. Có thể ai đó đã bí mật thường xuyên cân chỉnh, lên dây cho cây đàn. Và việc anh thư ký Hirata cố ngăn mọi người lại gần cây đàn bằng tin đồn cây đàn bị ám, suy ra chiếc piano có bí mật gì đó. Chắc chắn có liên quan đến ma túy được giấu trong ngăn bí mật bên trong cây đàn mà Conan đã phát hiện. Về lá thư gửi cho bác Kogoro, bóng đêm biến mất, tức là được bao quanh bởi ánh sáng.
Ánh sáng ở đây chỉ bản Sonata Ánh Trăng mà ông Asokeji chơi khi sắp chết. Tóm lại, lá thư có nghĩa là đêm trăng tròn tiếp theo khi bản nhạc vang lên lại có người chết ở đảo Tsukikage. Về vụ đầu tiên, ông Kawashima bị dìm chết ngoài biển. Gần bờ biển có áo khoác được tìm thấy. Hung thủ sau khi kéo xác ông Kawashima vào phòng đã bắt đầu cuộn băng rồi quay về chỗ ở đám rỗ trong thời gian đó. Vụ thứ hai, ông Kuroiwa bị đâm chết. Bản nhạc trên sàn được viết bằng máu là lá thư tuyệt mệnh của nạn nhân? Chắc chắn là không. Vì nếu có đủ thời gian để vẽ một khung nhạc thì hẳn ông Kuroiwa đã kêu cứu. Khi Conan chạm vào, bản nhạc không bị nhòe. Suy ra, bản nhạc đã được viết trước đó, chứng tỏ vụ án đã xảy ra từ trước nữa. Hai bản nhạc được để lại tại hiện trường. Ran xem thử thì thấy bản nhạc không bình thường, có một mã gì đó được ẩn giấu trong bản nhạc. Khi lắp các chữ cái Latin nốt nhạc theo thứ tự từ trái qua phải để giải mã, bản nhạc đầu có nghĩa biết không, lần sau là đến lượt ngươi. Bản nhạc bằng máu thứ hai, mối hận của ngọn lửa địa ngục, lần này sẽ được sáng tỏ. Vụ án thứ ba, ông Nishimoto treo cổ tự tử, không phát hiện thứ để kê chân. Bản nhạc thứ ba có nội dung là di thư. Ông Nishimoto tự sát do hối hận về việc đã giết ông Kawashima và ông Kuroiwa. Bình thường không ai viết di thư bằng mật mã cả. Khả năng cao là vụ giết người được dàn dựng thành vụ tự sát. Về kẻ bí ẩn lúi húi bên chiếc piano, có thể suy đoán rằng kẻ lạ đó đến lấy ma túy được giấu bên trong ngăn bí mật và đã bị Murakawa phát hiện nên đã đánh ngất anh. Phải chăng chính kẻ đó là người đã tung tin đồn cây đàn bị ám để tiện cho việc giấu ma túy? Bức ảnh chụp hiện trường vụ giết ông Kuroiwa, một phần của bàn điều khiển phát sáng, nhưng trên bức ảnh khi đã di rời thi thể, chỗ đó lại không sáng. Phần phát sáng là chỗ nút tua lại. Hung thủ dùng chức năng tua lại của băng cassette để thay đổi thời gian phát nhạc. Khi xem hiện trường, có kẻ đã đụng tay vào bảng điều khiển. Người duy nhất tiếp cận cái xác ngoài cảnh sát ra chính là thủ phạm. Đến đây, chắc các bạn cũng đã đoán được ai là hung thủ rồi đúng không? Đúng vậy, thủ phạm không ai khác chính là nữ bác sĩ Narumi. Còn kẻ lén lút tại phòng piano chính là thư ký Hirata. Thực ra, anh Hirata đã nhiều lần giao dịch ma túy với ông Kawashima thông qua ngăn chứa bí mật dưới cây đàn. Sau khi án mạng xảy ra, anh Hirata đã quay lại để lấy chỗ ma túy còn dư. Tuy nhiên, anh đã bị anh Murasawa phát hiện nên bị Hirata đánh gục và bỏ trốn. Anh Murasawa thực ra là một người rất kính trọng và ngưỡng mộ tài của nhạc sĩ piano Asokeji. Anh cũng chính là người đã thường xuyên chăm sóc cho cây đàn nên cây đàn vẫn hoạt động tốt. Đêm đó, vì nghe nói chiếc đàn piano sẽ bị đem vứt đi, nên anh đến là cân chỉnh cho cây đàn lần cuối. Quay trở lại vụ án, để tạo bằng chứng ngoại phạm, Narumi thay đổi thời gian gây án bằng cách ở vụ án đầu, cô vác xác của ông Kawashima từ biển về đến văn phòng, làm nguyên nhân cái chết khó xác định, và buộc chuyên viên giám định tử thi phải đem xác về Tokyo để mổ. Và ngay sau đó, việc giám định tử thi những vụ án tiếp theo sẽ do chính cô đảm nhận. Bí ẩn về nút tua lại ở hiện trường vụ án thứ hai là mánh khóe để Narumi đánh lừa về thời điểm gây án. Giống vụ án đầu, ai cũng nghĩ án mạng xảy ra trong mấy phút đầu mà cuộn băng bỏ trắng, nhưng thực tế băng chạy từ phần trắng của mặt sau và án mạng xảy ra từ đó. Trong bức ảnh thứ hai, ánh sáng từ nút tua lại biến mất và Narumi chính là người đã tắt. Tuy nhiên, một người phụ nữ có thể gây ra tất cả những án mạng này sao? Câu trả lời nằm ở bản nhạc mà ông Asokeji bắt đầu bằng gửi Seiji, con trai yêu quý của bố. Ngoài con gái, Aso còn có một người con trai tên là Asokeji. Và một cú twist xảy ra, nữ bác sĩ Narumi chính là Asokeji giả thành gái. Động cơ gây án của bác sĩ Narumi là để trả thù cho người cha quá cố của mình. 12 năm trước, vụ án nhạc sĩ Keiji tự thiêu cháy, sự thật là vụ án mạng. Ông Keiji đã bị sát hại bởi chính những người bạn của mình. Lợi dụng những buổi lưu diễn nước ngoài của nhạc sĩ Keiji, bọn họ đã buôn lậu ma túy thông qua mật mã và ngăn bí mật dưới cây đàn. Chiếc piano nguyền rủa thực chất chỉ là một trò lừa để mọi người tránh xa. Tuy nhiên, ông Keiji tuyên bố sẽ không tham gia nữa. Bốn người gồm Kawashima, Kuroiwa, Nishimoto và Kameyama sợ mọi chuyện bại lộ đã nhốt gia đình ông Keiji trong ngôi nhà rồi thiêu cháy tất cả bọn họ. Sau khi tốt nghiệp trường y, Asokeji đã đóng giả làm nữ bác sĩ Narumi quay trở lại hòn đảo để tìm hiểu nguyên nhân cái chết cũng như là để trả thù cho cha mình. Nhưng sau tất cả, Seiji chọn cái chết bởi lòng hận thù sâu sắc đã bao phủ lên toàn bộ con người cậu. Cậu đánh lên bản nhạc cuối cùng cho ngọn lửa phừng phực đang cháy. Cảnh tượng y hệt cái chết của bố cậu 12 năm về trước. Một cái kết thật đáng buồn. Có thể nói, cái chết của Narumi để lại nỗi tiếc nuối sâu đậm không chỉ đối với Conan, mà còn cả những độc giả như chúng ta. Là hung thủ gây ra vụ án giết người, nhưng Narumi lại nhận được sự đồng cảm và không đáng để chết. Trong thâm tâm, bản thân anh cũng muốn thoát khỏi vũng lầy hận thù này.
chính Narumi là người đã gửi lá thư thay lời kêu cứu tới ông Mori, nhằm hy vọng ông ấy sẽ kịp thời ngăn chặn những hành vi tội ác của mình. Giá mà anh đọc được lời nhắn từ cha mình sớm hơn, giá mà anh có thể từ bỏ lòng hận thù để sống tốt hơn. Có thể Narumi đã trở thành một bác sĩ tài giỏi, hoặc giá như Conan có thể phá án nhanh hơn, ngăn chặn được ý định trả thù của Narumi, có lẽ bi kịch của Ánh Trăng đã không xảy ra. Người đời có câu, buông bỏ là cách trả thù khôn ngoan nhất. Rất đúng trong trường hợp này. Cũng qua vụ án trên mà Conan trưởng thành lên rất nhiều, bớt kiêu ngạo và tự phụ hơn. Lần đầu tiên mà cậu cảm thấy bất lực đến như vậy, muốn bắt cũng không được, mà cứu cũng chẳng xong. Âm nhạc có thể là liều thuốc chữa lành, giúp tinh thần chúng ta thoải mái, giảm mệt mỏi. Âm thanh cũng có thể hàn gắn và xoa dịu nỗi đau. Nhưng chính âm nhạc cũng có thể trở thành con dao giết người, góp phần tạo nên những bi kịch không đáng có cho chính chúng ta. Bản nhạc cuối cùng mà Narumi gửi cho Conan như một lời chào tạm biệt, cảm ơn cậu thám tử nhí. Cũng vì đó mà sau này, Conan đã day dứt nói với Heiji rằng thám tử điều tra ra thủ phạm rồi mà để thủ phạm chết ngay trước mặt chúng ta thì chẳng khác nào là đồng phạm cả. Suy cho cùng, dù âm nhạc có sức mạnh kỳ diệu tới đâu, nhưng nếu ở ngay trong chính tâm hồn con người, những giai điệu hay âm thanh ấy không bao dung cởi mở, cuối cùng cũng chỉ tồn tại như những âm thanh khô khan, vô nghĩa và đầy dư vị của chết chóc. Khi ấy, âm nhạc hoàn toàn có thể trở thành một công cụ giết người tinh vi để con người thực hiện những hành vi tội ác của mình. Vậy là chúng ta đã đến lúc phải kết thúc video rồi. Video thì dài, mà đây còn chưa được một góc trong tổng số những vụ án mà Conan đã, đang và sẽ phá giải. Hành trình phá án của Conan sẽ còn dài, nên chắc chắn tôi sẽ còn gặp lại các bạn trong những video hồ sơ vụ án tiếp theo trên Anime Rewind. Còn giờ, nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video sau. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya!